Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 4. Đợi lát nữa bà sẽ biết được hay không? Vừa nói xong, lúc này Lý Trạch Vũ dặn dò mấy người đi nhanh. Giờ tí vừa trôi qua, Tuệ Vân nhìn tấm bảng trên cửa chính, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, không khỏi vui mừng rơi nước mắt. Bà khóc cái rắm, Jenny bất mãn quát. Lúc này Tuệ Vân ngừng nghẹn ngào, mấy ngày Annie bà ta đã bị Jenny tra tấn thành bóng ma rồi. Huyệt đạo trên người bà hiện nay trên đời chỉ có tôi có thể giải, bây giờ ngoan ngoãn mang tôi vào đi tìm sư muội của bà. Lý Trạch Vũ dặn dò nói. Mặc dù phái Nga Mi đề phòng nghiêm ngặt, vốn lấy thực lực của hắn muốn tiến vào dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không có ai dẫn đường, hắn cũng không tìm thấy yêu nữ Tê Tiên Nhi kia ở đâu. Còn không mau làm theo lời đại đương gia, Jenny lại quát một tiếng. Tuệ Vân không dám chống lại, bà ta mang theo Lý Trạch Vũ đi vòng qua cổng và đi vào bằng một cổng nhỏ ở sau núi. Một lát sau, hai người tới một sân nhỏ. Tuệ Vân chỉ vào một căn phòng bên trong nói, đó là phòng của tiểu sư muội, có lẽ cô ta ngủ rồi, có cần tôi lừa cô ta ra ngoài không? Không cần, Lý Trạch Vũ để những người khác ở lại, một mình tung người lóe lên đã bay tới gần phòng kia. Chẳng qua chỉ quan sát tùy tiện vài lần, Hà đã kết luận bên trong căn phòng không có ai, thế nên lại trở về bên cạnh Tuệ Vân. Đêm hôm khuya khoắt sư muội bà đi đâu? Cái này, không thể nào. Tuệ Vân cũng kinh ngạc hỏi, lẽ nào sư muội lừa tôi, cô ta vốn chưa trở về. Không, cô ta không lừa bà, Lý Trạch Vũ kết luận. Lúc trước Tuệ Vân gọi điện cho Tề Tiên Nhi, Jenny xác định địa chỉ IP trò chuyện của đối phương chính là núi Nga Mi. Lễ nào đi tắm suối nước nóng rồi? Tuệ Vân không chắc chắn lắm nói, sư muội kia của tôi mỗi lần sau khi xuống núi về thì đầu đến suối nước nóng ở rừng núi phía sau để ngâm mình. Dẫn đường, Lý Trạch Vũ lập tức nói. Trong đêm tới, hai người lại tới núi rừng phía sau. Rất nhanh, một dòng suối nước nóng hôi hổi hiện ra trước mắt Lý Trạch Vũ, hắn nhìn thấy rõ với thị lực kinh người, một cô gái đang đứng dậy từ trong suối nước nóng. Dáng người thướt tha uyển chuyển, tóc dài ướt nhẹp rối tung sau lưng. Bù, đúng lúc này, bỗng nhiên cô gái xoay người lại. Một màn này Lý Trạch Vũ nhìn đến ngây dại. Bật bắt điểm hai lần lên người Tuệ Vân, người phía sau lập tức không thể động đậy, ngay cả lời cũng không nói được. Lý Đại Đương ra xoa tay cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cực kỳ giống đạo tặc hái hoa có thể hành động bất cứ lúc nào. Mà cùng lúc đó, Tề Tiên Nhi đã bắt đầu mặc quần áo, có lẽ là vì thời tiết lạnh lẽo. Tốc độ mặc quần áo của cô ta rất nhanh. Nhanh đến mức Lý Trạch Vũ cảm thấy còn chưa nhìn đủ. Bỗng nhiên Tề Tiên Nhi cảm thấy trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang nhìn mình, nhưng cô ta nhìn bốn phía lại không phát hiện chuyện gì khác thường. Một luồng gió thổi qua, lạnh lẽo cực kỳ. Tề Tiên Nhi có loại cảm giác không rét mà run. Mà đúng lúc này, Lý Đại Đương gia đã nhìn thấy hết xuất hiện. À, bỗng nhiên thấy có người xuất hiện trước mặt, Tề Tiên Nhi gần như hét lên theo bản năng. Nơm nớp lo sợ hỏi, anh là ai? Là người hay quỷ? Trên đời có thể có con quỷ đẹp trai như ông đây sao? Lý Trạch Vũ cười lạnh, yêu nữ Tiên Nhi, đã lâu không gặp. Xì xì trong lúc nói chuyện, hắn lấy một cây gậy điện từ trên người ra, có lẽ đang chuẩn bị nghiêm hình bức cung một trận. Anh là, nghe thấy giọng nói hơi quen, Tề Tiên Nhi lập tức trợn to mắt. Lý Trạch Vũ. Khi Tề Tiên Nhi nhìn thấy Lý Trạch Vũ, cô ta vô cùng giận dữ. Bởi vì cô ta có thể chắc chắn, người vừa âm thầm quan sát cô ta thay quần áo chính là Lý Đại Đương Dồ. Mặc dù cô ta hận không thể chém người trước mặt nghìn đao, nhưng lý trí cô ta lại lựa chọn xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lý Trạch Vũ cầm dùi cui điện trong tay, hắn không nhanh không chậm đuổi theo. Vào vèo, trong bóng đêm, bóng hai người đan xen nhau trong núi rừng. Tề Tiên Nhi hiểu được, cô ta hoàn toàn không thể chống đỡ được trước mặt Lý Trạch Vũ. Chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần trở về tìm được sư phụ, như vậy cô ta sẽ an toàn. Này, hổ nữ cô cũng chạy rất nhanh. Lý Trạch Vũ cười ha ha. Thật ra với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đè bẹp Tề Tiên Nhi, thế nhưng người này ỷ vào quen thuộc địa hình, khiến hắn không thể bắt được đối phương trong chốc lát. Vài phút sau, Tề Tiên Nhi thở hổn hển, thế nhưng sắp trở về đến tông môn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người như ma đứng chắn trước mặt cô ta. Cô chạy nhanh như vậy, sao không tham gia Thế vận hội Olympic? Xẹt xẹt. Khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ còn ấn dùi cui điện trong tay.
Tề Thiên Nhi nhíu mày, cô ta hoảng sợ, Lý Trạch Vũ anh đừng làm sang bậy, nơi này là phái Nga Mi, nếu anh dám làm gì tôi, sư phụ của tôi sẽ không bỏ qua cho NHL. Mấy ngày không gặp, đã biết uy hiếp người khác rồi. Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm nói, nếu cho sư phụ cô biết, đệ tử ngoan mà bà ấy thu nhận thật ra lại là tàn dư của Vu giáo, không biết bà ấy có làm ra hành động vì đại nghĩa quên tình nhà không? Tề Thiên Nhi nghe vậy thì cơ thể chấn động. Rõ ràng dưới tình thế cấp bách, nên cô ta đã quên mất Lý Trạch Vũ biết thân phận của mình. Nói không hề cường điệu, nếu để phái Nga Mi biết cô ta có quan hệ với Vu giáo, ngay sau đó cô ta sẽ trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh. Thế nhưng, Tề Thiên Nhi cười lạnh nói, anh cảm thấy có người tin lời anh nói sao? Cái gì? Lý Trạch Vũ ngẩn ra. Tôi là đệ tử của trưởng môn phái Nga Mi, anh cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng anh hay là tin tưởng tôi? Tề Thiên Nhi không hề sợ hãi. Vu giáo đã bị xóa sổ từ mười mấy năm trước, sao các sư tỷ, sư muội của cô ta có thể tin trên đời còn thành viên của Vu giáo được? Cô nói đúng. Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn lập tức nói, thế nhưng, tại sao ông đây cần bọn họ tin tưởng? Giọng không lớn, nhưng lại tràn đầy khí phách. Tề Thiên Nhi nheo mắt lại, cô ta cảnh giác nói, Lý Trạch Vũ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao anh phải đuổi theo tôi không ngừng? Tôi theo đuổi cô. Lý Trạch Vũ chống hông, hắn khinh thường nói, nghĩ mình có chút nhan sắc, mà tưởng rằng đàn ông nào cũng để ý đến cô. Ha! Tề Thiên Nhi vốn không có ý này, nhưng suy nghĩ của cô ta lại bị Lý Trạch Vũ chuyển hướng đến phương diện này, cô ta ma. Xui quỷ khiến hỏi một câu, anh là thái giám. Cô ta rất có tự tin với gương mặt của mình, sợ là chỉ có thái giám nhìn cô ta mới không có hành động gì. Lý Trạch Vũ nổi cáu, cô nói ai là thái giám. Cô có gan thì lặp lại lần nữa. Hôm nay ông đây sẽ cho cô biết ông đây đàn ông thế nào. Hắn vừa nói chuyện vừa đi về phía đối phương. Anh đừng đến đây. Anh đến tôi sẽ hô lên. Tề Thiên Nhi nuốt nước miếng. Cô hô đi. Đêm nay cho dù người phái Nga Mi đến đây, để xem ai có thể bảo vệ được cô. Lý Trạch Vũ hoàn toàn không để lời uy hiếp của đối phương vào lòng. Ai sư phụ cứu con. Tề Thiên Nhi lớn tiếng hô. Trong núi yên tĩnh, giọng cô ta vang vọng. Một tay Lý Trạch Vũ nắm lấy cổ họng Tề Thiên Nhi, hắn dễ dàng chế ngự được người. Dẹt dẹt. Tề Thiên Nhi bị điện giật, cô ta trợn trắng mắt. Tên khốn kiếp, anh thả tôi ran. Dẹt dẹt. Tôi liều mạng với anh. Dẹt dẹt. Tề Thiên Nhi nói một câu hung dữ, Lý Đại Đương gia sẽ không do dự giật điện cô ta hai cái. Chỉ một lát sau, Tề Thiên Nhi đã cạn kiệt sức lực, cô ta mềm oặt trong lòng Lý Trạch Vũ. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bay vào mũi, Lý Trạch Vũ ôm lấy Tề Thiên Nhi bằng một tay, chuẩn bị mang đối phương rời khỏi nơi này. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Vào vèo. Trong bóng đêm, một bóng người bay vút đến chỗ hai người. Chuột nhắt ở đâu đến, dám dương oai ở phái Nga Mi bọn tôi. Người mở miệng chính là một sư cô cực kỳ có khí thế. Lý Trạch Vũ biết giọng của Tề Thiên Nhi kinh động đến người phái Nga Mi, nhưng hắn không hề hoảng hốt. Cùng lắm thì dứt khoát đánh nhau là được. Ông đây là Lý Trạch Vũ, tất cả đều cút ngay, nếu không ngày mai ông đây sẽ lái hai chiếc xe tăng đến san phẳng phái Nga Mi mấy người. Ở bên ngoài lời này của Lý Đại Đương gia chắc chắn có thể dọa được người khác, nhưng đáng tiếc nơi này là phái Nga Mi. Một đám sư cô gần như chỉ ở trong phái, không ra khỏi cổng, ít hỏi thăm tin tức của thế tục, đương nhiên không biết hắn là ai. Lý Trạch Vũ, chưa từng nghe tên của cậu trong giới giang hồ. Tuệ Đàn, đừng vô nghĩa với hắn, dứt khoát bắt là được. Một vài sư cô thì thầm với nhau. Tuệ Đàn đứng đầu đám sư cô lớn tiếng quát, còn không mau thả sư muội của tôi ra. Nếu không bần ni chắc chắn hôm nay tên chuột nhắt cậu sẽ chết dưới kiếm của bọn tôi. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, có câu thà phá hủy 10 tòa thành còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân, sư muội của cô tình đầu ý hợp với tôi, cho nên quyết định bỏ trốn theo tôi. Lý Trạch Vũ dứt lời, hắn ôm Tề Thiên Nhi mềm nhũn rời đi. Đuổi theo. Sư cô Tuệ Đàn vung tay, lập tức dẫn theo những đệ tử bên cạnh cô ta đuổi theo. Vèo vèo vèo, hơn 10 bóng người, tôi đuổi anh. Anh đuổi tôi trong núi. Tốc độ của Lý Trạch Vũ rất nhanh, dễ dàng bỏ đám người của phái Nga Mi lại phía sau. Tốt nhất anh nên, thả tôi ra, nếu không, chắc chắn anh sẽ chết. Tề Thiên Nhi yếu ớt nói, tôi đây mỏi mắt mong chờ. Lý Trạch Vũ cười khà, hắn hoàn toàn không để lời uy hiếp của đối phương trong lòng.
rất nhanh chóng. Hai người bỏ lại ngọn núi phía sau, trở lại cổng chính phái Nga Mi. Thiếu rồ đại đương gia. Đám người cẩu phú quý thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón. Lý Trạch Vũ để Tề Tiên Nhi xuống, hắn dặn dò, trông chừng cô ta cẩn thận, nếu cô ta dám chạy trốn, có thể bắn cô tai. Hắn nói xong thì quay người trở về. Hắn phải dạy dỗ cẩn thận đám đệ tử phái Nga Mi không biết tốt xấu này. Hồng Hộc, sư cô Tuệ Đàn dẫn theo đệ tử nhanh chóng đuổi kịp. Cậu giấu sư muội của tôi ở đâu rồi? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên khoanh tay chịu trói, nếu không cậu sẽ hối hận. Tuệ Đàn thấy chỉ có một mình Lý Trạch Vũ, còn không thấy bóng dáng sư muội đâu, cô ta bỗng thấy rất lo lắng. Hối hận con mẹ côi, Lý Trạch Vũ nói xong, hắn vọt đến, bình bịch. Hai quyền lần lượt được phung ra, lập tức có hai đệ tử phái Nga Mi bay ngược ra ngoài. Tốc độ nhanh như sấm sét. Tuệ Đàn và đệ tử đều lắp bắp kinh hãi. Lý Trạch Vũ giống như hổ đi vào đàn cừu, mỗi một quyền đều có ít nhất một đệ tử phái Nga Mi bay ra ngoài. Láo xược, sơ ngồ. Mặc dù Tuệ Đàn khiếp sợ nhưng cô ta vẫn rút kiếm ra chĩa về. Sư cô Tuệ Đàn đã đạt đến cảnh giới tông sư, vậy nên cô A hoàn toàn không để Lý Trạch Vũ vào mắt. Dù sao đối phương vẫn còn trẻ, có thể mạnh đến mức nào. Thế nhưng ngay sau đó cô ta đã biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến nhường nào. Keng! Lý Trạch Vũ tùy ý đánh một quyền đến. Trường kiếm trong tay Tuệ Đàn gãy đôi, mà nắm đấm của Lý Trạch Vũ vẫn chưa dừng lại, đám mạnh vào người đối phương. A! Tuệ Đàn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Sư tỷ, hai ba tên đệ tử phái Nga Mi còn có thể đứng thấy cảnh đó, thì nhanh chóng kéo Tuệ Đàn lui về. Hiển nhiên các cô ấy không ngờ được Tuệ Đàn đạt cảnh giới tông sư, nhưng ở trước mặt Lý Trạch Vũ cũng không là gì. Sốt cuộc cậu là ai? Ban đêm xông vào phái Nga Mi chúng tôi có mục đích gì? Tuệ Đàn nằm trong lòng mấy sư muội, bà ta hoảng sợ nhìn Lý Trạch Vũ. Ông đây đến phái Nga Mi mấy người để thay trời hành đạo. Nhưng các người thì hay rồi, không phối hợp mà còn ngăn cản, không sợ bị sét đánh sao? Lý Trạch Vũ nhìn mọi người từ trên cao xuống, hắn khí phách nói, tốt nhất mấy người không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ông đây không ngại xóa sạch phái Nga Mi mấy người ra khỏi bản đồ nước Hạ. Láo xược, có một tiếng thét chói tai bỗng truyền đến. Sau đó là một bóng người bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Sư phụt, sư phụ, mấy người Tuệ Đàn nhìn thấy lão sư cô đến, bọn họ vui sướng không thôi. Lão sư cô liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy tất cả đệ tử của mình đều bị thương, vẻ mặt bà sầm xuống. Ngay sau đó ánh mắt bà dừng trên người Lý Trạch Vũ, bần ni là Diệt Tình, thằng nhóc cậu là ai? Tại sao lại đến phái Nga Mi chúng tôi dương oai, còn dám làm người khác bị thương? Bà tỏ vẻ hôm nay Lý Trạch Vũ không nói rõ bối cảnh thân phận ra, thì bà tuyệt đối không buông tha cho người này. Ha ha ha! Ông đây chính là người của nhà họ Lý ở Hoàng Thành. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Với tốc độ bay đến của lão sư cô, hắn có thể phán đoán được thực lực của đối phương không tầm thường, chắc chắn là cao hơn Khương Mộ Bạch một bậc. Có thể nói trong số người Lý Trạch Vũ đụng phải từ khi hắn ra tù đến nay, đây là người mạnh nhất. Người nhà họ Lý. Con người của sư thái Diệt Tình xoay chuyển, bà đột nhiên nhíu mày, cậu chính là Lý Trạch Vũ. Chậc, danh tiếng của ông đây cao vậy sao, có thể truyền đến tai phái Nga Mi. Lý Trạch Vũ cười thừa nhận. Sư thái Diệt Tình cười lạnh, bà nói, tôi đã nói có ai dám đến phái Nga Mi chúng tôi dương oai, thì ra là Lý Thiếu giết chết Khương Mộ Bạch. Ngay sau đó bà lại chuyển đề tài, thế nhưng phái Nga Mi chúng tôi không thù không oán gì với nhà họ Lý các cậu, cậu như vậy là có ý gì? Đừng nhiều lời, chúng ta thử mấy chiêu rồi nói sau. Lý Trạch Vũ vén ống tay áo lên. Tôn nghiêm chỉ trên lưỡi kiếm, chân lý chỉ nằm trong phạm vi nòng đại bác. Hắn không thích người khác tỏ ra cao thượng trước mặt mình, vậy nên hắn quyết định dạy dỗ lão sư cô cao ngạo đó rồi nói sau. Cái gì? Sư thái Diệt Tình ngẩn người, bà hoàn toàn không ngờ đối phương không nói một lời, lại chọn động thủ. Khi bà muốn hỏi tại sao, Lý Trạch Vũ đã chạy vọt đến đây. Tốc độ rất nhanh. Sư thái Diệt Tình hoảng sợ, nhưng phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, bà vùng ống tay áo, lấy ra một thanh kiếm đâm về phía Lý Trạch Vũ. Keng! Kiếm của Lý Trạch Vũ cũng vung đến. Bàn tay của hai người chạm vào nhau, sư thái Diệt Tình chỉ cảm thấy kiếm của mình như chém vào tấm sắt, bà đau đến mức hít một hơi. Bốp! Hai người lập tức ra quyền với đối phương.
Lúc này Sư Thái Diệt Tình lùi về phía sau khoảng 7 bước, mà Lý Trạch Vũ vẫn không nhúc nhích tí nào. Ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Một đám đệ tử phái Nga Mi đều nhìn chân chân, ra vẻ không thể tin được sư phụ của mình lại không chiếm được lời trong tay Lý Trạch Vũ. Trong đó người chấn động nhất là Tuệ Đàn. Bởi vì trong một đám đệ tử phái Nga Mi, chỉ có cô ta biết. Không lâu trước đó sư phụ mình đã đột phá đến cảnh giới võ thánh. Tại sao người này còn mạnh hơn sư phụ? Hắn chỉ là một thằng nhóc. Cậu nhóc khá lắm, bên ngoài đều đồn đại cậu là người có thiên phú võ đạo trăm ngàn năm có một, lúc đó Bần Ni còn không tin, bây giờ xem ra là ánh mắt Bần Ni thiển cận. Mặc dù Sư Thái Diệt Tình chấn động, nhưng bà cũng không nao núng. Bà vừa nói chuyện vừa rút ra trường thiên kiếm bảo vật chấn môn của phái Nga Mi, lập tức chỉ vào Lý Trạch Vũ, nếu bây giờ cậu nguyện ý xuống núi, Bần Ni có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu cậu cố chấp, đừng trách Bần Ni không nể mặt người dưới kiếm. Sư phụ, sư muội tiên nhi bị hắn bắt đi. Tuệ Đàn nhắc nhở một câu. Cái gì? Sư Thái Diệt Tình nhíu mày, mặc dù không biết lý do tại sao Lý Trạch Vũ bắt đệ tử của mình, nhưng bà vẫn bổ sung thêm một câu. Thả đệ tử của tôi ra, sau đó lập tức rời đi. Thật ra bà có ý chịu thua. Trước không nói bà còn chưa nhìn thấu thực lực của Lý Trạch Vũ, thứ hai bà cũng kiêng kỵ người phía sau Lý Trạch Vũ. Dù sao có cao nhân dạy dỗ ra được một tên yêu nghiệt này, bà thật sự không dám tưởng tượng người đó sẽ mạnh như thế nào. Đã sớm nghe nói trường thiên kiếm của phái Nga Mi chém sắt như chém bùn, thổi gãy lông, ông đây thật sự muốn thử xem là thật hay giả. Vào. Lý Trạch Vũ nói xong, lại chủ động ra tay. Lần này Lý Trạch Vũ không dám xem thường, nhảy đến trước mặt Sư Thái Diệt Tình, năm ngón tay biến thành cái móc câu, túm lấy cổ tay của người kia, có vẻ như hắn muốn cướp bảo kiếm của người ta. Keng keng. Trường thiên kiếm phát ra âm thanh như rồng gầm, dưới động tác múa máy của Sư Thái Diệt Tình, nó tỏa ra khí thế đè bẹp người. Lý Trạch Vũ chưa bắt được, bị kiếm của đối phương làm lùi bước, nhưng hắn vẫn không chết tâm, lại nhảy vụt lên. Muốn chết. Sư Thái Diệt Tình đâm mũi kiếm vào ngực phải của Lý Trạch Vũ. Thế nhưng bà ra tay vẫn có chừng mực, không nhắm vào bộ phận quan trọng của đối phương. Nếu không nhát kiếm này đâm vào tim Lý Trạch Vũ, vậy hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc đây đều là bà tưởng tượng. Leng keng, một tiếng. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ dùng hai tay vững vàng kẹp lấy thân của Trường Thiên Kiếm. Sư Thái Diệt Tình vận khí kình, nhưng cả người không thể di chuyển được nửa phân. Lão sư cô, đến lượt ông đây. Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, cả người hắn rụt về phía sau, cả người Sư Thái Diệt Tình và Thiên Trường Kiếm đều bị kéo theo. Vẫn chưa hết đâu. Nhân lúc Sư Thái Diệt Tình chưa phản ứng lại, Lý Trạch Vũ dậm mạnh chân, đá khối dưới chân văng khắp nơi. Âm. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, hắn đá một chân trúng giữa hai má Sư Thái Diệt Tình. A. À, trên mặt Sư Thái Diệt Tình có vết dấu dày size 42. Miệng còn không cẩn thận ăn vào một ít bùn đất. Vù. Giữa những tia lửa xẹt qua từ các viên đá, Lý Trạch Vũ kéo lấy Thiên Trường Kiếm. Sư Thái Diệt Tình không kịp đề phòng, trên tay bà không còn gì, Thiên Trường Kiếm đã bị Lý Trạch Vũ cướp mất. Trả bảo kiếm lại cho tôi. Sư Thái Diệt Tình muốn cướp lại bảo kiếm, mà Lý Trạch Vũ cũng vung tay thưởng cho mặt đối phương. Sư Thái Diệt Tình lùi về phía sau, rồi ngã xuống đất. Lý Trạch Vũ khẽ vuốt ve thân Thiên Trường Kiếm, mắt hắn sáng lên, bảo kiếm xứng với anh hùng, thanh kiếm này không tồi. Đây là báu vật trấn môn phái Nga Mi chúng tôi, cậu trả kiếm cho tôi. Sư Thái Diệt Tình vừa sợ vừa giận. Người xuất gia sao lại nhỏ nhen như vậy? Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn cười ha ha. Thanh kiếm này có duyên với tôi, cho tôi mượn chơi vài ngày. Nếu là vật bình thường và đối phương là người có thực lực, có lẽ Sư Thái Diệt Tình sẽ cho mượn. Nhưng Trường Thiên Kiếm là bảo vật trấn môn của phái Nga Mi, đã truyền thừa mấy trăm năm, bà sẽ không và cũng không dám đồng ý. Hơn nữa, Lý Trạch Vũ nói là mượn, nhưng rõ ràng hắn muốn chiếm làm của riêng. Nếu thanh Trường Thiên Kiếm này thật sự bị hắn mang đi, nhất định sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy Sư Thái Diệt Tình sốt ruột, thúc giục, Lý thiếu gia, chỉ cần cậu chịu trả lại Trường Thiên Kiếm cho Bần Ni, chúng ta nói chuyện gì cũng được. Thấy thái độ đối phương chịu nhún nhường. Lý Trạch Vũ cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, bình tĩnh nói, sư thái, thanh bảo kiếm này rất có duyên với tôi, hay bà bán lại cho tôi, giá cả có thể thương lượng. Lý thiếu gia, cậu đừng nói đùa nữa, nếu tôi bán thanh kiếm này cho cậu, Bần Ni sẽ trở thành tội nhân thiên cổ phái Nga Mi.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sự kiên nhẫn của Lý Trạch Vũ đã đến cực hạn, hắn hừ lạnh, bảo kiếm đang ở trong tay tôi, bà có lá gan thì đến lấy đi. Nhưng ông đây muốn nhắc nhở, người muốn đến lấy đồ trong tay tôi, cỏ trên mộ đã cao hơn 2 mét rồi. Lời này chính là uy hiếp. Sư Thái Diệt Tình vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì. Rõ ràng là hắn cướp bảo kiếm của Bần Ni, nhưng giờ lại nói là Bần Ni đoạt kiếm của hắn. Nếu không phải Lý Trạch Vũ có thực lực dị thường, có lẽ bà đã ra tay giết hắn. Lý Trạch Vũ, cậu không nên ép Bần Ni. Sắc mặt Sư Thái Diệt Tình u ám, bà nói, mặc dù biết cậu rất mạnh, nhưng đừng quên, đây là địa bàn của phái Nga Mi, chỉ cần Bần Ni ra lệnh một tiếng, mấy trăm đệ tử của phái Nga Mi của chúng ta có thể giết chết cậu. Ha ha ha! Lý Trạch Vũ cười lớn, vô cùng khinh thường. Sau đó, hắn vén áo khoác lên, một hàng lựu đạn treo quanh hông của hắn hiện ra. Để xem, là bà có nhiều người hơn hay tôi có nhiều lựu đạn hơn? Lý Trạch Vũ hống hách nói. Thấy vậy, cả đệ tử của phái Nga Mi do Tuệ Đàn cầm đầu đều không nhịn được lùi lại vài bước. Ngay cả Sư Thái Diệt Tình cũng giật mình, nhưng vẫn cậy mạnh hét lớn, cậu dám dùng đạn dược chống lại người trong. Giới võ lâm, không sợ trở thành kẻ thù của võ lâm sao? Dùng đạn dược để đối phó với tà ma ngoại đạo thì có gì sai? Lý Trạch Vũ không hề sợ hãi nói khiến Sư Thái Diệt Tình và những người khác bối rối. Tà ma ngoại đạo. Hắn đúng là có mắt như mù. Nực cười. Sư Thái Diệt Tình tức giận bật cười, nói, người trong thiên hạ, ai không biết Nga Mi chúng tôi chính là danh môn chính phái. Cậu chỉ là một tên nhãi, lại muốn bôi nhọ chúng tôi chỉ bằng vài lời nói. Trước kia có lẽ là danh môn chính phái, nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Lý Trạch Vũ nói một cách chắc chắn. Hả? Thấy hắn lời chắc nịch như vậy, Sư Thái Diệt Tình nghi hoặc nói, lời này của cậu là có ý tứ gì? Hời lão tặc ni bà còn có mặt mũi hỏi tôi. Lý Trạch Vũ chỉ thanh trường thiên kiếm trong tay về phía Sư Thái Diệt Tình, hận không thể luyện sắt thành thép nói, thân là danh môn chính phái lại âm thầm cấu kết với tàn dư của Vu giáo, nói, phái Nga Mi mấy người có nên bị trừng phạt không? Hỗn xược. Sư Thái Diệt Tình tức giận, nói, chúng ta cấu kết với tàn dư của Vu giáo khi nào? Ni cô Tuệ Đàn nói thêm, sư phụ, tên này chính là kẻ ngậm máu phun người, Vu giáo đã bị võ lâm diệt trừ đã mười mấy năm. Không tồi. Sư Thái Diệt Tình tức giận nói, Lý Trạch Vũ, cậu đừng hòng tạt nước bẩn vào phái Nga Mi chúng tôi. Hôm nay, nếu không trả trường thiên kiếm và thả đệ tử ra, chúng ta sẽ một chết một chết. Ha ha ha, tôi hắt nước bẩn. Đến đi, các người lên đi, ông đây sẽ cho mấy người được chết rõ ràng. Nói xong, Lý Trạch Vũ quay người bay vút lên cao. Sư Thái Diệt Tình cũng lập tức di chuyển, đuổi theo bóng của Lý Trạch Vũ. Tuệ Đàn nhìn các chị em bị thương, nói, ai bị thương thì về dưỡng thương trước và thông báo cho tất cả đệ tử tập hợp lại. Những người còn lại theo tôi hỗ trợ sư phụ. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đã về đến cổng của phái Nga Mi, Sư Thái Diệt Tình cũng đã đuổi kịp hắn. Sư phụ, cứu con. Tê Tiên Nhi lập tức mừng rỡ nói. Khinh người quá đáng, thật sự vô cùng quá đáng. Sư Thái Diệt Tình nhìn đệ tử đang cuộn người ngồi xổm trên mặt đất thì tức giận nói, còn không mau thả đệ tử của tôi Red. Lão tặc Ni Diệt Tình. Lý Trạch Vũ quát lên một tiếng chói tai, đau lòng nhưng trách mắng. Chuyện đến nước này mà bà vẫn chấp mê bất ngộ, xem ra ông đây phải vạch trần tội ác của bà trước giới võ lâm, để bà có chết cũng không mặt mũi đối mặt với đại tổ sư phái Nga Mi. Cậu không cần lại hắt nước bẩn lên người Bần Ni, vô dụng. Sư Thái Diệt Tình nghe vậy thì bối rối như đứng giữa sương mù. Bà không hiểu tại sao Lý Trạch Vũ cứ luôn mồm nói bà, có tội, hơn nữa nhìn hắn như vậy, hẳn là bà chủ động đi tìm chết mới được, nếu không sẽ có lỗi với người trong thiên hạ. Không phải bà muốn biết mình có tội gì sao? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa chỉ vào Tê Tiên Nhi đang cuộn tròn trên mặt đất, hỏi đồ đệ tốt này của bà sẽ biết. Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của Tê Tiên Nhi khẽ run lên. Tiên Nhi, cậu ta nói vậy là có ý gì? Sư Thái Diệt Tình nhíu mày hỏi. Sư phụ, con. Tê Tiên Nhi cúi đầu, không có can đảm để nhìn Sư Thái Diệt Tình. Nếu cô không dám nói, vậy để tôi. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa nhìn Sư Thái Diệt Tình, gần từng chữ một, đệ tử yêu quý này của bà chính là tàn dư của Vu giáo. Cái gì? Con người của Sư Thái Diệt Tình lập tức giãn ra, không tin nhìn về phía Tề Tiên Nhi. Nếu tôi đoán không sai, cô ta chính là mật thám mà tàn dư của Vu giáo sắp xếp vào phái Nga Mi.
Lý Trạch Vũ nói ra phỏng đoán của mình. Tiên Nhi, nói cho vi sư biết lời cậu ta nói đều là giả đi. Sư Thái Diệt Tình liên tục lắc đầu, không tin được đồ đệ do chính tay mình nuôi dưỡng mười mấy năm lại là kẻ phản bội do tà giáo sắp xếp. Sư phụ, con, ngẩng đầu lên nhìn vi sư, nói rằng đó không phải sự thật. Trong mắt Sư Thái Diệt Tình tràn đầy hy vọng mà ngắt lời. Tê Tiên Nhi xấu hổ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, trào ra như nước vỡ đê, nghẹn ngào gật đầu, sư phụ, đồ nhỉ có lỗi với người. Cô ta biết nếu tiếp tục lừa gạt, Sư Thái Diệt Tình sẽ lựa chọn tin tưởng cô ta, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người phía sau, cô ta biết mình không thể che giấu được nữa. Sư Thái Diệt Tình lảo đảo lùi về sau mấy bước như thể xác và tinh thần đều vỡ vụn. Sư phụ, cũng may đám người Tuệ Đàn kịp thời đuổi tới đỡ bà dậy. Sư phụ, là đệ tử có lỗi với người. Tề Tiên Nhi bật khóc nức nở. Tuệ Đàn không biết xảy ra chuyện gì, còn nghĩ Lý Trạch Vũ bắt nạt em mình nên hung hăng uy hiếp, tên nhãi danh xấu hổ đến cản rỡ, chờ lát nữa cậu sẽ biết phái Nga Mi chúng tôi không phải chỗ mà ai cũng có thể dương oai. Vừa nói xong thì, rầm. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, các đệ tử phái Nga Mi lao ra dày đặc. Mẹ kiếp, thiếu gia, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Cẩu Phú Quý tóm lấy Lý Trạch Vũ chuẩn bị chạy trốn. Khi hàng trăm đệ tử từ giáo phái Nga Mi lao ra, mấy người Cẩu Phú Quý cùng Vật Tương Vong đều hoảng sợ. Dóc và, Jenny lập tức mở áo khoác, để lộ hàng lựu đạn treo bên hông. Ai không sợ chết thì tiến lên một bước. Jenny vô cùng hung hãn. Hai tay cầm hai quả lựu đạn, có thể ném ra bất cứ lúc nào. Thiếu gia, hóa ra người đã chuẩn bị từ trước. Vật Tương Vong không chút sợ hãi nói. Cẩu Phú Quý cũng không lôi kéo tay của Lý Trạch Vũ nữa mà kiêu ngạo, khiêu khích, nào, nhìn xem là các người nhiều. Người hơn hay chúng tôi nhiều lựu đạn hơn. Đám đệ tử của phái Nga Mi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi sự sắp xếp của Sư Thái Diệt Tình. Tất cả đều dừng tay. Sư Thái Diệt Tình quát một tiếng chói tai, ánh mắt nhìn chăm chằm Tề Tiên Nhi, vi sư có từng đối xử tệ với cô chưa? Lúc này, bà nhớ lại đêm giông bão cách đây hơn 10 năm, khi nhìn thấy cô bé run rẩy dưới mưa trên đường về núi. Mặc dù tên là Diệt Tình, nhưng bà không phải người vô tâm. Bà đích thân đưa cô bé về phái Nga Mi, cho cô bé ăn no mặc ấm, truyền dạy tất cả các kỹ năng, thậm chí còn dự định sau này truyền lại vị trí trưởng môn cho đệ tử có tư chất nhất phái. Nhưng không nghĩ lại có kết cục như vậy. Không có. Tề Tiên Nhi liều mạng lắc đầu nói, sư phụ đối đãi với Đồ Nhi ân trọng như núi, là Đồ Nhi có lỗi với sư phụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha ha. Sư Thái Diệt Tình cười trong nước mắt, vô cùng bi thương. Phụt. Đột nhiên, Sư Thái Diệt Tình phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụt. Sư phụ. Tất cả đệ tử phái Nga Mi do Tuệ Đàn đứng đầu đều lo lắng. Tránh ran. Lý Trạch Vũ hét lớn, nói, lão Ni cô tức quá nên khó thở, nếu không chữa trị cẩn thận, rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó không ai cứu được đâu. Nói xong, hắn định bước lên chữa trị cho Sư Thái Diệt Tình. Nhưng đệ tử Nga Mi đã ngăn hắn lại, không cho hắn tiến lên nửa bước. Ni cô Tuệ Đàn nổi giận nói, nếu không phải cậu tới phái Nga Mi chúng tôi, sư phụ tôi cũng không như vậy. Tôi nói cho cậu biết, nếu sư phụ tôi xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ liều mạng với cậu. Lời nói đầy phẫn nộ này ngay lập tức khơi dậy cơn tức giận trong lòng các đệ tử Nga Mi. Họ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Lúc này, nếu có ai tiên phong, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ cùng lao lên. Lý Trạch Vũ nhíu mày, nói, tôi có thể chữa trị cho lão Nico, nhưng nếu mấy người ngăn cản, bà ấy chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Tề Tiên Nhi đột nhiên nhớ lại. Lý Trạch Vũ từng giúp cô ta loại bỏ cổ trùng trong cơ thể nên lựa chọn tin tưởng hắn, khuyên, chị Tuệ Đàn, đúng là tên này có biết về y thuật, chị để cậu ta xem cho sư phụ mình đi. Cô im đi. Tuệ Đàn tức giận nhìn Tề Tiên Nhi, nói, thương cho sư phụ đối xử với cô như con gái ruột, chúng tôi thì che chở, bảo vệ cô như chị em, vậy mà cô lại đối xử với sư phụ như vậy. Tề Tiên Nhi, nếu sư phụ có mệnh hệ gì, chúng tôi có chết cũng không tha thứ cho cô. Lý Trạch Vũ vẫn luôn quan sát Tuệ Đàn, trong lúc vô tình, hắn nhìn ra trong mắt đối phương xuất hiện lên một tia giảo hoạt. Ha ha! Hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Vèo! Thân hình Lý Trạch Vũ chợt lóe, lướt qua đông đảo đệ tử phái Nga Mi, đi đến bên cạnh Sư Thái Diệt Tình. Bắt cậu ta lại cho tôi! Bang!
Tuệ Đàn đang định ra lệnh những người khác tấn công Lý Trạch Vũ nhưng không ngờ đã bị Trường Thiên Kiếm gác lên cổ. Các đệ tử phái Nga Mi đã sẵn sàng hành động lập tức không dám làm việc hấp tấp buông chị Tuệ Đàn ra. Đồ khốn, nếu cậu dám động đến chị Tuệ Đàn dù chỉ là một sợi lông, chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Một số đệ tử trong phải có quan hệ tốt với Nico Tuệ Đàn lần lượt uy hiếp. Tuy nhiên, Lý Trạch Vũ hoàn toàn không để ý, cười lạnh nhìn về phía Nico Tuệ Đàn, chế nhạo, cô cho rằng lão Nico diệt tình chết thì có thể lên làm trưởng môn phái Nga Mi. Nực cười, có tin ông đây lập tức cho cô đi gặp lão Diêm Vương hay không? Vừa nói ra, toàn bộ đệ tử phái Nga Mi đều ngẩn ra. Ngay cả Tê Tiên Nhi cũng nhìn về phía Nico Tuệ Đàn. Cậu đừng có ngậm máu phun người. Mặt Nico Tuệ Đàn đỏ lên, chính là loại có tật giật mình. Thật ra, nhìn bằng mắt thường cũng đoán được chuyện của sư thái diệt tình, nhưng cô ta càng biết bà ấy muốn truyền vị trí trưởng môn cho Tề Tiên Nhi nên mới không cam lòng. Xét về thân thủ, địa vị, nhân duyên, và cống hiến đối với phái Nga Mi, sao Tề Tiên Nhi có thể hơn cô ta được? Tại sao sư thái diệt tình lại không công bằng như vậy? Vì vậy, trong tiềm thức, Tuệ Đàn hy vọng sư thái diệt tình chết đi, đến lúc đó cô ta có thể dựa vào vị trí chỉ cả thành công ngồi vào vị trí trưởng môn. Nhưng không ngờ tâm tư của cô ta lại bị Lý Trạch Vũ nhìn thấu. Cô ta thẹn quá hóa giận nói, các đệ tử nghe lệnh, cho dù có chết cũng phải bắt hết mấy tên trộm này. Mọi người dừng tay. Tề Tiên Nhi vội vàng đứng lên ngăn cản, nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt cô ta dừng lại trên người Lý Trạch Vũ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tề Tiên Nhi tôi lấy tính mạng đảm bảo, tên này có thể chữa khỏi cho sư phụ. Nếu sư phụ ở trong tay hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tề Tiên Nhi tôi sẽ lấy cái chết để tạ tội. Tề Tiên Nhi bảo đảm nói. Tất cả đệ tử phái Nga Mi đệ đều bình tĩnh lại, nhìn nhau. Tôi tin tưởng em ấy. Lúc này, đồ đệ thứ hai của phái Nga Mi, Nico Tuệ Anh đứng ra nói, em ấy có lẽ nhất thời bị kẻ gian che mắt, nhưng tôi tin em ấy sẽ không làm hại sư phụ. Tôi cũng tin em ấy. Tôi cũng tin. Ngày càng nhiều đệ tử phái Nga Mi lựa chọn tin tưởng Tề Tiên Nhi, Nico Tuệ Đàn sốt ruột nói, mấy người điên rồi sao? Kẻ nhẫn tâm này đã hại sư phụ, mấy người vẫn tin tưởng. Dầm. Chị Tuệ Đàn, em cầu chị, có được không? Tề Tiên Nhi quỳ xuống, khẩn cầu nói, chỉ cần để cậu ta chữa bệnh cho sư phụ, em hứa sẽ không tranh vị trí trưởng môn nữa. Cô nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới vị trí trưởng môn. Nico Tuệ Đàn vẫn cố ngụy biện. Nhưng Tề Tiên Nhi thông minh sao có thể tin lời này? Không cần Lý Trạch Vũ nhắc nhở, cô cũng đã sớm nhìn ra người chị này bằng mặt không bằng lòng. Tôi, Tề Tiên Nhi, xin thề với trời, sẽ không tranh đoạt vị trí trưởng môn với Tuệ Đàn, nếu vi phạm, Tề Tiên Nhi tôi sẽ không được chết tử tế. Tề Tiên Nhi đưa ba ngón tay lên trời. Nico Tuệ Đàn trong lòng mừng thầm, Tề Tiên Nhi thề độc trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không tin đến lúc đó đối phương sẽ lừa gạt mình. Nên là, cậu tốt nhất chữa khỏi cho sư phụ tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho mấy người. Nico Tuệ Đàn giả vờ nói, Lý Trạch Vũ khẽ lắc đầu, âm thầm giơ ngón giữa. Mặc dù sư thái diệt tình đã ngất, nhưng thần trí và ngũ quan vẫn tỉnh táo, có thể nghe rõ những gì Nico Tuệ Đàn nói. Chỉ cần bà tỉnh lại, không cần Lý Trạch Vũ nói cũng có thể biết Nico Tuệ Đàn tốt hay xấu. Bốp bốp, Lý Trạch Vũ ấn lên người sư thái diệt tình vài cái, sau đó lấy túi đựng châm và vài cây ngân châm ra. Vèo vèo vèo, một loạt thao tác hung mãnh như hổ, mấy cây ngân châm đâm chính xác vào một số huyệt vị của sư thái diệt tình. Kỹ thuật đáng kinh ngạc này khiến tất cả đệ tử phái Nga Mi đều bất ngờ. Tề Tiên Nhi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lý Trạch Vũ đã vạch trần thân phận của cô ta, đáng lẽ cô nên hận hắn mới đúng. Nhưng cô không biết vì sao lại lựa chọn tin tưởng đối phương. Đúng lúc này, một làn khói trắng như ẩn như hiện bay ra từ đỉnh đầu của sư thái diệt tình. Vèo vèo vào. Lý Trạch Vũ rút ngân châm ra rồi, bốp bốp, vài cái để giải huyệt cho sư thái diệt tình, khiến bà lập tức mở mắt ra. Sư phụ, người không sao chứ? Sư phụ, tất cả đệ tử phái Nga Mi đều thở phào nhẹ nhõm. Hự, sư thái diệt tình khẽ thở ra, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trạch Vũ chắp tay hành lễ, cảm ơn Lý Thiếu Hiệp đã cứu giúp. Lúc này, bà đã đổi cách xưng hô từ Lý Thiếu gia thành Lý Thiếu Hiệp. Vì bà đã nhìn ra Lý Trạch Vũ không hề có địch ý. Bởi vì bà biết, với tình huống vừa rồi,
nếu Lý Trạch Vũ không giúp, nhẹ thì bà sẽ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì cả đời trở thành tàn phế. Bà cứ xử lý chuyện của mình trước, sau đó chúng ta nói chuyện. Lý Trạch Vũ quay đi đứng cùng đám người cậu phú quý, trở thành một quần chúng ăn dưa. Sư Thái Diệt Tình khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ni Cô Tuệ Đàn bằng ánh mắt sắc bén. Sư phụ, Ni Cô Tuệ Đàn có tật giật mình, không nhịn được lùi về sau mấy bước. Tuệ Đàn ơi Tuệ Đàn, cô đúng là một đồ đệ tốt. Mắt Sư Thái Diệt Tình đỏ lên, đau đớn nói, nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, vi sư cũng không biết lương tâm của cô đều bị chó ăn rồi. Sư phụ, sao người lại nói đầu nhi như vậy? Ni Cô Tuệ Đàn còn muốn giả ngu. Cô không cần giả vời. Tất cả những gì cô vừa làm, tôi đều biết hết. Cô muốn có được vị trí trưởng môn. Ha ha! Đừng có mơi! Sư Thái Diệt Tình càng tức giận, niệm tình chúng ta từng là sư đồ, cô đi đi, từ nay về sau cô không còn là đệ tử phái Nga Mi nữa. Sư phụt! Bụ! Y! Ni Cô Tuệ Đàn quỳ xuống, nức nở nói, sư phụ, người không thể làm vậy với con. Đệ tử đối với người không có hài lòng, sư phụ. Cút ngay! Sư Thái Diệt Tình tức giận ngắt lời. Ni Cô Tuệ Đàn thấy sư phụ đã quyết như vậy, cũng không giả vờ nữa mà đứng dậy, bất mãn nói, sư phụ, người đối xử không công bằng. Sư Thái Diệt Tình nhìn cô ta chằm chằm nhưng không nói gì. Cô ta có tài đức gì mà có thể trở thành trưởng môn phái Nga Mi chúng ta? Vì tư chất xuất sắc, ha ha ha, chưa đến 50 tuổi mà tôi đã đột phá lên cảnh giới tông sư. Trên đời này, được mấy người có tố chất hơn tôi. Tất cả những điều này chỉ là cái cớ cho sự thiên vị của bài. Ni Cô Tuệ Đàn càng nói càng kích động, sau đó đột nhiên chỉ Tê Tiên Nhi, cười lạnh nói, chính bà cũng không ngờ, người mà tự mình chọn trở thành truyền nhân lại là gián điệp là tàn dư của Vu giáo cải vào phái Nga Mi làm nội gián. Bá bá bái lời này lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng. Trước đó, các đệ tử phái Nga Mi không biết Tê Tiên Nhi là người của Vu giáo, nên khi biết được sự thật, họ đều không tin nhìn Tê Tiên Nhi. Ngoài tôi ra, còn ai có thể gánh vác được phái Nga Mi? Ni Cô Tuệ Đàn cười một cách điên cuồng nói, nếu giờ bà đuổi tôi ra khỏi tông môn, phái Nga Mi suy tàn chỉ là vấn đề về thời gian. Đến lúc đó, tôi xem bà còn mặt mũi đi gặp tổ tiên phái Nga Mi nữa hay không? Tề Tiên Nhi là người của Vu giáo nên không thể đảm nhiệm vị trí trưởng môn phái Nga Mi. Mà ngoài Tề Tiên Nhi thì chỉ có cô ta là đệ tử có tư chất tốt nhất. Nếu Sư Thái Diệt Tình truyền vị trí trưởng môn cho cô A, lúc đó cô ta có thể dẫn dắt phái Nga Mi cạnh tranh cao thấp với Tam Thánh Địa lớn rồi. Nhưng nếu truyền cho đệ tử khác, đừng nói là cạnh tranh với Tam Đại Thánh Địa, ngay cả Đức Phật A Di Đà cũng không suy yếu. Láo xược! Khi thấy Tuệ Đàn uy hiếp mình, Sư Thái Diệt Tình vô cùng tức giận. Sư phụ, người đừng nóng giận. Ni Cô Tuệ Anh lo lắng khuyên. Khụ khụ! Được rồi, lão Ni Cô Diệt Tình, bà nghe tôi nói. Lý Trạch Vũ im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Sư Thái Diệt Tình nhíu mày nói, Lý Thiếu Hiệp có gì cứ nói, đừng ngại. Lý Trạch Vũ hăng giọng, nói, chuyện là như này, tôi cho rằng Tê Tiên Nhi là người của Vu giáo cũng tốt, nói không chừng cô ta có nỗi khổ riêng. Hay nghe cô ta giải thích một chút. Trong lòng Tê Tiên Nhi cảm xúc phức tạp, cô ta không ngờ Lý Trạch Vũ lại đứng ra nói chuyện giúp mình. Còn gì để giải thích? Cô ta chính là tàn dư của Vu giáo, đây là sự không thể chối cãi. Ni Cô Tuệ Đàn tức giận ngắt lời. Lúc này Ni Cô Tuệ Anh lại khuyên nhủ, chị à, có lẽ Tiên Nhi thật sự có nỗi khổ tâm. Sư phụ, người cho em ấy cơ hội giải thích đi. Sư Thái Diệt Tình hơi do dự nhưng vẫn nhàn nhạt nói, vậy vi sư cho cô một cơ hội giải thích. Không công bằng, như vậy không công bằng. Ni Cô Tuệ Đàn lại hét lên, dựa vào đâu mà cho cô ta cơ hội giải thích. Trong khi trực tiếp trục xuất tôi ra khỏi sư môn. Như vậy là không công bằng. Bốp bốp, cô ta còn chưa nói xong đã cảm thấy mặt mình nóng rát, đưa mắt nhìn Lý Đại Đương ra không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Nếu cô còn dám kêu gào lần nữa, tôi sẽ một kiếm chém chết cô. Vừa nói, Lý Trạch Vũ giơ thanh Trường Thiên Kiếm trong tay lên. Ni Cô Tuệ Đàn sợ hãi lùi về phía sau, vội vàng che miệng mình lại. Cô ta cảm nhận được trên người Lý Trạch Vũ đang tỏa ra cỗ sát ý vô cùng đáng sợ, trong lòng cô ta cũng xuất hiện một âm thanh nhắc nhở, đối phương thật sự sẽ giết người. Được rồi, bây giờ cô có thể bắt đầu ngụy biện, à không, là giải thích. Lý Trạch Vũ cười nói với Tê Tiên Nhi. Hành động này của hắn lại một lần nữa khơi dậy sự cảm kích của Tê Tiên Nhi.
Cô ta hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía sư thái Diệt Tình. Sư phụ, con thật sự là người của Vu giáo. Hả? Nghe thấy chính miệng Tề Tiên Nhi thừa nhận thân phận thật sự, mọi người có mặt lập tức ồ lên. Ni cô Tuệ Đàn muốn nói chuyện nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lý Trạch Vũ, cô ta lập tức nuốt lời muốn nói trở lại. Đệ tử bị người của Vu giáo uy hiếp, ép đồ nhi trà trộn vào phái Nga Mi tranh thủ chiếm lấy vị trí trưởng môn để bọn họ có thể khống chế phái Nga Mi. Nhưng đồ nhi xin thề, cho đến bây giờ, đồ nhi không làm gì có lỗi với Nga Mi. Nếu đệ tử có nửa câu nói dối, con sẽ không được chết tử tế. Hai mắt Tề Tiên Nhi đỏ lên, nức nở nói, bây giờ đệ tử xin được sư phụ xử lý, dù thế nào cũng không nửa câu oán hận, chỉ là đệ tử đã phụ sự kỳ vọng của sư phụ, hy vọng người không cần vì kẻ tội đồ này mà khổ sở. Lúc này sư thái Diệt Tình cũng đã rưng rưng nước mắt. Theo quy định, bà sẽ phải thanh lý môn hộ, nhưng nhiều năm làm sư đồ như vậy, sao bà có thể ra tay? Mọi người nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trục xuất Tề Tiên Nhi ra khỏi phái Nga Mi, từ nay về sau chuyện của cô. Ta sẽ không liên quan đến phái Nga Mi nữa. Chỉ câu nói này như muốn tiêu hao hết sức lực của sư thái Diệt Tình, không còn chút quan hệ. Chờ chút, đột nhiên, Lý Đại Đương ra lại xua tay quát lớn. Thật ra có một cách giúp sư thái không cần trục xuất Tề Tiên Nhi ra khỏi phái Nga Mi. Dưới sư thái Diệt Tình có 6 đại đệ tử, mỗi người đều do một tay bà chăm sóc nên biết rõ nhân phẩm, tính cách, tư chất của từng người. Nhưng bà không ngờ, đại đệ tử Tuệ Đàn vì vị trí trưởng môn lại muốn đẩy bà vào chỗ chết. Niệm tình sư đồ, bà không đành lòng thanh lý môn hộ mà chỉ trục xuất khỏi sư môn. So với Tuệ Đàn, sư thái Diệt Tình vô cùng thích Tề Tiên Nhi hơn. Đây là đồ đệ nhỏ tuổi nhất, thông minh tài hòa, cũng là hạt giống tốt nhất. Bà tin tương lai, dưới sự dẫn dắt của Tề Tiên Nhi, phái Nga Mi nhất định có thể vươn lên, thậm chí còn có thể thay thế Tiêu Giao Cung, trở thành một phần của Tam Đại Thánh Địa. Tiếc là người tính không bằng trời tính, Tề Tiên Nhi lại là tàn dư của Vu giáo. Việc này còn đả kích hơn việc Tuệ Đàn mất hết tình người. Lúc này, nghe thấy Lý Trạch Vũ nói có cách không cần Tề Tiên Nhi trục xuất khỏi phái Nga Mi, sư thái Diệt Tình rất vui. Lý thiếu gia, cậu thật sự có cách đẹp cả đôi đường sao? Tôi có. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói. Không thể nào. Ni cô Tuệ Đàn trước đó bị áp chế thì không nhịn được, điên cuồng hét lên, Tề Tiên Nhi là tàn dư của Vu giáo, nếu không trục xuất cô ta khỏi phái Nga Mi, tôi sẽ nói chuyện này cho toàn thể võ lâm, lúc đó, phái Nga Mi sẽ bị tất cả mọi người chỉ trích. Lúc này có thể nhìn ra ý hận của cô ta đối với Tề Tiên Nhi vô cùng lớn. Cô ta nghĩ, nếu Tề Tiên Nhi không tồn tại, cô ta sẽ không bị trục xuất sư môn, vị trí trưởng môn cũng có được dễ như trở bàn tay. Những gì cô ta đang trải qua bây giờ đều do Tề Tiên Nhi ban tặng, nên cô ta thả chết cũng muốn kéo đối phương xuống nước. Đây là tâm lý phản diện điển hình, nếu tôi không được, cô cũng đừng mơ sống tốt. Bốp bốp bốp, cô bỏ ngoài tai lời ông đây nói sao? Bốp bốp bốp, tôi bảo cô câm miệng, cô không nghe thấy sao? Lý Trạch Vũ chỉ một bước tiến đã đến gần Tuệ Đàn. Cô ta còn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị anh tát vài cái. Rất nhanh, mái tóc của Nico láo xược đã rối bù, hai má xinh đẹp ban đầu đã sưng vù lên. Có lẽ phải sử dụng quyền mới khiến cô ta biết điều. Lý Thiếu Hiệp, xin dừng tay. Sư thái Diệt Tình cuối cùng không đành lòng, mở miệng khuyên can, sau đó nói với Nico Tuệ Đàn, lập tức rời khỏi phái Nga Mi và đừng bao giờ quay về. Nico Tuệ Đàn vô cùng sợ hãi, cả thể xác và tinh thần, thì như được đại xá, không còn kiêu ngạo mà lập tức chạy xuống núi. Nhưng trước khi đi, cô ta vẫn để lại kia ánh mắt ngoan độc, thể hiện cô ta sẽ không từ bỏ. Sư thái Diệt Tình có thể nhân từ nhưng Lý Trạch Vũ thì không. Hắn âm thầm nháy mắt ra hiệu cho Jock và Jenny. Hai người ngầm hiểu nên rời đi mà không gây chút động tĩnh nào. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là phong cách làm việc của Lý Đại Đương gia. Thực lực của Tuệ Đàn không tầm thường, nhưng vừa rồi, hắn đã nhân cơ hội phong bế khí huyết của đối phương nên cô ta sẽ trở thành người bình thường trong khoảng thời gian ngắn. Nếu Jock và Jenny cùng ra tay, cô ta nhất định phải chết. Lý Thiếu Hiệp, xin cậu hãy nói cho chúng tôi cách giải quyết. Nico Tuệ Anh sốt ruột hỏi. Tề Tiên Nhi cũng nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đúng như lời Nico Tuệ Đàn nói, nếu võ lâm biết phái Nga Mi đang thu nhận tàn dư của Vu giáo, nhất định sẽ bị diệt vong. Vĩnh viễn,
Cô ta thực sự muốn biết hắn sẽ làm gì để có thể công khai giữ cô lại phái Nga Mi. Rất đơn giản, tôi đảm bảo. Lý Trạch Vũ nói không lớn, nhưng vô cùng khí phách. Tề Tiên Nhi biểu tình đột nhiên phức tạp. Mặc dù bị Lý Trạch Vũ vạch trần thân phận, nhưng cô không những không trách hắn mà còn có chút cảm kích. Bởi vì sau khi thừa nhận thân phận thật sự, cô cảm thấy rất thoải mái. Lý Thiếu Hiệp, đây là biện pháp mà cậu nói sao? Sắc mặt sư Thái Diệt Tình vẫn nghiêm trọng, thở dài, cậu còn trẻ nên có lẽ không biết hai chữ vu giáo đại diện cho cái gì. Năm đó, vu giáo làm rất nhiều việc ác, không chỉ người trong võ lâm mà ngay cả quan phủ cũng muốn diệt trừ bọn họ. Mặc dù nhà họ Lý là gia tộc giàu có nhất, nhưng nếu quyết tâm bảo vệ Tề Tiên Nhi thì đồng nghĩa với việc chống lại võ lâm và quan phủ. Tôi còn chưa nói xong, mấy người gấp cái gì? Lý Trạch Vũ khẽ cười nói, tôi có thể bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy cũng phải tự cứu lấy mình. Tự cứu lấy mình, Tề Tiên Nhi bối rối. Ni cô Tuệ Anh buột miệng hỏi, như thế nào là tự cứu lấy mình? Tất cả mọi người nghe vậy cũng mơ màng. Cậu Phú Quý ở một bên gãi đầu, hỏi Vật Tương Vong, cậu biết thiếu gia nói có ý gì không? Biết, Vật Tương Vong gật đầu. Hả? Cậu Phú Quý mở to mắt, không tin nói, tôi không biết, mà cậu lại biết. Nói thừa, chỉ số thông minh của tôi có thể so sánh với Einstein. Vật Tương Vong nói với vẻ mặt đắc ý. Cuộc đối thoại của hai người thu hút không ít ánh mắt. Vật Tương Vong nhướng mày, càng thêm đắc ý, ra vẻ bí mật nói, nếu Tề tiểu thư đồng ý gả cho thiếu gia nhà chúng ta, thì sẽ trở thành người của nhà họ Lý. Lúc đó, nhà họ Lý chúng ta có lý do để bảo vệ cô ấy. Lúc này, mặt Tề Tiên Nhi đỏ ửng, vệt đỏ dần lan đến tai. Vẻ mặt nghiêm trọng của sư Thái Diệt Tình dần dịu đi, gật đầu nói, đây là một ý hay. Các đệ tử phái Nga Mi thì nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với lời giải thích của Vật Tương Vong. Tiên Nhi sư muội đẹp như vậy, Lý Thiếu Hiệp lại khôi ngô, vô cùng xứng đôi. Đúng vậy, nếu hai người có thể kết hôn, không chỉ Tiên Nhi sư muội có thể sống sót, phái Nga Mi chúng ta cũng có thể kết thân với nhà họ Lý, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Lý Thiếu Hiệp, ý kiến này rất hay. Rất nhiều đệ tử phái Nga Mi thì thầm với nhau. Những lời này rơi vào tai Tề Tiên Nhi khiến sắc đỏ trên mặt cô càng đậm hơn. Mặc dù Lý Trạch Vũ đã hủy diệt thập tuyệt môn do cô thành lập, nhưng lúc đó cũng chính Lý Trạch Vũ giúp cô loại bỏ cổ độc trong cơ thể, giúp cô không tiếp tục bị vu giáo uy hiếp. Có thể nói là huề nhau, nên trong lòng cô không hận Lý Trạch Vũ nhiều lắm. Nghe thấy mọi người suy đoán, đột nhiên tim cô đập nhanh. Thiếu gia, không biết em nói có đúng không? Vật Tương Vong vội vàng hỏi. Bốp, đúng cái đầu cậu. Vật Tương Vong không được Lý Trạch Vũ khen mà còn bị đánh một phát, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lý Trạch Vũ liếc gã rồi tức giận nói, cậu đúng là đồ đầu heo không biết xấu hổ còn đòi so sánh với Einstein. Mẹ nó, cút sang một bên, đừng làm ông đây mất mặt. Vật Tương Vong sợ hãi trước lời uy hiếp này, chỉ có thể xấu hổ lùi về phía sau, nhưng trên mặt lại không phục. Tôi nói tự cứu là để cô ấy lập công chuộc tội. Lý Trạch Vũ chỉ Tề Tiên Nhi, nói, chỉ cần cô cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin về tàn dư của vu giáo, giúp chúng tôi tìm được đám tàn dư đó rồi diệt sạch, công lao này đủ để bù đắp sai lầm, đến lúc đó không ai dám nói gì cô. Vẫn là thiếu gia suy nghĩ chu đáo, cách này rất hay. Cậu Phú Quý vừa gật đầu vừa nhìn Vật Tương Vong bằng vẻ mặt khinh thường. Cậu đúng là đồ vô dụng, chỉ biết khiến thiếu gia mất mặt. Chuyện vô cùng quan trọng, sư Thái Diệt Tình vội vàng đuổi các đệ tử trở về, bà dẫn theo Tề Tiên Nhi và Lý Trạch Vũ đến từ đường của phái Nga Mi. Quỳ xuống. Bịch. Theo lệnh của sư Thái Diệt Tình, Tề Tiên Nhi không chút do dự quỳ gối xuống trước bài vị của đại sư tổ phái Nga Mi. Hít. Sư Thái Diệt Tình bình tĩnh lại, bà lập tức chắp tay làm lễ với bài vị của đại tổ sư, nói, nể tình cô chưa làm gì ảnh hưởng đến phái Nga Mi, tôi tin tưởng đại tổ sư sẽ không trách tội cô, thế nhưng... Bà dừng lại rồi nói tiếp, theo như lời Lý Thiếu Hiệp nói, trước mắt cô chỉ có thể nói chi tiết mọi thứ về vu giáo, như vậy mới không liên lụy đến phái Nga Mi. Đồng thời cô cũng cứu được bản thân. Vâng. Tề Tiên Nhi hít sâu rồi nói, khi con còn nhỏ thì được vu giáo thu nhận, có rất nhiều người giống con. Hàng năm, vu giáo tìm được rất nhiều trẻ con, bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi chúng trưởng thành thì đưa chúng vào các lĩnh vực khác nhau. Người như vậy ở vu giáo được gọi là con rối. Tên gọi chứ ý nghĩa, bọn trẻ được bồi dưỡng trở thành con rối từ lúc còn nhỏ. Tề Tiên Nhi chính là một trong số đó.
có trùng cổ khống chế, vu giáo cũng không lo lắng đám con rối đó có tâm tư khác. Nhiệm vụ của Tề Tiên Nhi là gia nhập phái Nga Mi, cố gắng giành được vị trí trưởng môn, thuận tiện cho việc sau này vu giáo thống nhất giới võ lâm. Ý cô là, đệ tử của vu giáo không chỉ như bề ngoài, mà lúc trước tiêu diệt chỉ là một góc của tảng băng. Lý Trạch Vũ nghe đến đó thì nhíu mày. Nếu đúng như Tề Tiên Nhi nói, thì tính chất chuyện này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vẻ mặt sư thái Diệt Tình cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đến cả phái Nga Mi là đại môn phái tồn tại mấy trăm nay cũng bị cài cắm con rối vào, hơn nữa nếu không phải Lý Trạch Vũ phát hiện ra, tương lai rất có thể bà sẽ truyền vị trí trưởng môn cho Tề Tiên Nhi. Ai biết những môn phái khác còn có con rối như Tề Tiên Nhi không? Nếu đến cả Tam Đại Thánh Địa cũng có, sư thái Diệt Tình không dám nghĩ đến. Trong giới võ lâm có con rối của vu giáo, ở thế tục cũng có. Tề Tiên Nhi bổ sung, trong số những người đó, có người đã trở thành ông lớn trong giới kinh doanh, có người trở thành quan chức, có người gia nhập vào quân đội. Hít ngay cả Lý Trạch Vũ cũng phải hít một hơi thật sâu. Hắn thật sự không biết rốt cuộc vu giáo muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn tạo phản. Sư Thái Diệt Tình nghiêm túc nói, Lý Thiếu Hiệp, tôi đề nghị phái Nga Mi chúng tôi liên hệ với các đồng môn võ lâm khác để bàn bạc chuyện này, sau đó sẽ liên minh tiêu diệt tàn dư của vu giáo. Bà dừng lại rồi nói tiếp, về phần phía chính phủ, nhà họ Lý các cậu có sức ảnh hưởng lớn, hy vọng cậu có thể làm cho chính phủ phối hợp với chúng ta. Không được. Lý Trạch Vũ từ chối gần như không cần suy nghĩ, hắn nói, không biết có bao nhiêu thành viên vu giáo, chúng ta cũng không rõ những con rối được đưa vào phạm vi nào rõ ràng, hành động liều lĩnh sẽ làm bứt dây động rừng. Nói có lý. Sư Thái Diệt Tình gật đầu, bà nhìn về phía Tề Tiên Nhi, nói, cô có biết danh sách những người đó không? Tề Tiên Nhi khẽ lắc đầu nói, con rối ở vu giáo có thân phận thấp kém nhất, nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn chưa có tư cách gặp điện chủ. Sau khi giáo chủ vu giáo mất, đại hộ pháp Nam Cung Thạc nắm toàn quyền quản lý vu giáo. Mặc dù hắn ta không ngồi ở vị trí giáo chủ, nhưng tất cả các thành viên vu giáo đều ngầm hiểu, hắn ta là giáo chủ mới. Mà bên dưới đại hộ pháp còn có Tả Hữu Sử và 12 điện chủ. Người phụ trách âm thầm liên lạc với Tề Tiên Nhi chính là lão Trần trước đó bị Lý Trạch Vũ chém chết, ông ta chính là người của Điện Kỳ Lân trong 12 điện. Lý Thiếu Hiệp, cậu thấy chuyện này thế nào? Sư Thái Diệt Tình đây mong chờ hỏi. Lý Trạch Vũ liếc bà, hắn nghĩ thầm, ông đây cũng không phải nguyên phương, hắn có thể thấy thế nào được? Cô là người của điện nào trong 12 điện? Lý Trạch Vũ hỏi Tề Tiên Nhi. Xem ra hắn chắc chắn đã gặp qua vị điện chủ này. Hơn nữa có cách tìm được người được gọi là đại hộ pháp, có câu bắt trộm phải bắt vua trước, bọn họ sẽ bắt tên kia trước, sau đó một lưới thu hết. Điện Kỳ Lân. Tề Tiên Nhi nói đúng sự thật. Lão Trần kia chết rồi, vậy có người khác liên lạc với cô đúng không? Lý Trạch Vũ ung dung hỏi. Không ngờ Tề Tiên Nhi lại lắc đầu, cô ta xấu hổ nói, sau khi anh lấy được trùng cổ trong cơ thể tôi ra, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người đó. Khi nói chuyện, cô ta không khỏi nhớ đến lúc Lý Trạch Vũ trị liệu cho cô ta, bản thân mình trần trụ nằm trước mặt đối phương. Vô cùng xấu hổ. Mẹ nó. Lý Trạch Vũ thấy manh mối khó lắm mới có được lại bị chặt đứt, hắn vô cùng buồn bực. Nhưng, tôi biết thân phận của đường chủ của Điện Kỳ Lân. Là ai? Tề Tiên Nhi sợ hãi nói, thành chủ thành phố Kim Lăng, Chu Vạn Kiệt. Lý Trạch Vũ nghe vậy thì hắn nheo mắt lại. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì thành chủ Kim Lăng là người phe nhà họ Tần. Hắn vẫy tay với Tề Tiên Nhi, đừng quỳ, dù cô có quỳ lâu thế nào, sư tổ của cô cũng không hiện thân bắt người giúp chúng ta được. Câu này khiến Tề Tiên Nhi thấy hơi xấu hổ. Nếu sư tổ của phái Nga Mi hiện thân, e là có thể dọa chết hắn. Lý Thiếu Hiệp định, sư thái Diệt Tình lo lắng hỏi. Lão nỉ, sư thái. Lý Trạch Vũ kịp thời sửa miệng nói, chuyện này giao cho tôi xử lý. Thế nhưng bà cần phải khiến các đệ tử không được tiết lộ chuyện xảy ra tối nay ra ngoài. Không thành vấn đề. Sư Thái Diệt Tình cam đoan chắc nịch, bà lại dặn dò Tề Tiên Nhi, đi theo Lý Thiếu gia không thể điêu ngoa tùy hứng, mọi thứ đều phải nghe Lý Thiếu Hiệp nói, biết chưa? Vâng, con nhớ rồi. Tề Tiên Nhi tuân lệnh. Mọi thứ đều nghe hắn nói. Câu này khiến mắt Lý Trạch Vũ sáng lên. Một lát sau, Sư Thái Diệt Tình dẫn theo một vài đệ tử quan trọng tiễn Lý Trạch Vũ ra ngoài cửa, trông rất phô trương. Sư Thái không cần tiễn, chúng tôi đi trước. Lòng bàn chân Lý Trạch Vũ như bôi dầu, hắn cố ý để Trường Thiên Kiếm trong tay ra phía sau.
Đáng tiếc là làm sao sư thái Diệt Tình có thể quên chuyện này được, bà vội chạy lên ngăn cản, nói, Lý Thiếu Hiệp, Trường Thiên Kiếm là trấn môn chỉ bảo phái Nga Mi chúng tôi, cầu xin Lý Thiếu Hiệp hãy để vật về với chủ. Trong nháy mắt, Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, hắn không hờn giận nói, sư thái, bà quá phận rồi. Cái gì? Sư thái Diệt Tình khế nhíu mày, dường như không biết tại sao bản thân lại quá phận. Sư thái à, giang hồ không chỉ chém chém giết giết, mà giang hồ còn là người vô cùng khôn khéo. Lý Trạch Vũ bỗng cất cao giọng, hắn dùng giọng điệu giáo dục nói, làm phiền sư thái cẩn thận nghĩ lại, nếu đêm nay tôi không đến, e là phái Nga Mi các bà muôn đời muộn kiếp không trở lại được đúng không? Mặt sư thái Diệp Tình nhăn lại. Nếu đêm nay Lý Trạch Vũ không đến phái Nga Mi, vậy bà không thể biết được Tuệ Đàn là một đệ tử bất hiếu, vì vị trí trưởng môn là mất hết tình người. Còn có Tề Tiên Nhi. Nếu để mọi người biết được đệ tử này là con rối của Vu giáo, chắc chắn phái Nga Mi sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Nói đến đây, cả phái Nga Mi nợ Lý Trạch Vũ một ân tình. Thanh kiếm này rất có duyên với tôi, xem như sư thái trả tôi ân tình. Lý Trạch Vũ để lại một câu, hắn bay vút xuống chân núi, trong giây lát đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngôi sao dày đặc trên bầu trời đã tan làm, mặt trời bắt đầu thay ca. Khi Lý Trạch Vũ dẫn theo hai anh em cậu Phú Quý và Tề Tiên Nhi xuống đến chân núi, Jock và Jenny đã chờ được một lúc lâu. Thế nào? Lý Trạch Vũ thuận miệng hỏi một câu. Vẻ mặt, Jenny sáng láng, anh ta nói, hai chúng tôi ra tay, đại đương gia cứ yên tâm. Nói xong, anh ta kề sát lại, thấp giọng nói, có lẽ bây giờ người phụ nữ kia đang nói chuyện nhân sinh với Thượng Đế. Người phương Đông bọn tôi không tin Thượng Đế. Lý Trạch Vũ sửa đúng lại. À, thì là uống trà với Diêm Vương. Jenny nhập ra tùy tục rất nhanh. Tề Tiên Nhi có thể đoán được qua cuộc đối thoại của hai người, người phụ nữ trong miệng bọn họ chính là đại sư tỷ Tuệ Đàn của mình. Lúc này, cô ta lại có nhận thức mới về Lý Trạch Vũ. Thủ đoạn độc ác. Một lát sau, Jock lái một chiếc máy bay trực thăng chở hai anh em cậu Phú Quý, còn Jenny thì lái một cái khác chở Lý Trạch Vũ và Tề Tiên Nhi. Hai chiếc máy bay trực thăng cùng bay về phía thành phố Kim Lăng. Trên máy bay, Lý Trạch Vũ ngồi bắt chéo chân, hắn nhẹ giọng sai bảo. Tiên Nhi, lưng tôi hơi mỏi, cô lại đây xoa bóp lưng cho thiếu gia. Anh nói gì? Tề Tiên Nhi khó hiểu. Nghe lời của đối phương giống như có ý coi cô ta là con ở. Trong nháy mắt, cô ta thấy hờn giận. Sư thái Diệt Tình đã nói, cô đi theo tôi cần phải nghe lời tôi, có phải đến cả lời của sư phụ mà cô cũng không nghe. Lý Trạch Vũ cố ý nghiêm mặt. Lần trước Lý Trạch Vũ lấy cổ trùng trong cơ thể Tề Tiên Nhi ra, tốn không ít khí kình của hắn, nhưng mà người phụ nữ này lại chạy lấy người không rên một tiếng, lúc đó Lý Đại Đương gia đã ghi thù cẩn thận. Hiếm có được cơ hội trả thù, sao hắn có thể bỏ qua được? Lý Trạch Vũ, làm phiền anh tự trọng một chút. Tề Tiên Nhi kiềm nén cơn giận. Quả thật trong lòng cô ta có cảm kích Lý Trạch Vũ, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ khuất phục dưới sự lạm quyền của đối phương. Cô cũng không phải không thấy được, tôi vừa đánh nhau vì cô, bây giờ cô xoa bóp lưng cho tôi thì làm sao? Rất quá đáng sao? Lý Trạch Vũ hừ lạnh nói, cô không xoa cũng được, thế thì để tôi tìm một chỗ thả cô xuống, để cô quay về phái Nga Mi là được. Anh! Cơ thể mềm mại của Tề Tiên Nhi bỗng run rẩy. Anh cái gì? Lý Trạch Vũ ngang ngược nói, sư phụ cô đã nói cô phải nghe lời tôi, đây là cô ngỗ nghịch với sư phụ sao? Tề Tiên Nhi nhíu mày. Quả thật sư thái Diệt Tình có nói bảo cô ta phối hợp với Lý Trạch Vũ, nhưng tuyệt đối không có ý bảo cô ta làm người hầu cho người khác. Trong mắt Tề Tiên Nhi, Lý Trạch Vũ cực kỳ vô liêm sỉ. Tề Tiên Nhi tức giận, sau khi cân nhắc một lúc lâu, cô ta vẫn quyết định để hai tay lên lưng Lý Trạch Vũ, xoa bóp rất không tình nguyện. Cô ta tự an ủi mình phải nhẫn nhịn, dù sao việc này có liên quan đến cô ta có thể lập công chuộc tội hay không. Cô chưa ăn cơm, lực mạnh hơn chút. Lý Trạch Vũ bất mãn nói. Jenny ngồi ở phía trước muốn cười lại không dám cười ra tiếng, hắn ta thầm nghĩ, trừng trị phụ nữ phải như đại đương gia. Hơn một tiếng sau, hai chiếc máy bay trực thăng hạ cánh bên ngoài cơ quan của thành chủ thành phố Kim Lăng. Lập tức có vài tên bảo vệ vây quanh. Người đàn ông dẫn đầu cảnh cáo nói, nơi này là địa phận của cơ quan chính phủ, mau lái máy bay trực thăng rời đi. Tôi là Lý Trạch Vũ, đến tìm thành chủ Chu. Lý Trạch Vũ làm rõ thân phận của mình. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là bản thân có thể được vào, không ngờ.
không quan tâm anh là Lý Trạch Vũ hay là Trương Trạch Vũ, nơi là phủ thành chủ, người không liên quan không được tới gần. Người đàn ông dẫn đầu vô cùng khí thế nói, nếu anh không lái máy bay rời đi, tôi sẽ gọi bên chấp pháp đến thu giữ. Bốp, Phật Tương Vong tát hắn ta một cái, mày gọi đi, ông đây thật sự muốn nhìn xem ai dám thu giữ máy bay của thiếu gia bọn tao. Mày dám đánh tao? Người đàn ông cầm đầu nổi giận đùng đùng, hắn ta vung tay với mấy tên đồng bọn, bắt bọn họ qua tôi, sau đó báo với. Cảnh sát đến đây đưa người đi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình, biết trường hợp này có thể ra tay hết sức. Vì vậy hai anh em bọn họ ra tay không chút do dự. Lý Trạch Vũ không rảnh xử lý mấy thằng nhóc đó, hắn dẫn theo Tê Tiên Nhi nghênh ngang đi vào phủ thành chủ. Có người muốn đến ngăn cản, nhưng bị Jock và Jenny cản lại. Ra ầm. Lý Trạch Vũ đá văng cửa phòng. Ây ai? Tiếng phụ nữ thét chói tai vang lên. Lý Trạch Vũ dẫn đầu đi vào, thì nhìn thấy một nam một nữ đang làm tình. Chậc, nhã hứng của thành chủ Chu không tồi, mới sáng sớm đã cầy ruộng. Vô liêm sỉ. Con mẹ cậu là ai? Đến cả phòng làm việc của tôi cũng dám đá, muốn chết sao? Một gã đàn ông có quả đầu địa Trung Hải giận dữ nói, ông A chính là Chu Vạn Kiệt, thành chủ thành phố Kim Lăng. Tôi là Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ lại làm rõ thân phận. Lần này không giống trước đó, những tên bảo vệ có thân phận thấp kém không biết hắn là rất bình thường, nhưng Chu Vạn Kiệt không giống vậy. Cậu là Lý Thiếu. Chu Vạn Kiệt nuốt nước miếng. Lý Trạch Vũ liếc người phụ nữ trên giường, nơi này không có chuyện của cô, cút mau. Người phụ nữ dùng ánh mắt hỏi Chu Vạn Kiệt, người nọ lập tức nói, cô điếc sao? Lý Thiếu bảo cô cút, cô không nghe thấy sao? À, vâng. Người phụ nữ cuống quýt khoác thêm áo khoác rời đi. Lý Trạch Vũ liếc người phụ nữ đó vài cái, đó hoàn toàn là bản năng của đàn ông. Nhưng cảnh này lọt vào mắt của Tề Tiên Nhi, hơi đồ quỷ háo sắc. Lý Thiếu, sao ngài đột nhiên đại giá quang lâm đến đây vậy? Chu Vạn Kiệt đã mặc quần áo, thái độ của ông ta vô cùng cung kính. Bịch. Lý Trạch Vũ ngồi xuống sofa, giọng khách hát giọng chủ, hắn cười nghiền ngẫm nói, không biết tôi nên gọi ông là thành chủ Chu, hay là đường chủ Chu? Đường chủ. Trong nháy mắt, con người của Chu Vạn Kiệt co rút mạnh, trong mắt hiện lên sự bối rối. Ông ta thoáng thấy sợ hãi. Lý Thiếu, tôi không biết ngài đang nói gì. Chu Vạn Kiệt che giấu rất khá. Ông lại đây. Lý Trạch Vũ vẫy vẫy tay. Chu Vạn Kiệt rất không yên lòng, nhưng ông ta vẫn kiên trì đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ. Xoẹt. Lý Trạch Vũ bỗng động thủ, hắn dùng một tay xé rách áo đối phương. A, à, Lý Thiếu làm gì vậy? Chu Vạn Kiệt sợ ngây người, ông ta không biết đang êm đẹp Lý Trạch Vũ xé quần áo của mình làm gì. Lý Trạch Vũ không quan tâm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm dấu hoa mai trên vai trái của ông ta. Quả nhiên là người của Vu giáo. Chu Vạn Kiệt chột dạ vội vàng kéo áo lên, ông ta đứng dậy ngồi xuống đối diện Lý Trạch Vũ. Đường chủ Chu, chúng ta là người thông minh không nói vòng veo, ông nói cho tôi biết đại hộ pháp ở đâu, tôi có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ông ta. Lý Trạch Vũ lấy ra một điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, chỉ cần ông nói thật, chắc chắn tôi sẽ không làm khó dễ ông, nếu ông không thành thật thì tôi sẽ khiến ông phải thành thật. Chu Vạn Kiệt nuốt nước miếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Không cần do dự, thời gian của tôi có hạn. Lý Trạch Vũ thúc giục nói, cho ông một phút suy nghĩ. Lý Thiếu, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Chu Vạn Kiệt vẫn muốn giả ngu. Đi em. Lý Trạch Vũ đột nhiên đứng dậy, hắn cầm tách trà trên bàn hung hăng đập mạnh. Nếu ông dám giả bộ ngớ ngẩn nữa thì thử xem, có tin ông đây làm thịt ông không? Đối mặt với Lý Trạch Vũ mạnh mẽ bá đạo, trong lòng Chu Vạn Kiệt vẫn rất kiêng dè. Thế nhưng, ông ta không tin đối phương dám giết mình. Ha ha, Lý Thiếu không cần làm tôi sợ. Chu Vạn Kiệt hít sâu, ông ta cũng không bày ra tư thế thấp hèn nữa, mặc dù chức quan của Chu Mỗ tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là quan chính phủ, giết tôi. Hừ, cho dù nhà họ Lý mấy người một tay che trời, e là cũng không bảo vệ được cậu. Thật sao? Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên, đồng thời hắn lấy điện thoại ra gọi cho dãy số đầu tiên. Alo, đầu bên kia truyền đến tiếng của Long Thiên Quân. Tôi báo cáo thành chủ thành phố Kim Lăng Chu Vạn Kiệt có tác phong bất chính, e là phải lập tức cắt chức của ông ta. Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói. Long Thiên Quân ở bên kia khó hiểu hỏi, vấn đề tố cáo không thuộc phạm vi quản lý của Long Tổ chúng tôi, cậu tìm nhầm người sao?
Lý Trạch Vũ nói có hàm ý, tôi biết không thuộc quyền quản lý của các anh, nhưng Long Tổ mấy anh có quyền trực tiếp gặp mặt Long Chủ, tôi tin anh sẽ hiểu ý của tôi. Lần này Long Thiên Quân giật mình, hắn ta thoáng im lặng rồi nói, tôi biết rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ búng tàn thuốc, hắn thản nhiên nói, ông sắp không còn là thành chủ thành phố Kim Lăng rồi, đến lúc đó ông cảm thấy tôi có dám giết ông không? Ha ha! Cho dù cậu báo cáo thì sao, nhiều nhất tôi cũng chỉ bị cách chức điều tra, vị trí vẫn được giữ lại như cũ. Chu Vạn Kiệt không hề sợ hãi, ông ta cười lạnh. Nhưng mà ngay sau đó, điện thoại rung lên, Chu Vạn Kiệt lập tức kết nối điện thoại, là thư ký của ông ta gọi đến. Chủ tịch Chu, xảy ra việc lớn rồi. Giọng thư ký vội vàng truyền đến. Chu Vạn Kiệt cười lạnh, ông ta hỏi, tôi bị cách chức điều tra. Không, không phải, thư ký bất an nói. Ngài đã bị tổ chức đuổi rồi. Cái gì? Vẻ mặt Chu Vạn Kiệt thay đổi, ông ta không thể tin được nhìn Lý Trạch Vũ đối diện. Ông ta là thành chủ, mặc dù nhà họ Lý cũng không thể lập tức cởi bỏ quan phục trên người ông ta, ở nước Hạ chỉ có một người có thể làm được. Đương kim Long chủ Tô Cẩn Hoan. Lý Trạch Vũ vắt chéo chân, hắn khinh thường nói, đường chủ Chu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc chưa? Trán Chu Vạn Kiệt chảy mồ hôi to như hạt đậu. Trong mắt chứa sự hoảng sợ, Lý Thiếu, cậu có biết mình đang đùa với lửa không? Tiên Nhi, tôi không thích người khác quá kiêu ngạo trước mặt tôi, mau chặt gấy hai chân ông ta cho tôi. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Tề Tiên Nhi không nói gì, dùng hành động để tỏ thái độ tuân lệnh, cô đi từng bước về phía Chu Vạn Kiệt. Chu Vạn Kiệt không ngồi chờ chết, ông ta lựa chọn đánh phủ đầu trước. Bốp bốp, hai người đánh nhau. Tề Tiên Nhi lùi về sau vài bước. Rõ ràng thực lực của cô ta yếu hơn Chu Vạn Kiệt. Kết quả này không ngoài dự đoán của Lý Trạch Vũ. Dù sao Chu Vạn Kiệt có thể làm đường chủ của một điện, thì ông ta không phải là người đơn giản. Tề Tiên Nhi đang định xông lên, thì bị Lý Trạch Vũ duỗi tay ngăn lại, cứ để tôi. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, nhìn Chu Vạn Kiệt đầy coi thường, ban đầu chỉ muốn hai chân của ông, nhưng ông phản kháng thì sai rồi, bây giờ tôi quyết định phải chặt đứt tứ chi của ông. Vào! Chu Vạn Kiệt chạy trốn không chút do dự. Ông ta biết Lý Trạch Vũ có thể đánh bại Khương Mộ Bạch, cho dù có 10 ông ta cũng không là đối thủ của người ta. Chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất, đứng lại. Tiếng gầm của Lý Trạch Vũ như tiếng rồng gầm, khiến da đầu người khác tê dại. Chu Vạn Kiệt chỉ cảm thấy bước chân nặng ngàn cân, ông ta không nhúc nhích nữa. Mau trở lại đây. Lý Trạch Vũ lại quát một câu. Lúc này... Chu Vạn Kiệt cảm nhận được sự sát khí đằng đằng trên người Lý Trạch Vũ, ông ta vô thức quay trở lại. Lý Trạch Vũ dựa vào khí thế đã đè bẹp được đối phương. Bốp 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 bốp, răng răng, một loạt tiếng xương gáy lanh lảnh vang lên. A a, Chu Vạn Kiệt kêu rên tê tâm liệt phế. Lý Trạch Vũ nhìn ông ta từ trên cao xuống, bây giờ ông có thể nói cho tôi biết đại hộ pháp ở nơi nào chưa? Tôi không biết, a. Chu Vạn Kiệt gào khóc thảm thiết nói, rất nhiều năm tôi chưa gặp đại hộ pháp, tôi hoàn toàn không có tư cách gặp ngài ấy. Cái gì? Lý Trạch Vũ và Tề Tiên Nhi đều giật mình. Rõ ràng bọn họ không ngờ đại hộ pháp kia lại ẩn mình kỹ như vậy, ngay cả Chu Vạn Kiệt là một đường chủ cũng không biết. Được rồi, vậy điện chủ của Điện Kỳ Lân là ai? Tôi tự mình đi tìm hắn ta là được. Lý Trạch Vũ tiếp tục tìm hiểu ngọn nguồn, hắn cũng không tin không tóm được đại hộ pháp của Vu giáo. Chu Vạn Kiệt liều mạng lắc đầu, tôi không biết, cậu giết tôi đi, giết tôi đi. Thà chết chứ không theo. Đúng, ông ta chết chứ cũng không khai ra. Lý Trạch Vũ nhíu mày nói, người này đe dọa ông. Đến chết ông còn không sợ, thì có gì mà phải kiêng dè. Trùng cổ trong cơ thể sẽ làm ông ta sống không bằng chết. Tề Tiên Nhi giải thích một câu. Chu Vạn Kiệt nghe vậy thì nhìn về phía Tề Tiên Nhi, cô cũng là người của Vu giáo. Cô dám phản bội. Cô không sợ không có thuốc giải sao? Tôi đã giải được độc cổ trong cơ thể cô ấy. Lý Trạch Vũ ngồi xổm xuống, hắn khuyên nhủ, nói cho tôi biết điện chủ là ai, tôi cũng có thể giải quyết phiền muộn giúp ông. Cậu có thể giải độc cổ trong cơ thể tôi. Chu Vạn Kiệt không thể tin được. Bởi vì những năm nay ông ta tìm kiếm các danh y trên khắp thế giới, đừng nói là loại bỏ trùng cổ trong cơ thể, mà. Những thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất cũng không phát hiện ra được. Lý Trạch Vũ chỉ vào Tề Tiên Nhi, hắn nói, sự thật đã xảy ra ngay trước mặt ông đây có cần phải lừa ông không? Thế nhưng, không có nhưng nhị gì cả.
Lý Trạch Vũ ngang ngược ngắt lời, nói, tôi cho ông hai lựa chọn, thứ nhất là nói cho tôi biết câu trả lời, sau đó tôi giải trùng cổ cho ông, thứ hai. Tôi chọn cái đầu tiên. Chu Vạn Kiệt giành trả lời trước. Tốt lắm. Lý Trạch Vũ bày ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dậy, hắn nói đi. Điện chủ của Điện Kỳ Lân là. Chu Vạn Kiệt căn chặt răng, ông ta nói tiếp, là gia chủ nhà họ Tần. Đáp án này khiến Lý Trạch Vũ vô cùng chấn động. Gia chủ nhà họ Tần là ai? Đó chính là nguyên soái của quân đoàn Thiên Long. Đến cả ông ta cũng là người của Vu giáo, Lý Trạch Vũ không biết nước Hạ còn có bao nhiêu người quyền cao chức. Trọng là thành viên của Vu giáo. Lý Thiếu, cậu thật sự có thể giải trùng cổ trong người tôi sao? Chu Vạn Kiệt đầy mong chờ hỏi. Răng rắc, cái chân vô tình của Lý Trạch Vũ đã trả lời ông ta. Không phải anh nói sẽ cứu ông ta sao? Tề Tiên Nhi trừng to mắt, cô ta không ngờ Lý Trạch Vũ lại nói lời không giữ lời. Nếu ông ta không chết, tôi không thể bắt đại hộ pháp của Vu giáo được. Lý Trạch Vũ thản nhiên thở dài. Nhà họ Tần không phải con mèo con chó, là một gia tộc có quyền thế và địa vị tương đương nhà họ Lý, hắn không thể trực tiếp giết nhà họ Tần, giống như là giết Chu Vạn Kiệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Tề Tiên Nhi lo lắng hỏi. Lý Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cô ta, hắn cười thoải mái. Không sao, tôi có thể lật đổ nhà họ Tần trước, sau đó tôi có thể tùy ý xử lý điện chủ Điện Kỳ Lân Tần Trấn này. Hoàng Thành, nhà họ Tần, mắt Tần Trấn toát ra sự hung dữ, vẻ mặt ông ta dữ tợn. Tần Hạo Nhiên đứng trước mặt ông ta còn không dám thở mạnh. Hai ông cháu bọn họ đang bàn chuyện quan trọng, lại đột nhiên nhận được tin thành chủ thành phố Kim Lăng Chu Vạn Kiệt đã bị khai trừ. Khi Tần Trấn tự mình liên lạc với Chu Vạn Kiệt hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì biết đối phương đã chết. Hai tin chỉ cách nhau 10 phút. Ông nội đừng lo lắng, chúng ta chắc chắn có thể điều tra được là ai làm. Tần Hạo Nhiên lấy can đảm an ủi một câu. Không cần Tần Trấn lại lắc đầu, ông ta trầm ngâm nói, không cần điều tra. Ông ta rõ ràng hơn bất cứ ai, ngoại trừ Long chủ Tô Cẩn Hoa có thể tùy tiện xử lý một quan cấp thành chủ, thì không ai có đặc quyền này. Dường như Tần Hạo Nhiên cũng phản ứng lại, con người gã không khỏi co rụt lại, ông nội, hay là Long chủ gã. Câm miệng. Tần Trấn tức giận ngắt lời, chẳng lẽ cháu đã quên ông dặn cháu cẩn thận tai vách mạch rừng sao? Tần Hạo Nhiên gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng cũng không chấp nhận. Trong mắt gã đây là nhà mình, ông nội lo lắng là hoàn toàn dư thừa. Vừa mới có tin tức bên dưới truyền đến, không chỉ có Chu Vạn Kiệt chết, mà ngay cả những thị vệ bên cạnh ông ta và tất cả các tay sai đều biến mất rồi. Ông nội cảm thấy là có người cố ý giấu giếm tất cả không? Tần Trấn gật đầu, ông ta phân phó, cháu đích thân đến thành phố Kim Lăng một chuyện, cần phải điều tra rõ ràng người cuối cùng gặp Chu Vạn Kiệt là ai. Tần Hạo Nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, gã cam đoan nói, ông nội yên tâm, cho dù phải lật tung thành phố Kim Lăng, cháu cũng sẽ điều tra rõ việc này. Vẻ mặt Tần Trấn dần dịu đi. Mà cùng lúc đó, phủ Long chủ. Một chiếc Honky L5 và một chiếc Bentley màu vàng lần lượt dừng ở bên ngoài phủ. Sau khi cảnh vệ viên bốn phía nhìn thấy biển số xe thì lập tức buông lỏng cảnh giác. Người xuống từ chiếc Honky L5 chính là Lý Định Quốc. Ngay sau đó là Lý Trạch Vũ xuống từ chiếc Bentley màu vàng, trước khi đóng cửa xem hắn còn không quên nói với vật tương vong lái xe, vẫn là Honky có hình thức hơn, phù hợp với thân phận của tôi, trở về cũng đổi cho tôi một chiếc. Ok. Vật tương vong đồng ý. Lý Trạch Vũ đi theo sau Lý Định Quốc. Thằng nhóc cháu khiêm tốn cho ông, nơi này là phủ Long chủ. Lý Định Quốc thấy dáng vẻ bất cần đời của cháu trai, ông ấy không khỏi nhắc nhở. Ông yên tâm, cháu có chừng mực. Lý Trạch Vũ ra vẻ, cháu hiểu. Hai người đi theo cảnh vệ viên đến chủ đường, Tô Cẩn Hoa đã sớm chờ ở đó. Lý Trạch Vũ vừa vào cửa, ánh mắt của Tô Cẩn Hoa không rời khỏi người ha, lão quan sát hẳn nửa ngày, cuối cùng mới nặn ra năm chữ, trụ cột của đất nước. Cảm ơn đã khích lệ. Lý Trạch Vũ vui vẻ nhận lời tâng bốc, ha không có chút khiêm tốn nào. Điều này khiến Lý Định Quốc dở khóc dở cười. Thế nhưng cháu trai có thể nhận được lời khen của Tô Cẩn Hoa, trong lòng ông ấy cũng rất vui. Lão Lý, ngồi đi. Tô Cẩn Hoa cũng làm động tác, mời Trạch Vũ cũng ngồi đi. Ba người lần lượt ngồi xuống. Lý Định Quốc mở miệng nói, Lão Tô, vừa rồi tôi có nói qua với ông trong điện thoại, hôm nay thằng nhóc thối nhà tôi có việc cần báo cáo với ông. Ông ấy nói xong thì cho Lý Trạch Vũ một ánh mắt.
Không ngờ Tô Cẩn Hoa lại khoát tay áo, lão rành nói trước, chắc là liên quan đến Vu giáo đúng không? Long chủ anh minh, Lý Trạch Vũ cười khen một câu. Không phải năm đó Vu giáo đã bị san bằng, tại sao còn có thể ngóc đầu trở lại? Tô Cẩn Hoa hơi nheo mắt lại. Mười mấy năm trước, khi đó lão còn đang ở vị trí phó long chủ, mặc dù lão không toàn quyền xử lý chuyện của Vu giáo, nhưng ít nhiều cũng tham gia, cho nên cũng không thấy xa lạ. Chuyện này kể ra cũng dài, tôi sẽ nói ngắn gọn. Lý Trạch Vũ cũng không dài dòng, hà lời ít ý nhiều nói những tin tức mình tìm hiểu được ra. Lý Định Quốc nghe xong thì hoảng sợ nói, thằng nhóc thối, chuyện này không thể nói giỡn, cháu có chứng cứ. Không, Tô Cẩn Hoa cũng nhíu mày. Cháu ăn no không có gì làm, hay là cháu chán sống mà dám nói giỡn trước mặt long chủ. Lý Trạch Vũ khinh thường, hắn tức giận nói, trước mắt cháu không có bằng chứng, nhưng hai người cho cháu một. Chút thời gian, chắc chắn cháu sẽ tìm được bằng chứng. Tô Cẩn Hoa và Lý Định Quốc nhìn nhau, trên mặt hai người đều có vẻ nghiêm trọng. Rõ ràng hai người đều cảm thấy Lý Trạch Vũ nói ngoa. Nếu Vu giáo thật sự phát triển thành một thế lực lớn mạnh như vậy, một khi không xử lý tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền móng đất nước. Bọn họ không thể chấp nhận qua loa được. Mục đích hôm nay cậu tới gặp tôi, chắc không chỉ nói chuyện đó cho tôi biết đúng không? Tô Cẩn Hoa ý tứ hỏi. Ha ha! Lý Trạch Vũ cười gượng nói, không hổ là long chủ, thật ra tôi còn có chuyện muốn nói với hai người, thế nhưng tôi hy vọng hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Cẩn Hoa ung dung nói, tôi với ông nội cậu có sóng. Gió gì mà chưa trải qua, cậu cứ nói đi. Lý Trạch Vũ im lặng, sau đó hẳn liếc nhìn hai người, rất có thể có người nắm quyền cao chức trọng là người của Vu giáo. Tô Cẩn Hoa và Lý Định Quốc nghe vậy thì đều dựng lỗ tai lên. Nguyên soái quân đoàn Thiên Long, Tân Trấn, Lý Trạch Vũ chậm rãi nói ra. Vù! Trong phút chốc, Lý Định Quốc và Tô Cẩn Hoa lần lượt đứng bật dậy. Thằng nhóc thối, phân có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói lung tung. Lão Tân chính là công thần. Hai người đều không thể tin được chuyện này là thật. Lý Trạch Vũ khoát tay ý bảo hai người đừng kích động, hẳn an ủi, tôi nói là rất có thể, chứ không hoàn toàn xác định. Phùi! Tô Cẩn Hoa nghe vậy thì thoáng yên tâm. Lý Định Quốc căng thẳng lấy thuốc lá ra, châm cho Tô Cẩn Hoa một điếu, sau đó mới châm cho mình. Hít, phù. Tô Cẩn Hoa rít mấy ngụm thuốc, lão trầm giọng hỏi, cậu biết được chuyện này từ đâu? Nói vậy chắc hẳn long chủ có thể đoán được, thật ra là tôi giết Chu Vạn Kiệt đúng không? Lý Trạch Vũ không đáp, hắn hỏi ngược lại. Tô Cẩn Hoa gật đầu, lão nói, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện này. Chu Vạn Kiệt là một đường chủ của Điện Kỳ Lân trong 12 điện của Vu giáo, cũng là ông ta nói cho tôi biết điện chủ của Điện Kỳ Lân là nguyên soái quân đoàn Thiên Long Tân Trấn. Muốn hạ bệ được nhà họ Tân thì không thể không cần Tô Cẩn Hoa ủng hộ, vậy nên Lý Trạch Vũ không hề giấu giếm. Tô Cẩn Hoa nghe đến đó, dĩ nhiên lão có tin vài phần. Lý Trạch Vũ bổ sung, Chu Vạn Kiệt có đổ oan cho Tân Trấn không cần phải đi tìm hiểu. Thế nhưng nếu muốn bắt được đại hộ pháp của Vu giáo, tôi không thể để lộ bản thân quá sớm. Ý của cậu là? Tô Cẩn Hoa trầm giọng hỏi. Lý Trạch Vũ liếc Lý Định Quốc, người kia cho hắn một ánh mắt, ủng hộ, vì thế hắn nói không hề cố kỵ, nhà họ Lý bọn tôi. Muốn tuyên chiến với nhà họ Tân. Tô Cẩn Hoa nghe vậy thì mặt nhăn lại, lão rít điếu thuốc lá trong tay. Lão cân nhắc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Trạch Vũ. Cậu nói đại hộ pháp của Vu giáo có thực lực rất mạnh, vậy cậu có nắm chắc có thể đối phó với hẳn không? Lý Trạch Vũ cười tự tin. Long chủ cứ yên tâm về vấn đề này, bởi vì tôi là vô địch thiên hạ. Thành Kim Lăng, câu lạc bộ tư nhân nào đó. Hơn 10 người mẫu trẻ cao cấp yến xấu hoàn phì xếp. Thành một hàng, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười nịnh nọt. Yến xấu hoàn phì, yến là Hán Thành đế hoàng hậu Triệu Phi Yến, hoàn là Đường Huyền Tông quý phi Dương Ngọc Hoàn. Hình dung hình dáng khác nhau của mỗi cô gái, nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng của mình. Tân Hạo Nhiên bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một điếu xì gà cỡ lớn, vô cùng tao nhã. Lạc Trường Thanh ngồi bên cạnh gã cười lấy lòng, Tân Thiếu, đây đều là hàng thượng đẳng từ Giang Nam tới, cảm thấy thế nào? Tạm được, Tân Hạo Nhiên hít một hơi thuốc lá, ánh mắt quét tới quét lui trên người những mỹ nữ. Ai nấy đều xinh đẹp, điều này khiến gã rất khó lựa chọn. Nhưng nếu nhận hết thì thân thể gã lại không chịu nổi. Tân Thiếu, đêm nay không bằng lật thẻ bài. Không chọn chúng thì giữ lại lần sau hưởng thụ.
năng lực nhìn mặt mà nói chuyện của Lạc Trường Thanh cực mạnh, ngầm hiểu cho ra đề nghị. Tân Hạo Nhiên hài lòng gật đầu, cảm thấy cách này không tệ lắm. Đang đợi lúc Tú bà đi lấy bảng hiệu, Lạc Trường Thanh chủ động kính hai lần rượu, trong đó không thể thiếu A Dua Nịnh Hót. Lạc Trường Thanh uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình, Tân Hạo Nhiên cười nhạt, chuyện này còn không dễ làm. Công văn nhậm chức mới ngày mai sẽ xuống tới, lần này vị trí thành chủ thành Kim Lăng tôi ngồi chắc. Dưới sự tranh thủ của Tân Chấn, thành chủ thành Kim Lăng đã rơi lên đầu gã. Chuyện này trong mắt Tân Hạo Nhiên, cái chết của Chu Vạn Kiệt vẫn có chút giá trị. Chúc mừng Tân Thiếu. Thành chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Hạ vẫn là trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Lúc Lạc Trường Thanh nịnh nọt đồng thời cố ý nhắc tới mấy chữ thành chủ trẻ tuổi nhất này, mục đích của nó chính là nhắc nhở Tân Hạo Nhiên nhớ lại trải nghiệm ở Tuyên Thành. Quả nhiên, ánh mắt Tân Hạo Nhiên lập tức tối sầm, lạnh lùng nói, lúc trước nếu như không phải tên vô dụng Lý Trạch Vũ kia, tôi đã sớm lên làm thành chủ Tuyên Thành rồi. Tân Thiếu không cần tức giận với loại rác rưởi kia, quá mất giá rồi. Lạc Trường Thanh an ủi, trong mắt tôi đến tư cách để anh ta liếm ngón chân cho Tần Thiếu Anh cũng không có. Mặc dù biết những lời này là đang vuốt mông ngựa, nhưng Tần Hạo Nhiên vẫn rất được lợi. Trường Thanh, thật ra trong lòng tôi luôn có một ảo tưởng, ngài biết là gì không? Trong mắt Tần Hạo Nhiên lóe lên vẻ gian xảo. Đầu óc Lạc Trường Thanh nhanh chóng xoay chuyển, thử dò hỏi, Tân Thiếu đang ám chỉ cặp sinh đôi nhà họ Trần kia. Ha ha, vẫn là ngài hiểu tôi nhất, Tân Hạo Nhiên cất tiếng cười o. Sắc mặt Lạc Trường Thanh hơi thay đổi, ý cười trên mặt lại không giảm. Cái này còn không đơn giản, chỉ cần Tân Thiếu ngài mở miệng, tôi cam đoan lúc này đêm mai bọn họ sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt ngài. Tiệc tối thương nghiệp Tuyên Thành lần đó Lý Trạch Vũ xém chút đã phế anh ta, lúc ấy anh ta đã âm thầm thề chắc chắn phải báo thù này. Mặc dù anh ta cũng hâm mộ Trần Thanh Tuyết, nhưng giữa phụ nữ và báo thù anh ta lập tức lựa chọn cái sau. Ô, hai mắt Tân Hạo Nhiên phát sáng nói, ngài có cách. Lạc Trường Thanh vỗ ngực bảo đảm nói, cứ để cho tôi. Ha ha ha, Tân Hạo Nhiên cười hài lòng. Tên xấu xa, mày còn cười được. Bỗng nhiên một giọng nói trêu tức vang lên. Tân Hạo Nhiên lập tức nổi giận, nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy một người gã không muốn nhìn thấy nhất đi vào phòng dưới sự dẫn dắt của Tú bà. Lý Trạch Vũ. Khuôn mặt Tân Hạo Nhiên trở nên dữ tợn. Con ngươi Lạc Trường Thanh thì co rụt lại, trong lòng sợ hãi. Tách tách tách, Lý Trạch Vũ không ra tay. Nhưng cậu phú quý phía sau hẳn lại cầm máy ảnh chụp bên trái một tấm, chụp bên phải một tấm. Tân Thiếu sao vậy, sao giống như chết cha chết mẹ thế, nào cười một cái. Tạo dáng cái đi, tách tác, cậu phú quý vừa chụp vừa chỉ đạo. Lúc này Tần Hạo Nhiên mới phản ứng được, điên cuồng hét lên, dừng tay, ai bảo anh chụp. Đưa máy ảnh cho tôi. Đây là máy ảnh của mày à, dựa vào đâu cho mày, cậu phú quý la hét. Tân Hạo Nhiên giận tím mặt, người đâu, bắt bọn họ cho. Nói tới cái này gã lập tức ngậm miệng lại. Vốn muốn bảo vệ sĩ bắt Lý Trạch Vũ lại, nhưng sau đó gã mới phản ứng được ngay cả Khương Mộ Bạch cũng bị giết, chỉ mấy tên vệ sĩ vô dụng kia của gã vốn không xài được. Tân Hạo Nhiên cố nén giận. Lý Trạch Vũ cười nhạt nói, không muốn làm gì, chỉ muốn để dân chúng biết tác phong sinh hoạt của Tần Thiếu ngài thôi. Bù! Nghe nói lời này, Tân Hạo Nhiên lập tức đổ mồ hôi lạnh ướt cả người. Giống như ảnh chụp vừa nãy của cậu phú quý mà lan truyền ra thì con đường làm quan cả đời này của gã lập tức tiêu đời. Lý Trạch Vũ, có chuyện gì nói năng đàng hoàng. Giọng điệu Tân Hạo Nhiên mềm như nói, chỉ cần cậu xóa những tấm hình kia, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ thế nào. Cái gì, vẻ mặt Lý Trạch Vũ khinh bỉ nói, mẹ nó món nợ mày chống đối ông đây còn chưa tính đó, bây giờ còn mặt mũi nói xóa bỏ với tao. Là lương cô nương cho mày dũng khí à? Mày đừng quá đáng, Tân Hạo Nhiên nhìn chằm chằm hắn, tao đưa Diệp Khuynh Thành cho mày rồi, mày còn xém chút hủy hoại đời tao ở Tuyên Thành, lẽ nào mày thật sự muốn cùng tao không chết không ngừng? Ha ha ha, Lý Trạch Vũ lười nói nhảm với đối phương, hẳn đi tới chỗ cậu phú quý dặn dò, trong vòng nửa tiếng, tôi muốn nhìn thấy Tần Thiếu Vinh Quang đứng đầu trang nhất. Ok, cậu phú quý mỉm cười rời khỏi phòng VIP. Tân Hạo Nhiên sốt ruột. Muốn ngăn cản lại bị vật tương, vong chặn đường. Lý Trạch Vũ, nếu như mày dám lan truyền những tấm hình kia, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Nhưng mà Lý Trạch Vũ vốn không để ý tới gã, ánh mắt hắn nhìn về phía Lạc Trường Thanh. Lý Thiếu, Lạc Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt.
Vừa nãy hình như tôi nghe anh nói muốn đi tìm vợ chưa cưới của tôi đúng không? Lý Thiếu tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi không có tạp niệm gì với Trần Tiểu Thư hết. Lạc Trường Thanh thấp thỏm không yên giải thích, tôi chỉ muốn tìm Trần Tiểu Thư nói chuyện hợp tác kinh doanh thôi. Thật sao? Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, trên người tỏa ra luồng chết chóc nồng đậm. Bịch Lạc Trường Thanh kinh hồn bạt vía, hai chân quỳ thẳng xuống cầu xin tha thứ, tôi sai rồi Lý Thiếu, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng đi, tôi cam đoan không dám nữa. Trong giờ phút này, suy nghĩ báo thù trong lòng anh ta biến mất không còn tăm hơi, thậm chí anh ta còn rất hối hận vì đã trêu chọc Lý Trạch Vũ. Cho dù làm chó, cũng phải biết dùng mắt chọn chủ nhân. Lý Trạch Vũ chỉ vào Tân Hạo Nhiên châm chọc, loại vô dụng này anh đi theo có lợi ích gì? Đúng đúng đúng, Lý Thiếu dậy phải, Tân Hạo Nhiên là một tên vô dụng, là tôi có mắt không tròng đi theo tên vô dụng như gã. Lạc Trường Thanh cười xòa nói. Lúc này Tân Hạo Nhiên tức giận mắng, mẹ nó mày muốn chết. Lạc Trường Thanh không dám thở mạnh. Mặc dù anh ta làm như vậy đã hoàn toàn đắc tội Tân Hạo Nhiên, nhưng trong lòng có giọng nói nhắc nhở anh ta nếu như không thuận theo ý của Lý Trạch Vũ, đêm nay anh ta rất có thể sẽ chết. Kết quả cảm giác của anh ta vẫn sai. Anh biết không, rồng có vảy ngược, chạm vào e sẽ chết. Lý Trạch Vũ ở trên cao nhìn xuống Lạc Trường Thanh, sau khi chạm phải vảy ngược của rồng, cho dù muốn sám hối cũng chỉ có thể tới địa ngục. Vừa nói xong, bỗng nhiên hắn ra tay bóp nát cổ của người kia. Lúc Lý Trạch Vũ làm thịt Lạc Trường Thanh, ánh mắt Tân Hạo Nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Mà lúc này cậu Phú Quý đi rồi quay lại. Tân Hạo Nhiên càng luống cuống. Làm xong rồi, cậu Phú Quý cười tủm tỉm nói, thời gian mấy phút, Tân Thiếu đã hot hơn cả nghệ sĩ mới nổi bình thường. Trong lúc bối rối, Tân Hạo Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra. Một nhóm thông tin có tiêu đề cậu cả nhà họ Tân lưu luyến bướm hoa quên lối về, mấy phút ngắn ngủi lượng lượt xem vượt qua 5 triệu, đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Xong rồi. Đây suy nghĩ duy nhất trong đầu Tân Hạo Nhiên. Bây giờ đừng nói trở thành thành chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Hạ, con đường làm quan của gã cũng sắp đến đây là kết thúc. Không chỉ như thế, gã còn có thể tưởng tượng được tiếp theo gia tộc sẽ vứt bỏ gã như thế nào. Những việc này đều tại tên trước mặt này. Lý Trạch Vũ, hôm nay chúng ta cùng chết đi. Tân Hạo Nhiên điên cuồng giống như quên mất sự khủng bố của Lý Trạch Vũ, chỉ muốn kéo đối phương chết chung. Vận Tương Vong bên cạnh đạp một cái, cả người Tân Hạo Nhiên bay ra ngoài, đập rầm rầm trên tường. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng gã phun ra, chỉ một đạp đã đá gãy 6 đến 7 cái xương sườn của gã. Lý Trạch Vũ đi qua ngồi xổm xuống, nắm chặt tóc của Tân Hạo Nhiên, nhếch miệng cười lạnh, mày có trách tao hủy con đường lam quan của mày không? Mặc dù Tân Hạo Nhiên đau đớn, nhưng vẫn nhìn chăm chăm hẳn, trong ánh mắt đều là vẻ oán hận. Ha ha, Lý Trạch Vũ cười khinh miệt, nếu như mày giữ mình trong sạch, một lòng hướng về dân chúng, tao có thể dùng thủ đoạn đơn giản như vậy hủy hoại mày. Nghe vật, thân thể Tân Hạo Nhiên bỗng run lên. Lời nói của Lý Trạch Vũ giống như một cái tát nặng nề vào mặt khiến gã tỉnh táo. Nếu bản thân thanh chính liêm minh, giữ mình trong sạch thì sao có thể để lại nhược điểm cho người khác? Hối hận vô dụng, để lại một câu, Lý Trạch Vũ đứng dậy rời đi. Vận Tương Vong hỏi cậu Phú Quý một câu, có cần gọi xe cứu thương cho gã không? Cậu Phú Quý liếc nhìn, hình như là cậu đánh gã thành như vậy. Vận Tương Vong khế giật mình, tự giễu nói, đúng, hình như là tôi làm, vậy tôi gọi xe cứu thương cho gã vậy. Mẹ, ông đây chính là mềm lòng. Nghe được đối thoại của hai người trước khi đi, Tân Hạo Nhiên xém chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Nói như vậy tao còn phải cảm ơn mày. Sáng hôm sau, tin tức Tân Hạo Nhiên bị tổ chức khai trừ rất nhanh truyền ra, làm khiếp sợ không biết bao nhiêu quyền quý. Bao gồm mấy gia tộc cao cấp lớn hoàng thành. Nhà họ Ninh. Ninh Vũ Cường tóc bạc hoa dâm vừa đánh thái cực vừa nghe quản gia báo lại tin tức. Mặc dù qua tuổi thất tuần, nhưng xương cốt xem như cứng rắn, đánh một bộ quyền cũng không thở dốc. Lão gia, hy vọng đời thứ ba nhà họ Tân hoàn toàn bị hủy rồi, Tân Trần e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quản gia suy đoán nói. Ninh Vũ Cường dùng khăn lông lau vệt mồ hôi, cười nhạt, Lý Định Quốc cũng không phải ngồi không, huống chỉ nhà họ Lý còn có ông cụ Lý chống đỡ, nếu như Tân Trần biết đại cục thì cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng. Hai hổ đấu nhau ắt có một con bị thương. Hơn nữa còn là hai con mãnh hổ. Ninh Vũ Cường ngược lại rất vui khi nhìn thấy nhà họ Tân tuyên chiến với nhà họ Lý, như vậy cười đến phút cuối chỉ có 4 gia tộc lớn còn lại.
Nhưng mà ông ta có thể chắc chắn Tân Trấn sẽ không xúc động như vậy, nếu không sống đến tuổi này rồi mà vẫn vô dụng. Đi, gọi Hà Nhi tới cho tôi. Bỗng nhiên Ninh Vũ Cường dặn dò một tiếng. Vâng, lão quản gia khom người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, nhà họ Tân. Tất cả người nhà họ Tân ề tụ một nhà, Tân Trấn ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm u đến mức đáng sợ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Được nửa ngày, Tân Trấn trầm giọng nói, Tân Bách Phong, đây chính là con trai ngoan anh dạy dỗ. Cha, đều là lỗi của con, thân là cha của Tần Hạo Nhiên, Tân Bách Phong tự biết hổ thẹn. Vì trải đường cho con của anh, nhà họ Tân chúng ta tốn bao nhiêu tài nguyên, bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, một câu lỗi của con là xong việc. Tân Trấn càng nói càng tức. Nếu như Tân Hạo Nhiên không phải ở bệnh viện mà ở trước mắt ông ta, e rằng sẽ bị ông ta bản cho một phát luôn rồi. Tân Bách Phong cúi đầu không nói, thở mạnh cũng không dám. Cha, Hạo Nhiên còn nhỏ, dù sao cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng những thứ này đều phải trách thằng xúc sinh nhà họ Lý kia. Con trai thứ hai Tân Bách Long nhà họ Tần đứng ra, muốn chuyển rời lửa giận trên người cha. Mặc dù trông ông ta tức giận không nhịn được, thật ra đang nở hoa trong bụng. Bởi vì Tân Hạo Nhiên vô dụng thì đại biểu con của ông ta sẽ trở thành người nối nghiệp đời thứ ba của nhà họ Tần. Cha, em hai nói không sai, mọi thứ này đều phải trách thằng xúc sinh nhà họ Lý kia. Lúc này Tần Bách Phong hùa theo nói. Tân Trấn hít sâu một hơi, lẽ nào cha chưa từng dạy các con làm chuyện gì cũng đừng để lại nhược điểm cho người khác à, nếu Hạo Nhiên kiềm chế một chút, sao có thể có hôm nay? Nghe vậy, mọi người ở đây đều không phản bác được. Có điều, Tân Trấn nhíu mày, chuyển đề tài nói, nhà họ Lý cho nhà họ Tân ta một đòn nặng nề, nếu cha còn không cho bọn họ biết mặt, người khác còn tưởng rằng nhà họ Tân chúng ta là quả hồng mềm. Cha, khai chiến với nhà họ Lý à? Cha, việc này tuyệt đối đừng. Anh em hai người Tân Bách Phong và Tân Bách Long lần lượt mở miệng. Cái trước là ước gì khai chiến với nhà họ Lý, dù sao con của ông ta cũng tiêu đời, khai chiến với nhà họ Lý sẽ có hậu quả gì ông ta không hề lo lắng tí này. Suy nghĩ sau thì hoàn toàn ngược lại. Nếu nhà họ Tần khai chiến với nhà họ Lý chắc chắn sẽ bị thua thiệt, đến lúc đó rất có thể gia tộc giàu có hàng đầu cũng không thể giữ vững, đây chắc chắn không phải là điều ông ta muốn thấy. Chuyện này sẽ không cứ tính như thế. Tân Trấn nheo mắt lại. Lão gia, có người muốn gặp ngài. Đúng lúc này, lão quản gia vội chạy vào. Mắt thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng của quản gia, Tân Bách Phong lập tức không vui nói, bác Trịnh, không thấy bây giờ chúng tôi đang bàn chuyện lớn à? Ai tới cũng không gặp. Vẻ mặt lão quản gia hơi khó xử, muốn nói lại thôi. Không sao, là ai muốn gặp tôi? Vẫn là Tân Trấn hiểu tính cách của lão quản gia. Ông ta biết nếu như không phải người quan trọng thì sẽ không lo lắng như thế. Nhà họ Lý, Lý Trạch Vũ. Lão quản gia thấp thỏm không yên đáp. Cái gì? Trong chủ đường lập tức ồn ào. Thắng xúc sinh kia gan to bằng trời à, còn dám đến nhà họ Tân tôi. Thật sự cho rằng nhà họ Tần tôi không dám động tới hắn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Người nhà họ Tần châu đầu ghé tai, ai nấy đều căm phẫn. Tân Bách Phong càng tức giận nói. Cha, lúc này thằng xúc sinh cai đến nhà họ Tần chúng ta, rõ ràng là tới khiêu khích. Im miệng. Tân Trấn khoát tay ngắt lời, lập tức dặn dò với lão quản gia, đưa hắn vào. Không cần, tôi biết đường. Một giọng nói nghiền ngẫm truyền đến. Đám người nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy một Lý Trạch Vũ mặc áo tôn trung sơn đi vào. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ồ, có nhiều người như vậy à, cậu chủ tôi sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Lý Trạch Vũ nhìn đám người xung quanh một chút. Từ giờ trở đi, nhà họ Lý tôi chính thức tuyên chiến với nhà họ Tân các người, không chết không ngừng. Lời nói khiến bốn phía kinh ngạc. Lúc Lý Trạch Vũ vừa nói ra, một đám thành viên nhà họ Tần đều hai mặt nhìn nhau. Cho dù là Tần Trấn cũng có hơi khó tin nổi. Khai chiến, Tân Bách Phong cười lạnh, nhà họ Lý các người khinh người quá đáng, thật sự cho rằng nhà họ Tần tôi sợ các người hay sao? Đường làm quan của con trai cũng xong rồi, ông ta thật sự không kiêng dè gì, ước gì nhà họ Tân có thể không để ý tới nhà họ Lý mới tốt. Nhưng mà suy nghĩ của Tân Bách Long hoàn toàn ngược lại, ông ta mở miệng khuyên nhủ, Lý Trạch Vũ, có phải cậu có hiểu lầm gì với nhà họ Tân chúng tôi không? Hiểu lầm? Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng. 3 năm trước đây nếu như không phải nhà họ Tân giật
dây bác cả và anh họ của anh, bản thân sao lại trở thành nam chính trong vụ án Phong Lưu. Hiểu lầm hay không cũng không quan trọng là lời tôi đã nói ra. Lý Trạch Vũ ngang ngược nói, cứ việc phóng ngựa tới, nhà họ Tân chúng tôi theo tới cùng. Tân Bách Phong vẫn đang kêu gào, anh cả. Tân Bách Long không khỏi quát lớn một tiếng, nếu chúng ta khai chiến với nhà họ Lý, kết quả sau cùng chỉ có thể hai bên cùng bị thương, anh không thể không quan tâm cả nhà bởi vì chuyện của Hạo Nhiên. Em hai, lời này của em có ý gì? Tân Bách Phong vốn đang tức giận, bây giờ thấy em trai bình thường cung kính mình có thừa lại rắn dậy mình, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tân Bách Long còn muốn nói gì? Dầm! Đủ rồi, Tân Trấn vỗ mạnh bàn, bất mãn nói, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Lần này Tân Bách Phong và Tân Bách Long đều không dám nói gì nữa, lần lượt rời khỏi nhà chính cùng tộc nhân của mình. Mặc dù Tân Trấn không mời Lý Trạch Vũ ngồi xuống, nhưng ông ta không mời không có nghĩa Lý Đại Đương ra sẽ đứng được ra đấy. Hắn tìm ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo hai chân, thuận tiện còn ngậm điếu thuốc. Mọi thứ đều được Tân Trấn nhìn thấy, mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn không tức giận. Khai chiến với nhà họ Tần chúng ta, đây là ý của Lý Định Quốc. Không, là ý của tôi, Lý Trạch Vũ nói thẳng. Ý của cậu, bỗng nhiên Tần Trấn cười lạnh rồi chất vấn, cậu có thể thay mặt toàn bộ nhà họ Lý. Nghe lời này, Lý Trạch Vũ dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn chăm chăm Tân Trấn, đời thứ tư của nhà họ Lý chỉ có một dòng độc đinh là tôi, ông cảm thấy tôi còn không thể thay mặt. Tân Trấn bị lời này làm á khẩu không trả lời. Có điều tôi cũng có thể nói cho ông biết tuyên chiến với nhà họ Tân ông ngoài ông nội tôi thì còn có ông cố tôi cũng ủng hộ. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói. Lông mày Tần Trấn nhíu thành một chữ xuyên, vẻ mặt khó tin nói, cả nhà các cậu có phải điên rồi không? Kết quả khai chiến của chúng ta sẽ chỉ hai bên đều bị thương, vô cớ làm lợi cho mấy gia tộc khác thôi. Chúng tôi đương nhiên hiểu rõ điểm ấy. Các người biết còn muốn làm như vậy, Tân Trấn càng thêm không hiểu. Rốt cuộc là ai điên? Lý Trạch Vũ vốn định trực tiếp chấn vấn đối phương có phải điện chủ Điện Kỳ Lân không, nhưng sau đó lại lo lắng sẽ không thừa nhận rồi từ đó đánh rắn động cỏ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ánh mắt Tân Trấn nhìn chăm chăm hắn nói, tôi khuyên các người tốt nhất bình tĩnh một chút. Nếu có hiểu lầm gì đó có thể thương lượng lại. Một màn này thực sự có hơi buồn cười. Tiền đồ cháu của ông ta hoàn toàn bị hủy bởi vì Lý Trạch Vũ, theo lý thuyết nên là nhà họ Lý tới nhận lỗi với nhà họ Tân bọn họ mới đúng. Nhưng bây giờ nhà họ Lý vậy mà đánh đòn phủ đầu. Việc này rất không thích hợp. Tân Trấn không khỏi hoài nghi nhà họ Lý có phải sợ nhà họ Tân tìm bọn họ tính sổ không, cho nên cố ý dùng mánh lới khai chiến này hù dọa ngược lại ông ta. Lão già, chuyện cho tới bây giờ ông còn muốn giả vờ trước mặt tôi. Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ đổi chủ đề nói, 3 năm trước nhà họ Tần các ông bảo khiến ông đây dính vào vụ án Phong Lưu Hoàng Thành, từ đó ngồi tù 3 năm, còn xém chút khiến nhà họ Diệp cá chết lưới rách với chúng tôi, lẽ nào đây cũng là hiểu lầm. Không nói những chuyện khác, đời này cháu trai Hạo Nhiên tôi đã hủy, tôi vẫn chưa tìm nhà họ Lý các cậu tính sổ đâu. Mặc dù ánh mắt Tân Trấn sắc bén, nhưng cũng không dám nhìn về phía Lý Trạch Vũ. Bởi vì trong lòng ông ta hiểu rõ, sau khi cha con Lý Tu bốc hơi khỏi nhân gian, nhà họ Lý 8 phần biết đầu tiêu sau màn lúc trước bày ra vụ án Phong Lưu chính là nhà họ Tân bọn họ. Cho nên ông ta có hơi chột dạ. Ha ha, ông đây cho ông tính cái rằm, chúng ta trực tiếp khai chiến là được. Lý Trạch Vũ nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Đợi đã mất thấy thái độ đối phương cứng rắn, chân mày. Tân Trấn nhíu chặt hơn. Có rằm mau thả, giọng điệu Lý Trạch Vũ vô cùng ngang ngược. Tân Trấn cố nén giận, giọng điệu rét lạnh, thay tôi chuyển một câu cho ông nội cậu. Hửm, Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Tân Trấn gằn từng chữ một, mặc dù nhà họ Lý các cậu có ông cố Lý canh giữ, nhưng tới đó cũng đừng tưởng rằng mình thật sự là gia tộc hạng nhất gì. Nếu như ông ta vẫn muốn khư khư cố chấp, cuối cùng ngã xuống tuyệt đối không phải là nhà họ Tân chúng tôi. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Trạch Vũ càng thêm kết luận. Tân Trấn chính là người vu giáo. Rửa mắt mà đợi đi, thăm dò có kết quả rồi, Lý Trạch Vũ cũng không lãng phí thời gian ở đây, hắn rời khỏi nhà họ Tân. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ngón tay Tân Trấn gõ lên mặt bàn, không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Bên kia, Lý Trạch Vũ rời khỏi nhà họ Tân một mình đi thẳng tới sân bay, bao hết một chiếc máy bay chuyên dùng bay về phía Tuyên Thành. Hơn 2 tiếng sau, lúc hắn từ sân bay tới, một chiếc Maserati ngừng ở trước mặt hắn.
Lý Trạch Vũ lập tức khẽ giật mình. Bởi vì hẳn thông báo sói đen đến đón mình, không ngờ vậy mà lại là Trần Thanh Giao. Ngồi lên ghế phụ, Lý Trạch Vũ theo bản năng lấy thuốc lá ra nhóm lửa. Trần Thanh Giao nhanh chóng kéo kính xe xuống rồi lấy tay che mũi, bất mãn nói, có thể đừng hút thuốc trong xe tôi không? Hừ hừ. Lý Trạch Vũ khẽ giật mình, tinh tế đánh giá đối phương vài lần rồi hỏi, cô là Tân Thanh Tuyết. Trần Thanh Tuyết liếc mắt, tức giận nói, cậu cả Lý đúng là quý nhân quên nhiều chuyện, mấy ngày không gặp đã hoàn toàn quên một người. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ sặc một cái, vội vàng vứt tan thuốc, ngại ngùng cười, đừng hiểu lầm, tôi tưởng cô là Thanh Giao. Trong hai chị em Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao, quan hệ người sau hòa hợp với hắn hơn tí. Mà Trần Thanh Tuyết luôn là dáng vẻ tránh người ngàn dặm, sao Lý Trạch Vũ sẽ nghĩ tới đón hẳn sẽ là nữ tổng giám đốc núi băng này. Giải thích chính là che giấu. Trần Thanh Tuyết khế hừ một tiếng, muốn đạp chân ga. Đợi đã, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ la lên. Trần Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, đang muốn mở miệng. Vù vù. Trong tay Lý Trạch Vũ xuất hiện một cây kim châm và một cây ngân châm, động tác lưu loát đâm vào chỗ mi tâm của Trần Thanh Tuyết. Anh muốn làm gì? Trần Thanh Tuyết khiếp sợ, không dám nhúc nhích lung tung. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, hai chị em cô thật sự quá khó phân biệt, tôi đánh dấu cho cô, lần sau sẽ không nhận lầm. Trong lúc nói chuyện, đan điền của hắn vận khí, từ lòng bàn tay truyền vào trên hai cây kim, cuối cùng tiến vào chỗ mi tâm của Trần Thanh Tuyết. Một nốt ruồi duyên màu đỏ trở nên như ẩn như hiện. Da thịt Trần Thanh Tuyết trắng nõn, bỗng nhiên cộng thêm nốt ruồi duyên màu đỏ này giống như nét bút vẽ rồng. Điểm mắt, khiến cho khí chất cả người cô ấy có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Được rồi, sau này tôi sẽ không nhận lầm nữa. Lý Trạch Vũ thu hồi hai cây kim, rất hài lòng với kiệt tác của mình. Trần Thanh Tuyết soi vào gương, nhìn thấy nốt ruồi duyên xuất hiện chỗ mi tâm, trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên. Có phải cảm thấy mình xinh đẹp hơn không? Lý Trạch Vũ cười hỏi. Trần Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, ngay cả chính cô ấy cũng không phát hiện ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ mang theo chút yêu thương. Không khí trong xe bỗng trở nên khá vi diệu. Khụ khụ, Lý Trạch Vũ hằng giọng một cái nói, cái đó, chúng ta đi thôi, đi tới công ty trước một chuyến. Trần Thanh Tuyết lấy lại tinh thần, trên mặt lặng yên đỏ ửng, cô ấy lập tức nhanh chóng nổ máy xe. Sau mười mấy phút, hai người đã về tới khoa học kỹ thuật Vân Dương. Sói đen đã sớm chờ dưới lầu công ty, mắt thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện lập tức nghênh đón, đại đương gia, là tổng giám đốc Trần tự mình muốn đi đón cậu đấy. Hả? Nghe nói như thế, Lý Trạch Vũ hơi lườm Trần Thanh Tuyết một cái, người kia không có dũng khí nhìn thẳng hẳn. Hình như là đang thẹn thùng. Thấy một màn này, Lý Trạch Vũ hoàn toàn kết luận người phụ nữ này đã hoàn toàn thất thủ, không tự chủ mà yêu hẳn. Buổi tới ông nội tôi bảo anh về nhà ăn cơm, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh. Để lại một câu nói, Trần Thanh Tuyết rời đi giống như chạy trốn. Sói đen cười nhạt, đại đương gia. Sau này e rằng tôi không thể gọi tổng giám đốc Trần nữa, phải đổi giọng gọi chị dâu Trần. Ồ, thằng nhóc cậu lúc nào cũng trở nên hài hước như thế rồi. Trong ấn tượng của Lý Trạch Vũ, từ trước đến nay sói đen là người có tính cách hướng nội, trầm mặc và ít nói. Sói đen giải thích, con người đều sẽ thay đổi mà. Hai người một trước một sau tiến vào cao ốc công ty, di thẳng tới văn phòng Mai Hưu. Đại đương gia muốn uống chút gì không? Cà phê, trà. Mai Hưu khách khí dò hỏi, trà đi, Lý Trạch Vũ tùy tiện dặn dò. Mai Hưu tự pha hai tách trà cho hẳn và sói đen rồi ngồi xuống. 90% sản nghiệp của nhà họ Khương đã bị khoa học kỹ thuật Vân Dương nuốt mất, ngoài ra tôi đã mời một đoàn đội ở nước Lão Ưng tới, giúp đỡ tiếp nhận lĩnh vực. Liên quan trước đó của nhà họ Khương, trước mắt tiến triển không tệ, thời gian nhiều nhất nửa năm là có thể hoàn toàn ổn định. Lý Trạch Vũ không hiểu nhiều về thương nghiệp. Nhưng cũng nghe được mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Giọng nói Mai Hưu vừa vang lên, Diệp Khuynh Thành cầm trong tay một phần túi hồ sơ đi đến. Lý Trạch Vũ hơi ngẩn ra, bật thốt lên, sao cô cũng ở đây? Tập đoàn Long Trịnh chúng tôi đã tiến hành hợp tác với khoa học kỹ thuật Vân Dương rồi, để tiện bàn bạc công việc, cho nên tôi rời địa điểm công ty làm việc tới Tuyên Thành. Diệp Khuynh Thành cười giải thích một câu. Lý Trạch Vũ cái hiểu cái không gật đầu nói, thì ra là thế. Đúng rồi, Diệp Khuynh Thành chuyển đề tài, ông nội tôi bảo tôi sau này gặp được anh thì nói tiếng cảm ơn thay ông ấy, bảo anh có thời gian thì tới nhà họ Diệp gặp ông ấy tí, ông ấy có mấy lời muốn nói với anh.
ông cụ Diệp có lời gì muốn nói với hắn? Chuyện này Lý Trạch Vũ thật sự còn chưa nghĩ tới. Bộc Diệp Khuynh Thành đặt túi hồ sơ trong tay trước mặt Lý Trạch Vũ rồi lập tức quay người muốn rời đi. Đây là cái gì? Lý Trạch Vũ nghi ngờ hỏi. Diệp Khuynh Thành dừng bước quay đầu, ra vẻ thần bí nói, tự anh mở ra xem thử chẳng phải sẽ biết à. Nói xong lập tức đi ra ngoài. Lý Trạch Vũ nghĩ không ra nên trước tiên mở túi hồ sơ ra, bên trong là một xấp tin tức và tài liệu, nhìn nửa ngày cũng xem không hiểu bên trên viết gì. Vẫn là sau khi Mai Hưu xem dùm hắn một phen mới giải thích, đại đương gia, đây là toàn bộ thông tin giới thiệu của hơn chục công ty, bao gồm thời gian thành lập và lĩnh vực liên quan cũng giới thiệu rất rõ ràng. Lý Trạch Vũ không hiểu lắm, không biết Diệp Khuynh Thành cho mình những thứ này làm gì. Vốn định đuổi theo hỏi cho ra lẽ, cũng may Mai Hưu bổ sung tiếp, mấy công ty này đều dưới trướng tập đoàn Tân Thị nước Hạ. Tập đoàn Tân Thị. Lúc này Lý Trạch Vũ mới hiểu ý của Diệp Khuynh Thành. Thời gian hẳn tới nhà họ Tân tuyên chiến mặc dù chỉ có mấy tiếng, nhưng người nên biết cũng đã biết. Mà hành động này của Diệp Khuynh Thành không khác tỏ thái độ đứng về phía nhà họ Lý. Cùng lúc đó, nhà họ Ninh ở Hoàng Thành, Tân Chấn từ trên xe bước xuống, Ninh Vũ Cường tự mình tới đón tiếp trước. Tôi nói lão Tân ông, hôm nay ngọn gió nào thổi ông tới nhà họ Ninh tôi thế? Ninh Vũ Cường cười ha hả, giả vờ ngây ngô. Còn không phải đã lâu không gặp được con bé Ninh Hà à? Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên tôi tới. Tân Chấn cười lấy lệ. Hai người đều là lão hồ ly, đều có thể đoán được tâm tư của đối phương, nhưng đôi bên đều không nói ra, mà lá mặt lá trái gần nửa ngày. Một lát sau, Ninh Vũ Cương và Tân Chấn ngồi ở đình nghỉ mát trong sân. Người giúp việc bưng một bình trà ngon tới, cẩn thận từng ly từng tí rót cho mỗi người một tách. Được rồi, nơi này không có chuyện của các người nữa, đi đi. Ninh Vũ Cường xua tay bảo lão quản gia và mấy người giúp việc đi ra. Tân Chấn cũng phất tay, ra hiệu cảnh vệ viên của mình ra ngoài chờ mình. Lúc này hai lão hồ ly mới đi thẳng vào vấn đề. Tân Chấn nhấp một hớp trà, thản nhiên nói, chuyện hạo. Nhiên nhà tôi chắc ông cũng biết. Ninh Vũ Cường nhấp một hớp trà nhưng không nói lời nào, chờ đối phương nói tiếp. Từ nhỏ Ninh Hà thông minh hiểu chuyện, cũng là thanh mai trúc mã với hạo nhiên nhà chúng tôi. Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay tôi đến là muốn để con bé này làm cháu dâu của tôi. Nếu như ông đồng ý, vị trí đô thống của Thần Sách Doanh sang năm, nhà họ Tần chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ Thiên Hâm nhà các người. Tân Chấn nói xong thì để chén trà xuống, chờ đối phương cho mình đáp án. Ninh Vũ Cường cười khổ vài tiếng nói, lão Tân à, xính lễ này của ông lớn quá, theo lý thuyết tôi vốn không có lý do từ chối ông, nhưng... Nói đến đây ông ta khẽ thở dài một cái. Cuối năm ông ta sẽ lui xuống, nếu như con trai Ninh Thiên Hâm của ông ta sang năm không thể lên làm đô thống, vậy đời này cũng đừng mong tiếp nhận vị trí chủ soái của Thần Sách quân ông ta. Cho nên trước mắt hứa hẹn của Tân Chấn đưa ra với nhà họ Ninh bọn họ mà nói vốn chính là không thể từ chối sức quyến rũ. Chỉ tiếc tầm nhìn của ông ta xa hơn một chút. Buổi sáng Chu Vạn Kiệt mới bị Long Chủ tự mình khai trừ. Sau đó chính là Lý Trạch Vũ gần đây danh tiếng nhất thời cõi 102 đi tới nhà họ Tần tuyên chiến. Mà mọi người đều biết năm đó trên chiến trường Long Chủ Tô Cẩn Hoa và Lý Định Quốc là anh em sống chết có thể giao phía sau lưng cho đối phương. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hoặc chính là Long Chủ muốn động vào nhà họ Tần, hoặc là Long Chủ toàn lực ủng hộ nhà họ Lý. Trên nơi đầu gió này nếu nhà họ Ninh tham gia vào, đến lúc đó có thể toàn thân trở ra không thật sự là ẩn số. Cho nên Ninh Vũ Cường không dám đánh cược. Ha ha ha, Tân Chấn cười âm hiểm vài tiếng. Lão Ninh à, nhà họ Lý có Long Chủ ủng hộ, lẽ nào ông cảm thấy nhà họ Tân tôi không có phương án dự phòng à? Xe chưa khởi động, bên trong xe vô cùng im ắng, vì vậy giọng của Diệp Khuynh Thành vọng ra từ điện thoại đều lọt vào tai Trần Thanh Tuyết rõ mồn một. Trần Thanh Tuyết nhìn vẻ mặt khó xử của Lý Trạch Vũ, khẽ nhíu mày, bây giờ anh tin lời tôi nói chưa? Tin gì mà tin? Lý Trạch Vũ mạnh miệng, không phải chỉ là mời tôi ăn một bữa cơm thôi à, điều này chứng minh được cái gì? Tuy nói là vậy nhưng trong lòng Lý Đại Đương gia đã tin phân nửa. Dù sao có là kẻ ngốc cũng phải nhìn ra chút nguyên nhân khiến một cô gái chủ động mời đàn trai đi ăn. Thế bây giờ anh muốn đi hẹn hò với Diệp Tiểu Thư hay về nhà dùng bữa tối cùng ông nội tôi? Trần Thanh Tuyết trịnh trọng hỏi, bầu không khí trong xe một lần nữa trở nên vi diệu. Việc này... Lý Trạch Vũ xưa nay luôn là một kẻ quyết đoán, nhưng lần này hắn lại có chút dao động. Nếu tới chỗ hẹn với Diệp Khuynh Thành thì Trần Thanh Tuyết chắc chắn sẽ giận.
nhưng nếu về nhà cùng Trần Thanh Tuyết thì hắn sẽ phải cho Diệp Khuynh Thành leo cây, người kia nhất định cũng sẽ hụt hẫng thất vọng. Chết tiệt! Lý Trạch Vũ thầm chửi tục trong lòng. Đang yên đang lành ăn cơm làm mẹ gì, không ăn một bữa cũng chẳng chết đói đâu. Đúng lúc hẳn đang ở trong thế khó xử. Vù vù vù. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước xe. Lý Trạch Vũ nhìn kỹ, là ba cô gái. Trong số đó, hắn biết cô gái đeo mạng che mặt kia, chính xác là Bạch Tố Y thánh nữ Tiêu Giao Cung. Có lẽ tối nay không thể ăn cơm rồi. Lý Trạch Vũ làm ra vẻ tiếc rẻ, nhưng trong lòng thì vui mừng hân hoan, nhiệt tình bấm like cho sự xuất hiện đúng lúc của Bạch Tố Y. Xoạch! Lý Trạch Vũ xuống xe, cười hỏi, Bạch thánh nữ có gì chỉ giáo? Lý Trạch Vũ, phụng lệnh gia sư, tôi đến đây mời anh tới Tiêu Giao Cung một chuyến. Bạch Tố Y vừa mở miệng đã thông báo mục đích của chuyến đi này. Lý Trạch Vũ đưa mắt đánh giá Thanh Phượng và Hỏa Phương đứng cạnh Bạch Tố Y, nhịp thở ổn định, chân trụ vững. Vàng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Xem ra nếu không đi cùng các cô thì tôi sẽ không được rời đi một cách dễ dàng. Anh biết vậy là tốt. Bạch Tố Y tỏ vẻ xem như anh biết điều. Nhớ tới cái lần ở núi Thương Nam, Lý Trạch Vũ tuy đã nhìn thấy dung nhan của cô nhưng lại vô tư không thèm để tâm, làm cô cảm thấy bực mình mà không có chỗ xả. Lúc ấy cô chỉ có một thân một mình nên không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ, nhưng lần này thì khác rồi. Có Thanh Phượng và Hỏa Phượng đồng hành, cô tin chắc dù Lý Trạch Vũ mạnh đến đâu cũng không thể địch lại hai người liên thủ, vì vậy chẳng phải sợ làm gì. Cô về nhà trước đi, báo với ông Trần là lần sau tôi sẽ tới gặp ông ấy. Lý Trạch Vũ nói lời xin lỗi. Trần Thanh Tuyết cũng cảm thấy ba người Bạch Tố Y không có ý tốt, cô lo lắng hỏi, anh đi cùng bọn họ tới chỗ nào? Nếu anh không muốn đi theo họ thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến. Cảnh sát? Bạch Tố Y bật cười khinh thường. Đừng nói là cảnh sát, cho dù Long Tổ đích thân tới đây cũng đừng hòng ngăn cản Tiêu Giao Cung của cô. Không cần đâu. Lý Trạch Vũ xua tay ngăn lại, tôi đi cùng các cô ấy một chuyến, hai ngày nữa sẽ về, không sao đâu. Anh chắc chứ? Gương mặt Trần Thanh Tuyết vẫn tràn đầy nét lo lắng. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ thò đầu vào từ cửa sổ xe, thì thầm bằng giọng tự tin, bọn họ không đả thương tôi được đâu. Nhưng nếu cô cứ ở đây thì tôi sẽ bận lòng lo nghĩ cho cô, đến lúc đó có thể sẽ bất cẩn mà bị chúng chiêu. Vậy nên bây giờ cô hãy rời khỏi đây ngay đi, để tôi khỏi phải lo lắng nữa. Lý Đại Đương ra là bậc thầy trong việc dỗ dành đàn bà con gái. Nghe thấy Lý Trạch Vũ nói rằng mình là người khiến hẳn bận lòng. Tim Trần Thanh Tuyết đập rộn ràng như nai con đi loạn, lần đầu tiên chịu ngoan ngoãn gật đầu, tôi về trước, anh nhất định phải cẩn thận nhé. Ok. Lý Trạch Vũ ra dấu ok. Trần Thanh Tuyết lập tức đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Khi xe hoàn toàn khuất bóng trên đường lớn, Lý Trạch Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn ba người Bạch Tố Y đang đứng hóng hớt, các cô hết giá trị lợi dụng rồi, có thể cuốn xéo. Lúc này, nét cười trên mặt hẳn đã biến mất. Thay vào đó là sự khinh bỉ sâu cay. Bạch Tố Y bỗng nhíu mày, nói, ý anh là gì? Chẳng phải hồi nãy anh đã đồng ý với bọn tôi ư? Lẽ nào anh định đổi ý? Tôi đồng ý chuyện gì? Lý Trạch Vũ tỏ vẻ mờ mịt không hiểu gì, hỏi ngược lại, chẳng lẽ các cô không có lỗ tai à, tôi bảo các cô cuốn xéo. Thanh Phượng và Hỏa Phượng lập tức biến sắc. Mặc dù Bạch Tố Y đeo mạng che mặt nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt cũng có thể nhận ra cô đã nổi giận. Người trẻ tuổi, Thanh Phượng nói bằng giọng điệu khá ngạo mạn, cung chủ của bọn tôi đích thân mời anh thì anh phải cảm thấy vinh. Hạnh mới đúng, tôi khuyên anh đừng nên chơi với lửa, có ngày chết cháy đấy. Vèo vé on, Thanh Phượng chưa kịp nói xong, Lý Trạch Vũ chỉ để lại một vệt ảo ảnh ở chỗ hắn vừa đứng, rồi lại xuất hiện trở lại ngay trước mặt ba người kia. Cú vung tay của hắn giấy lên một trận cuồng phong, luồng không khí dao động quá kịch liệt, khiến da đầu Bạch Tố Y cũng trở nên tê dại. Bốp! Thanh Phượng muốn ra tay nhưng đã quá muộn, bị tát một cú dữ dội, cả người văng ra xa. Thấy đồng bạn bị thương, Hỏa Phượng dù rất sốc nhưng phản ứng vẫn khá nhanh nhẹn, dồn sức bổ một chưởng về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ hoàn toàn không thèm quay đầu lại, chỉ tùy tiện đánh một quyền. A mồ quyền và chưởng va chạm với nhau, Hỏa Phượng nối gót Thanh Phượng bay ngược ra ngoài, nhưng cô còn bị hộc một ngụm máu tươi giữa không trung, rõ ràng thương tích của Hỏa Phượng nặng hơn Thanh Phượng. Toàn bộ quá trình tưởng chừng xảy ra rất chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một thoáng chớp nhoáng. Sắc mặt Bạch Tố Y đột ngột biến đổi, cô vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ sẽ tiếp tục ra tay xử lý mình,
trong ánh mắt cô không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Soạt, bàn tay Lý Trạch Vũ giơ lên giữa không trung, rốt cuộc cũng không đánh xuống, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng lên mặt ra vẻ trước mặt ông đây. Tiêu Giao Cung rất đỉnh ư, Euro ó giỏi thì bảo cung chủ nhà các cô tới đây, xem tôi có thể tát chết bà ta không. Người này thực sự thể hiện hai từ phách lối một cách vô cùng đặc sắc sống động. Tát một trong ba trưởng môn tam đại thánh địa, không ai nói sau này sẽ chẳng có kẻ nào làm vậy, ít nhất thì chưa từng có. Đôi mắt Bạch Tố Y rưng rưng như một dòng sông, như thể chỉ khẽ chớp mắt là nước mắt sẽ trào ra. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, hơn nữa cũng chưa nếm trải mùi vị sợ hãi. Vừa rồi cô thực sự rất sợi. Sợ Lý Trạch Vũ tát cô. Bởi vì đôi mắt ngấn lệ đó nên Lý Trạch Vũ mới dừng tay kịp lúc. Biến đi biến đi. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ chán ghét, thúc giục cô, ông đây không thừa thời gian chơi với các cô. Nói xong, hắn toan bỏ đi. Không ngờ Bạch Tố Y lại rảo bước đuổi theo, níu lấy cánh tay hẳn, cầu xin anh, hãy tới Tiêu Giao Cung với tôi một chuyến. Lần trước ở núi Thương Nam, cô đã tỏ ra kém cỏi vô năng trước mặt sư phụ, lần này cô không muốn trở về trong sự thất vọng. Vì vậy mới vứt bỏ thể diện của thánh nữ để cầu xin Lý Trạch Vũ. Ái ra, cô bị làm sao thế, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô không biết à. Mau buông tay ran. Lý Đại Đương ra là kiểu người ăn mềm không ăn cứng điển hình. Vừa rồi ba người Bạch Tố Y quá ra vẻ kiêu căng phách lối nên hẳn mới ra tay dạy dỗ. Xong, đứng trước lời thỉnh cầu trong nước mắt của một đại mỹ nữ, cho dù con tim hẳn cứng rắn đến mấy thì cũng phải trở nên yếu mềm. Bạch Tố Y vẫn giữ chặt, không chịu buông tay, tôi van xin anh đấy, được không? Đi theo tôi một chuyến đi, tôi đảm bảo Tiêu Giao Cung bọn tôi không hề có chút địch ý nào với NHTL. Mầm lòng là bệnh. Sau một thoáng cân nhắc, Lý Trạch Vũ thở dài. Nếu các cô đã thành tâm như vậy thì tiểu gia sẽ miễn cưỡng chịu ý các cô, được chưa nào? Lý Trạch Vũ đưa ba người Bạch Tố Y lên một chiếc xe thương mại, ngay sau đó lấy điện thoại ra bấm số Diệp Khuynh Thành. Anh đến chưa? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói đầy vẻ hồi hộp của Diệp Khuynh Thành đã vang lên. Bởi vì cô đã lớn bằng ngần này nhưng buổi tối nay mới là lần đầu tiên cô mời một người bạn khác giới, hơn nữa giữa đối phương và cô còn từng tồn tại một mối nhiệt duyên. Hồi hộp là một biểu hiện khá bình thường. Lý Trạch Vũ thoáng liếc nhìn Bạch Tố Y cạnh đó, xin lỗi Diệp đại mỹ nữ, có thể lần này tôi phải để lỡ hẹn với cô rồi. Tại sao? Diệp Khuynh Thành có chút hụt hẫng không thể nói thành lời. Lý Trạch Vũ không giấu giếm, thành thật đáp, tôi được người của Tiêu Giao Cung mời đi. Tại sao người của Tiêu Giao Cung lại tới tìm anh? Nghe thấy ba chữ Tiêu Giao Cung, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành thoáng trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên, thân là người sinh ra trong gia tộc hàng đầu như nhà họ Diệp, cô cũng hiểu biết nhiều hơn người thường, cô không xa lạ gì với Tiêu Giao Cung. Tôi không biết. Lý Trạch Vũ đùa. Có thể là vì tôi khá đẹp trai nên cung chủ của họ muốn gả thánh nữ cho tôi. Vậy anh phải thật chú ý. Dù sao nhà họ Lý các anh cũng chỉ có anh là cháu độc đinh, nếu anh làm rể Tiêu Giao Cung thì ông cụ Lý sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Diệp Khuynh Thành vốn hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe giọng điệu thoải máu của Lý Trạch Vũ, cô biết hẳn không gặp chuyện gì đáng ngại, sự lo lắng của cô cũng lùi đi dần. Cúp máy. Diệp Khinh Nhu ở bên cạnh nghỉ hoặc hỏi, hai người nói gì thế? Sao đang yên lành lại nhắc tới Tiêu Giao Cung? Người kia nói hắn bị người của Tiểu Giao Cung mời đi, cụ thể không nói rõ ràng, chỉ báo là tối nay không thể tới chỗ hẹn. Diệp Khuynh Thành giải thích. Nghe tin Lý Trạch Vũ không thể tới cuộc hẹn, Diệp Khinh Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, Diệp Khinh Nhu luôn lỡ đã nghĩ tới lời hứa hẹn hôm đó với Lý Trạch Vũ. Xong, cô lại thấy xấu hổ và không dám kể điều này với ai, điều này làm cô gần như phát điên lên. Khi biết tối nay cháu gái sẽ mở tiệc chiêu đãi Lý Trạch Vũ, cô lập tức không ngừng chạy từ Hoàng Thành đến đây. Diệp Khinh Nhu muốn nhân cơ hội này để làm rõ với đối phương xem có thể báo đáp bằng cách thức khác hay không, đừng coi những lời trước đó là thật. Đúng rồi, cô nhỏ, cô sốt sắng tìm người kia là vì có chuyện quan trọng sao? Diệp Khuynh Thành chuyển chủ đề. Nghe vậy, Diệp Khinh Nhu bỗng cảm thấy lòng trống rỗng, cô ngượng ngùng cười chiếu lệ, tên kia rất mạnh. Gần đây cô muốn tìm hiểu một chút về võ đạo nên định xin hẳn chỉ bảo. Thêm, Diệp Khuynh Thành là người thông minh, rõ ràng cũng đã nhận ra cô nhỏ đang nói dối. Xong, Diệp Khinh Nhu đã không muốn nói thì Diệp Khuynh Thành cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Cùng lúc đó, đám người Lý Trạch Vũ đã tới sân bay. Muốn đến Tiểu Tu Di Sơn thì cần ngồi máy bay rồi chuyển sang xe buýt, cuối cùng là leo núi. Để tiết kiệm thời gian, Lý Trạch Vũ lệnh cho Jenny bố trí một chiếc trực thăng. Hắn tự lái trực thăng bay thẳng tới Tiểu Tu Di Sơn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Lộ trình vốn dĩ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng dưới thao tác của Lý Trạch Vũ thì chỉ tốn chưa đầy 2 giờ là tới. Điều này làm Bạch Tố Y không khỏi bội phục trong lòng. Chỉ mới 20 tuổi mà đã có sức mạnh khủng khiếp, gia thế khủng, thậm chí còn biết lái máy bay, quan trọng là vô cùng đẹp trêu. Nếu không vì tuổi tác chênh lệch, có lẽ ngay cả Thanh Phượng và Hỏa Phượng cũng sẽ si mê hắn. Hiện tại là đêm khuya, cửa lớn Hỏa Phượng đã đóng chặt. Nhưng có thánh nữ Bạch Tố Y ở đây thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Chị Thanh Phượng, chị và Hỏa Phượng cùng dẫn hắn đến chợ ở Tiêu Giao Điện, tôi đi báo cho sư phụ. Bạch Tố Y sắp xếp. Thanh Phượng và Hỏa Phượng gật đầu, cùng ra hiệu mời Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, mời anh đi theo tôi. Trong giới võ lâm hỗn tạp này, chỉ có cường giả mới nhận được sự tôn trọng từ kẻ khác. Đứng trước sức mạnh của Lý Trạch Vũ, Thanh Phượng và Hỏa Phượng đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hai cô gái này đều đã đạt tới cảnh giới tông sư từ vài năm trước, có thể nói là cường giả hàng đầu trong Tiêu Giao Cung, thật không ngờ dù hai người cùng liên thủ lại cũng không thể địch nổi một đòn của Lý Trạch Vũ. Các cô rất khó tin rằng một người trẻ tuổi lại có thực lực mạnh đến nhường này. Đêm nay chắc chắn sẽ là đêm khó quên nhất trong cuộc đời hai cô. Khi đến Tiêu Giao Điện, Lý Trạch Vũ hết ngắm chỗ này lại nghía chỗ kia, cứ như thể một đứa trẻ tò mò. Lý thiếu gia, nơi đó là bảo tọa của cung chủ chúng tôi, xin anh đừng tới gần. Thấy Lý Trạch Vũ bước lên trên đại điện, Hỏa Phượng vội vàng nhắc nhở. Chẳng phải chỉ là cái ghế thôi à, ngồi một chút cũng có sao đâu. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ hờ hững. Hỏa Phượng nổi giận, thoáng cái đã chặn trước mặt Lý Trạch Vũ, nhắc khéo, Lý Thiếu Hiệp, xin anh đừng làm khó chúng tôi. Được thôi. Lý Trạch Vũ cũng không ham hố gì, xoay người đi xuống dưới. Đúng lúc này, năm giác quan nhạy bén của hắn rõ ràng đã cảm nhận được có kẻ đang đến gần. Bù! Ngọc Phượng Hoàng mặc đồ đỏ tươi xuất hiện trên đại điện như một bóng ma, tốc độ nhanh như bóng câu vụt qua khe cửa. Lý Trạch Vũ có phần hứng thú, đánh giá Ngọc Phượng Hoàng, thực lực cũng được, thảo nào có thể lên làm cung chủ Tiêu Giao Cung. Ha ha! Ngọc Phượng Hoàng đứng trên cao nhìn xuống hẳn. Đúng lúc này, Bạch Tố Y cũng sải bước tiến vào từ ngoài cửa, lên tiếng giới thiệu, sư tôn, hắn là Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo Ngọc Phượng Hoàng, nghiền ngẫm nói đi, các người năm lần bảy lượt tìm tiểu gia là để nói chuyện gì. Cậu thật can đảm, thảo nào ngay cả bậc kỳ tài như Khương Mộ Bạch cũng bại dưới tay cậu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngọc Phượng Hoàng ôn tồn khen một câu. Lý Trạch Vũ nhún vai, đáp, tôi nghe mấy lời nịnh bợ nhiều lắm rồi, bà bớt nói nhảm đi. Câu nói này lập tức khiến Ngọc Phượng Hoàng thay đổi sắc mặt. Hẳn nói bà đang nịnh bợ, chưa từng có ai dám tỏ thái độ ngông cuồng như thế khi ở trước mặt bài. Người trẻ tuổi, bổn tọa quả thực rất đánh giá cao cậu, nhưng... Ngọc Phượng Hoàng lạnh lùng nhắc nhở, điều đó không có nghĩa là cậu có thể tỏ vẻ láo xược trước mặt bổn tọa. Kẻ phách lối thường phải có tư chất hơn người. Lý Trạch Vũ không giận, trái lại còn cười n lêu dao. Cùng các người có thực lực mạnh mẽ, có thể tỏ vẻ huệ anh hoang trước mặt người khác. Nhưng tiểu gia cũng phải nhắc nhở bà, nếu dám lên mặt với tôi, ông đây sẽ tát chết bà tin không? Cậu nói gì? Khóe miệng Ngọc Phượng Hoàng giật giật, trừng mắt phẫn nộ. Bạch Tố Y, Thanh Phượng và Hỏa Phượng cùng hít sâu một hơn, hoàn toàn không ngờ Lý Trạch Vũ dám nói ra những lời khiến người khiếp đảm giống như câu tát chết Ngọc. Phượng Hoàng này, tôi nói, nếu bà còn tỏ vẻ đắc chí nữa thì tôi sẽ tát chết bà. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa giơ cao tay, làm bộ tôi không hề nói đùa. Lý Trạch Vũ, đồ láo xược. Bạch Tố Y lập tức lớn tiếng của trách, nhưng ngay sau đó lại quay sang chắp tay với Ngọc Phượng Hoàng, nói, tính cách người này vốn là như vậy, ăn nói bộc tuệch, xin sư phụ đừng so đo với hắn. Bạch Thánh Nữ, tôi xin ghi nhận ý tốt của cô. Nhưng cô thật sự không cần cầu xin thay tôi đâu. Lý Trạch Vũ lắc lắc tay, chăm chú nhìn Ngọc Phượng. Hoàng bằng vẻ mặt trầm ngâm. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu bà còn lên mặt ra vẻ với tôi thì tôi sẽ tát chết bà. Từ trước đến giờ, Lý Đại Đương gia rất ghét người khác bày ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón trước mặt mình, hơn nữa lại còn dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Đối với kiểu người như thế,
cho dù bạn đến từ Tam Đại Thánh Địa hay người của 6 gia tộc lớn, ông đây cũng có thể đánh chết bạn. Còn Ngọc Phượng Hoàng, thân là một trong 3 người có uy danh nhất trong giới võ lâm, lại bị một thằng nhóc con chưa đủ lông đủ cánh miệng còn hôi sữa chỉ vào mặt, nói, tôi có thể tát chết bài. Sao có thể không giận cho được? Một màn đối chọi gay gắt lập tức diễn ra bên trong đại điện. Hôm nay nếu bổn tọa không dạy dỗ được cậu, thế cậu sẽ không biết người giỏi sẽ có người giỏi hơn, trời cao sẽ có trời cao hơn. Tiếng nói vừa dứt, bóng người Ngọc Phượng Hoàng lướt từ trên đại điện tiến thẳng xuống, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Sư phụ, đừng! Mắt thấy hai người sắp động tay động chân, vẻ mặt Bạch Tố Y nhanh chóng thay đổi. Ngọc Phượng Hoàng là tôn sư ân trọng như núi của cô ấy, còn Lý Trạch Vũ lại là người đàn ông duy nhất từng nhìn thấy tướng mạo thật sự của cô ấy. Từ tận đáy lòng, Bạch Tố Y thật sự không muốn nhìn thấy đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Chỉ tiếc sức mạnh của cô nhỏ bé, đừng nói đến việc ngăn cản, những đợt kình khí mạnh mẽ khiến cô ấy không cách nào tiến đến gần, chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột. Quỳ xuống cho bổn cung, Ngọc Phượng Hoàng hoàn toàn chẳng để ý tới lời khuyên. Nhủ của Đồ Nhi, trong lúc nói chuyện, bà ấy chưởng một chưởng thẳng lên trời. Cú đánh ác liệt của bà ấy đã tạo nên một trận cuồng phong mãnh liệt. Lý Trạch Vũ trông như chẳng hề bị lay chuyển bởi cơn cuồng phong này, trên thực tế hắn đã âm thầm vận ngự Long Thần Công từ trước, một lớp màng bảo vệ bao quanh cơ thể hắn. Cú đánh của Ngọc Phượng Hoàng vừa nhanh vừa mạnh, chợt đập vào vai trái của Lý Trạch Vũ, khiến sàn nhà dưới chân hắn nhanh chóng lõm xuống một mảng lớn. Bụi bặm tản ra, hai mắt Ngọc Phượng Hoàng co rút lại, trên mặt hiện vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cú chưởng vừa nãy của bà ấy chỉ dùng 30% sức lực, thế nhưng bà ấy tin chắc rằng các cường giả thuộc võ thánh cảnh trở xuống sẽ không thể đỡ nổi. Thế nhưng hai tay Lý Trạch Vũ vẫn đang khoanh lại trước ngực, không nhúc nhích, đừng nói bị thương, trông hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Bà chưa ăn cơm sao? Dùng sức chút đi, Lý Trạch Vũ khinh thường lên tiếng. Ngọc Phượng Hoàng nghe thấy lời nói này không thể không cảm thấy nhục nhã, khiến sắc mặt của bà ấy càng trở nên khó coi hơn. Tên nhóc con, cậu đã thành công chọc giận bổn tọa rồi đấy. Ngọc Phượng Hoàng không ngờ mình lại bị mất mặt trước mặt các học trò và cấp dưới như thế, giơ tay lên lại đánh một chưởng lên trời. Lý Trạch Vũ vẫn không hề tránh né, để mặt cho cú đánh mạnh mẽ của đối phương vỗ xuống vai mình, mặt đất dưới chân hắn lại lõm xuống một chút. Ngay sau đó, Ngọc Phượng Hoàng trải qua lần đầu thất thố sau mấy chục năm trời, cả người bà ấy hồn siêu phách lạc, miệng lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này sao có thể ít. 80% sức lực. Cho dù là Thiện Lâm Tự Phương trưởng hay Đạo Môn trưởng môn, cũng không thể bình an vô sự đón nhận một trưởng này của bà ấy được. Lý Trạch Vũ lại tiếp được, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dường như hoàn toàn chẳng phí nhiều sức lực. Tôi vẫn ổn, hay là bà lại dùng thêm một chút sức nữa đi. Lời nói của Lý Trạch Vũ giống như một cái tát vô hình tát thẳng vào mặt Ngọc Phượng Hoàng, khiến lòng bà ấy chịu đả kích suýt sụp đổ. Ngọc Phượng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi vặn vẹo, trông hung tợn dọa người. Sư phụ lúc này Bạch Tố Y muốn xông tới ngăn cản. Cút ngay. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Lý Trạch Vũ đứng yên trong hố sâu không hề nhúc nhích, khóe miệng thậm chí còn hiện lên nụ cười khinh thường. Tên nhóc con, bổn tọa không tin cậu có thể chịu được trưởng này. Một trận cuồng phong nổi lên, máu tóc dài trên đầu Ngọc Phượng Hoàng bị thổi bay tứ tung. Ngay khi bàn tay bà ấy sắp chạm vào ngực Lý Trạch Vũ, chỉ thấy người sau giơ tay ra. Tới lượt của ông đây. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ đứng yên tại chỗ, vô cùng tùy ý đánh ra một quyền. Sau khi quyền trưởng chạm nhau, một đợt kình khí kịch liệt chập chờn khiến ba người Bạch Tố Y đang đứng cách đó mấy mét không thể không lùi về sau. Phụt. Ngọc Phượng Hoàng lảo đảo lui về sau mấy bước, quỳ một chân xuống, khóe miệng khạc ra một ngụm máu to. Nhìn lại Lý Trạch Vũ, hắn vô cùng bình tĩnh giơ tay lên phủi bụi trên người, ngay sau đó lại bước mấy bước đi tới trước mặt Ngọc Phượng Hoàng. Ngọc Linh Lung là gì của bà? Lần này, đổi thành Lý Trạch Vũ ra vẻ chỉ tay năm ngón. Nghe thấy cái tên này, cơ thể mềm mại của Ngọc Phượng Hoàng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trạch Vũ, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Bà bị điếc sao? Lý Trạch Vũ nhíu mày. Nếu như không phải hắn nhận ra trưởng Ngọc Phượng Hoàng sử dụng là toái tâm trưởng, hắn sẽ không thể ra tay ngay thời khắc mấu chốt. Cường giả võ thánh cảnh. Hừ, hắn chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh giết. Sao cậu, biết sư phụ tôi? Vẻ mặt Ngọc Phượng Hoàng vô cùng hoảng sợ. Bà nói gì?
Ngọc Linh Lung là sư phụ của bà. Lý Trạch Vũ sợ hết hồn. Nếu như sự thật là vậy, chẳng phải nói hắn vừa đả thương sư tỷ của mình sao? Ngọc Phượng Hoàng lau máu tươi bên khóe miệng, lòng thù địch cũng dần dần giảm bớt, cố nhịn thương thế, đứng dậy. Nhìn thấy thế, Bạch Tố Y nhanh chóng tiến tới đỡ bà ấy. Dậy, hơn nữa quay sang cảnh cáo Lý Trạch Vũ, anh đừng có động tay động chân nữa. Con nhóc này, con đừng lên tiếng. Ngọc Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi, sao cậu biết sư phụ tôi? Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, cười khổ nói, sư tỷ, tôi là sư đệ của bài. Bốp! Trong thoáng chốc, Ngọc Phượng Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Ôi, trận cuồng phong này thật sự suýt trôi con mẹ nó Long Vương Điện, người một nhà lại không nhận ra nhô. Lý Trạch Vũ ra vẻ vô tội, thế nhưng sư tỷ à, cho dù có thế nào bà cũng đừng trách tôi. Muốn trách thì trách Ngọc sư phụ vẫn luôn không nói mình còn có học trò khác. Ánh mắt Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên lạnh đi, tên nhóc thối cậu nói bậy bạ cái gì đấy. Hơn 20 năm trước sư phụ đã cưới hạc ở phương Tây rồi, e rằng khi đó cậu mới được sinh ra thôi đấy. Ngọc sư phụ chết rồi sao? Lý Trạch Vũ ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười khan nói, sư tỷ đừng trêu tôi, người chỉ nhìn thấy hồng trần bà trốn đi mà thôi. Cậu nói thật sao? Mặc dù Ngọc Phượng Hoàng rất hy vọng sư phụ mình không chết, thế nhưng không có bằng chứng, không thể tin Lý Trạch Vũ được, bà ấy không nhịn được hỏi, cậu nói cậu là sư đệ của tôi, có gì làm bằng chứng không? Chứng cứ. Lý Trạch Vũ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn ngọc màu xanh da trời, cái này là sư phụ đưa cho tôi đấy, bà có biết thứ này không? Ngọc Lam chỉ. Bạch Tố Y đứng bên cạnh gần như bật thốt lên. Lam Ngọc chỉ là tín vật của các cung chủ kế nhiệm Tiêu Giao Cung. Kể từ khi cung chủ tiền nhiệm cưỡi hạc phương Tây, món đồ này cũng không rõ tung tích, không ngờ lại nằm trong tay Lý Trạch Vũ. Cậu thật sự là sư đệ của bổn tọa ồ. Lần này, Ngọc Phượng Hoàng đã hoàn toàn tin tưởng. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi co rút, trong lòng không rõ là mùi vị gì. Sư tỷ sư muội của người khác đều là mấy người vô cùng xinh đẹp, còn hắn thì hay rồi, đột nhiên xuất hiện thêm một vị sư tỷ hơn trăm tuổi. Lại nhìn sang Bạch Tố Y. Dường như cô nhóc này phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Lúc trước, từ miệng Bạch Tố Y, Ngọc Phượng Hoàng biết được, Lý Trạch Vũ và Khương Mộ Bạch đã từng đánh một trận ở núi Thương Nam, hắn dùng máu huyết của mình đánh nát binh khí của đối phương, khi đó bà ấy vẫn cảm thấy nghi ngờ với công pháp của hắn. Trong thiên hạ, chỉ có thần công biến mất đã lâu kia mới có thể làm được điều này. Khi đó, Ngọc Linh Lung, sư phụ của Ngọc Phượng Hoàng phải ra đi tìm tung tích của thần công đó. Kể từ đó cũng bắt đầu bạt vô âm tín. Bây giờ, bà ấy đã biết được sư phụ vẫn còn trên đời này, hơn nữa cũng biết mình có thêm một sư đệ mạnh đến như thế, đừng nói Ngọc Phượng Hoàng hưng phấn đến mức nào. Trong thoáng chốc, dường như bà ấy đã thấy được cảnh tượng Tiêu Giao Cung trở thành người đứng đầu trong giới võ lâm. Sư đệ, bây giờ sư phụ đang ở đâu trên thế giới này, bà ấy vẫn còn khỏe mạnh chứ? Lúc nãy là lỗi của sư tỷ, mong cậu không để bụng nhé. Bây giờ thực lực của cậu đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Ở bên ngoài có người nào bắt nạt cậu không? Ngọc Phượng Hoàng thân thiết kéo tay Lý Trạch Vũ, vừa nói xin lỗi, vừa ân cần hỏi han. Vừa rồi hai người còn muốn phân thăng bại, còn quyết sống chết với nhau, thế mà bây giờ lại hệt như hai người bạn già đã lâu chưa gặp nhau. Một bà lão cùng với một cậu thanh niên nghiêm túc. Hai người lại còn là sư tỷ sư đệ cùng một môn phái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Tố Y và mấy người Thanh Phượng đều trố mắt nghẹn họng. Sư tỷ, tôi sẽ không so đo với bà đây, thế nhưng thân là sư đệ, tôi vẫn phải nhắc nhở bà một chút. Khụ. Lý Trạch Vũ hăng giọng một cái, nói, tính tình này của bà phải thay đổi thôi, nếu không sẽ rất dễ thua thiệt. Ôi, Ngọc Phượng Hoàng sững sờ. Từ trước đến giờ, tính tình của bà ấy luôn là như vậy, trên đời này có ai lại có thể khiến bà ấy chịu thiệt đâu chứ? Cũng chỉ có tên sư đệ yêu nghiệt đang đứng trước mặt đây mới có thể làm được điều đó. Vừa nghĩ như thế, Ngọc Phượng Hoàng vẫn lên tiếng trả lời, nói, được rồi, sư tỷ đồng ý với cậu, sau này chắc chắn sẽ sửa tính sửa nết mình lại. Được, được, thế nhưng sư tỷ cũng không cần lo lắng, nếu ai dám bắt nạt sư tỷ, cứ nói với tôi một tiếng. Lý Trạch Vũ vỗ ngực một cái, dáng vẻ như thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối, lên tiếng bảo đảm. Sư đệ sẽ để cho người đó biết, chữ chết viết thế nào. Được, được, sư tỷ tin tưởng cậu. Trong lòng Ngọc Phượng Hoàng như vừa được ăn mật, đúng rồi sư đệ, theo tuổi tác của cậu, chắc hẳn vẫn chưa lấy vợ đúng chứ.
Sao cơi? Nghe thấy câu hỏi này, trong lòng Lý Trạch Vũ lục bục một tiếng, đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Đúng như dự đoán. Ngọc Phượng Hoàng vẫy vẫy tay với Bạch Tố Y, lên tiếng, Tố Y, con lại đây. Dường như Bạch Tố Y cũng đoán được có chuyện gì, tập tễnh bước tới, sư tôn. Ngọc Phượng Hoàng đưa tay chỉ vào Bạch Tố Y, cười híp mắt nói với Lý Trạch Vũ, sư đệ, cậu tuấn tú lịch sự, thiên phú võ đạo lại cao như thế, đồ nhi này của Tiêu Giao Cung chúng ta lại là thánh nữ, vừa thanh tú vừa thông minh, dung mạo lại xinh đẹp, nếu hai người có thể thành một đôi thì chẳng phải sẽ rất tốt sao. Nghe thấy thế, Bạch Tố Y như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, khẩn trương tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lý Trạch Vũ khẽ nhếch miệng, sửng sốt một hồi lâu. Sư đệ, cậu cảm thấy thế nào? Ngọc Phượng Hoàng vô cùng mong đợi hỏi. À, chuyện này, không thích hợp lắm. Lý Trạch Vũ nuốt nước bọt một cái, nói, sư tỷ, bà suy nghĩ kỹ lại một chút đi, tôi là sư thúc của Tố Y đấy, vai vế chúng tôi cách xa như thế, nếu như ở bên nhau chẳng phải sẽ khiến người trong giang hồ cười nhạo sao? Sư đệ, cậu không cần phải lo lắng. Ngọc Phượng Hoàng khoát tay, ngắt lời, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ thầy trò với Tố Y một. Tê dại, Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn tê dại. Hắn nhìn trận thế này của Ngọc Phượng Hoàng, hệt như đã nhặt được bảo bối, đánh chết cũng không chịu buông tay. Sư đệ, chẳng lẽ cậu lo lắng vẻ ngoài của Bạch Tố Y sao? Cậu yên tâm đi, sư tỷ đảm bảo với cậu, Tố Y chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất thế gian này đấy. Ngọc Phượng Hoàng vô cùng tự tin lên tiếng đảm bảo. Sư tôn, sư thúc đã nhìn thấy đồ nhi rồi. Bạch Tố Y khiếp sợ bổ sung một câu. À, con xem sư phụ kích động đến mức quên cả rồi. Ngọc Phượng Hoàng cười híp mắt, nói, sư đệ, Tiêu Giao Cung chúng ta có quy tắc, chỉ có chồng tương lai mới có thể nhìn thấy vẻ ngoài của thánh nữ đương nhiệm, nếu như cậu đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Bạch Tố Y, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi. Vừa nói, bà ấy vừa nhìn về phía Hỏa Phượng, lên tiếng dặn dò, lập tức chọn một ngày hoàng đạo, lo liệu hôn sự cho sư đệ và con bé Tố Y này đi. Sư tỷ, chuyện này không thể. Lý Trạch Vũ vội vàng ngăn cản. Sao cơ? Ngọc Phượng Hoàng ngẩn ra, nhíu mày nói, sư đệ, cậu có gì không hài lòng với Tố Y sao? Nghe thấy thế, Bạch Tố Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, dường như muốn chính tai nghe được câu trả lời của hắn. Lý Trạch Vũ cảm thấy lúng túng. Ai mà không thích người đẹp, thế nhưng hắn cũng không phải Neptune, cũng không thể gặp ai cũng yêu người đó. Thế nhưng nếu cứ như thế từ chối ý tốt của Ngọc Phượng Hoàng, trong lúc vô tình cũng sẽ khiến Bạch Tố Y bị tổn thương, có thể sẽ gây nên vấn đề lớn. Ghi hận trong lòng, tình yêu sinh ra hận thù, trốn tránh báo thù. Trong phim đều diễn như thế, thế nên Lý Trạch Vũ cảm thấy mình không thể xem thường, phải nghĩ cách để vừa có thể từ chối hôn sự này, vừa có thể giữ gìn thể diện cho Bạch Tố Y. Suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, nói, sư tỷ, bà hiểu lầm rồi. Tố Y xinh đẹp như tiên nữ, trên thế gian này có người đàn ông nào lại từ chối cô ấy chứ? Thế nhưng bây giờ thật sự không phải lúc nói tới chuyện tình cảm. Vì sao? Ngọc Phượng Hoàng lên tinh thần lắng nghe. Lý Trạch Vũ cũng thu lại nụ cười nghiền ngẫm, nghiêm mặt nói, có chuyện sư tỷ vẫn chưa biết, Vu giáo từng khiến giới võ lâm tanh máu đã trở lại rồi. Cái gì? Sắc mặt Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên thay đổi, bà ấy bật thốt lên, sư đệ nói thật sao? Chuyện này cậu ngàn vạn lần không thể đùa được đâu. Sư tỷ, gần đây tôi mới điều tra được một đầu mối. Lý Trạch Vũ cũng không giấu giếm, lúc này mới cẩn thận kể lại chuyện Vu giáo một lần. Vì để rời sự chú ý của Ngọc Phượng Hoàng, hắn bắt đầu thêm dầu vào lửa, để câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Ví dụ như thế lực của Vu giáo đã mạnh mẽ hơn trước đây gấp mười mấy lần, thực lực của đại hộ pháp kia sâu không lường được. Đúng như dự đoán, Hỏa Phượng truyền Tiêu Giao lệnh của ta, lập tức hẹn gặp Đức Viễn Đại Sư trụ trì của Thiện Lâm Tự và Huyền Nhất Đạo Nhân của Đạo Môn Trưởng Giáo. Sự chú ý của Ngọc Phượng Hoàng lập tức chuyển sang chuyện này. Từ từ đã. Lý Trạch Vũ lại lên tiếng khuyên can, sư tỷ đừng nóng lòng, chuyện này tôi tự có tính toán. Lúc này, hắn lại nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối, nói ra ý tưởng muốn bắt giặc phải bắt vua trước của mình ra. Thật sự không thể bứt dây động rừng. Địch trong tối ta ngoài sáng, chẳng bằng để địch ngoài sáng ta trong tối. Ngọc Phượng Hoàng vô cùng tán đồng với ý tưởng này, không quên khen ngoại một câu, đầu óc của sư đệ thông minh thật đấy. Việc tiểu gia thông minh ai cũng biết. Trong lòng Lý Trạch Vũ dương dương tự đắc,
trên mặt vẫn giữ vẻ vinh nhục cũng không sợ hãi, nói, sư tỷ khen sai rồi. Đúng rồi sư đệ. Vừa rồi cậu có nói thực lực của đại hộ pháp phu giáo mạnh hơn giáo chủ trước kia, vậy, cậu có cách bắt được bọn chuột nhắt kia không? Nụ cười trên mặt Ngọc Phượng Hoàng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Vẫn chưa giáp lá cả nên tôi không biết có thể đánh bại được ông ta hay không, nhưng mà... Nói tới đây, khóe miệng của Lý Đại Đương ra hiện lên nụ cười tự tin. Cho dù ông ta có mạnh hơn tôi cũng có trăm phương ngàn kế để giết chết ông ta. Ván cờ tranh sáng tranh tối của nhà họ Lý và nhà họ Tần đang vào thế dầu sôi lửa bỏng. Đầu tiên là quân Thiên Long trấn giữ vùng Tây Cương, Tân trấn lấy lý do binh lực không đủ để xin phía quân đội gửi quân viện trợ đến. Mọi người đều biết, vùng Tây Cương bảo vệ Tam Quốc, nhưng những năm qua, mặc dù Tam Quốc đạt được những thành công lớn, thế nhưng hoàn toàn không đủ sức để gây khó dễ cho nước Hạ. Sở dĩ Tần trấn làm như thế, cũng không có lý do gì khác ngoài việc muốn phân tán lực lượng của quân đoàn Hổ Khiếu. Bởi vì hiện giờ quân đoàn Hổ Khiếu đang trấn giữ vùng Bắc Cương, cách Tây Cương vô cùng gần. Thế nhưng lời thỉnh cầu này lại bị quân đội trả về. Lý do chính là bây giờ đang ở thời bình, vì thế chúng ta nên ngăn chặn chiến tranh hơn là khơi mào chiến tranh. Kết quả này cũng vô cùng công bằng, có thể khiến mọi người tín phục. Thế nhưng Lý Định Quốc cũng biết Tân Trấn sẽ không từ bỏ ý định của mình. Đúng như dự đoán, Lý Soái, Thượng tướng quân Lâm Hổ lao vào phòng làm việc của Tổng Soái. Lý Định Quốc tháo cặp kính lão xuống, bình tĩnh nói, bên phía Tam Quốc xuất quân rồi. Sao cơ? Lâm Hổ há to miệng thở dốc, cảm thấy sửng sốt, Lý Soái, sao ngài biết được? Ha ha ha! Lý Định Quốc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, lúc ông đây bày mưu lập kế, Tân Trấn vẫn còn đang cọ nồi ở hở đầu quân đấy. Vào sáng sớm, lúc Tân Trấn xin quân đội chỉ viện, ông cụ đã bắt đầu đề phòng chiêu này của đối phương. Thế nhưng ông ấy và Tô Cẩn Hoa đều đang suy nghĩ, chắc hẳn Tân Trấn sẽ không điên cuồng như thế. Dù sao một khi thần Tam Quốc hợp tác, tính chất của vụ việc sẽ thay đổi, nghiêm trọng một chút sẽ là phản quốc. Chắc chắn Tô Cẩn Hoa sẽ vô cùng tức giận. Cho dù sau khi điều tra rõ ràng chân tướng, Tân Trấn không phải là điện chủ của Vu giáo, nhưng chỉ với hành động này ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho đối phương. Lý Soái, Lâm Hổ lo lắng nói, một khi chúng ta viện quân cho Tây Cương, dưới tình huống binh lực thưa thớt, nếu nước Hùng nhân cơ hội đó để gây chuyện, e rằng chúng ta sẽ không thể khiến đối phương kinh sợ. Yên tâm đi, Long chủ tự có kế sách của mình. Lý Định Quốc vẫn bình tĩnh như thường. Cùng lúc đó, tại phủ Long chủ, sắc mặt Tô Cẩn Hoa có chút khó coi. Lão vốn không muốn nhúng tay vào việc tranh đấu giữa các gia tộc với nhau, dù sao tranh đấu cũng là chuyện tốt, thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được vượt quá giới hạn. Như lời của Lý Định Quốc, hành động này của Tân Trấn đã vượt qua rồi. Thần Tam Quốc đột nhiên dẫn binh đến khiêu khích, đương nhiên có liên quan tới Tân Trấn. Sắc mặt của thủ phủ viên Trạch Bình trở nên u ám. Sau một thoáng trầm ngâm, Tô Cẩn Hoa đưa ra quyết định, không thể giảm bớt binh lực của Bắc Cương, để quân Huyền Vũ phái binh đến tăng viện đi. Tôi cũng nghĩ như thế. Viên Trạch Bình cũng lên tiếng phụ họa, trước đó, vùng hải phận của Nam Cương sóng yên biển lặng, quấn Huyền Vũ ít. Nhất có thể điều đi một nửa binh lực đến. Hai người đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp quyền lực đều đồng nhất ý kiến, thế nên lập tức bắt đầu ra lệnh. Ở tiểu tu Di Sơn ở phía xa xa, Lý Trạch Vũ đã có một giấc ngủ ngon, vừa mới ngủ dậy, đã có một nữ đệ tử bưng chậu rót nước cho hắn. Sư thúc tổ, mời ngài rửa mặt. Nữ đệ tử này tên Tiểu Thúy, trông khá xinh đẹp. Lý Trạch Vũ ngẩn người, chỉ vào tai mình hỏi, cô gọi tôi là gì? Sư thúc tổ ạ. Tiểu Thúy che miệng, buồn cười nhưng không dám cười. Cô ấy là đệ tử đời thứ 29 của Tiêu Giao Cũng. Còn Lý Trạch Vũ và cung chủ đều là đệ tử đời thứ 25. Chênh lệch tận 4 đời, thế nhưng tuổi tác hai người lại xấp xỉ nhau. Thật sự có hơi buồn cười. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi co rút lại, có chút bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Thế nhưng mặc dù tuổi tác này bị người ta kêu già rồi, thế nhưng những đặc quyền mà hắn được hưởng đúng là không ít. Ngọc Phượng Hoàng tự mình ra lệnh, sau này toàn bộ đệ tử trong Tiêu Giao Cung khi gặp Lý Trạch Vũ cũng phải như gặp cung chủ. Giống như vừa mới đi ra đã đụng phải Bạch Tố Y, cô thánh nữ này lập tức chắp hai tay cúi đầu hành lễ với hắn, bái kiến sư thúc tổ. Miễn lễ. Lý Trạch Vũ buồn cười nhưng lại không dám cười.
thánh nữ này ngày hôm qua vẫn còn vênh váo hống hách trước mặt mình, thế mà hôm nay đã thuần phục dưới chân hắn rồi. Cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái. Sư thúc tổ, sư tôn đang đợi người ăn sáng cùng, tôi đưa người đến đó. Thật ra Bạch Tố Y cũng cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Ai bảo thân phận của Lý Đại Đương gia này cao chứ? Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của Bạch Tố Y, Lý Trạch Vũ nhanh chóng gặp được Ngọc Phượng Hoàng. Sư đệ, tới đây ăn sáng thôi. Vẻ mặt Ngọc Phượng Hoàng hồng hào lên tiếng, có thể nhìn ra tâm trạng bà ấy đang vô cùng tốt. Tối hôm qua Lý Trạch Vũ vốn chưa ăn gì, thế nên cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Cung chủ, thiếu hiệp Trương Bách Khâm tới. Một nữ đệ tử tiến vào thông báo. Nghe thấy tên này, chân mày Bạch Tố Y khẽ nhíu lại. Ngọc Phượng Hoàng đặt đũa xuống, nhàn nhạt lên tiếng, đưa cậu ta đến Phượng Đường chờ, lát nữa bổn tọa sẽ đến gặp cậu ta xô. Vâng, nữ đệ tử cung kính nhận lệnh. Lý Trạch Vũ nuốt miếng cháo nhỏ, thuận miệng hỏi, sư tỷ, Trương Bách Khâm này có lai lịch thế nào? Con của trưởng giáo đạo môn Huyền Nhất, là một người có tính tình không tệ, hơn nữa thiên phú võ đạo cũng cực cao, cùng với cung nghề thường, con gái của đạo chủ đạo Thiên Đường, cả hai người đều là niềm tự hào trong giới võ lâm. Ngọc Phượng Hoàng tự mình giới thiệu. Hóa ra là con nhà giàu trong giới võ lâm. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ lặng lẽ liếc mắt nhìn Bạch Tố Y, nhìn thấy cô đang cúi đầu nghịch ngón tay, tâm. Trạng vô cùng nặng nề. Mấy chuyện thế này, người sáng suốt cũng có thể đoán được là chuyện gì. Một lát sau, dưới sự vây quanh của một đám đệ tử, Lý Trạch Vũ và Ngọc Phượng Hoàng đi tới Phượng Đường. Trương Bách Khâm bái kiến cung chủ Ngọc. Một tên đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, tác phong nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Bạch Tố Y đang đi theo sau lưng Lý Trạch Vũ. Thiếu hiệp Trương không cần đa lễ. Ngọc Phượng Hoàng gật đầu tỏ ý, ngay sau đó ngồi xuống vị trí chủ trì, vây tay với Lý Trạch Vũ, nói, sư đệ, tới ngồi bên cạnh tôi này. Ánh mắt của Trương Bách vốn đang chú ý Bạch Tố Y, sau khi nghe Ngọc Phượng Hoàng gọi sư đệ, lúc này mới phát hiện bên trong Tiêu Giao Cung còn một người đàn ông khác. Phải biết rằng, Tiêu Giao cũng chỉ có nữ đệ tử, nam đệ tử này từ đâu tới. Còn cả chuyện, Ngọc Phượng Hoàng lại còn kêu hắn là sư đệ. Trương Bách Khâm đánh giá Lý Trạch Vũ, trong lòng cảm thấy tò mò, mơ hồ còn có ý thù địch. Bởi vì anh ta tự nhận vẻ ngoài của mình có thể được xem là Mỹ Nam đương thời, thế nhưng khi đứng trước mặt Lý Trạch Vũ lại có cảm giác xấu hổ. Thiếu hiệp Trương, hôm nay cậu tới Tiêu Giao Cung của tôi là có chuyện gì? Ngọc Phượng Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng. Không giận mà tự uy. Trương Bách Khâm lấy ra một tấm thiệp mời từ trong tay áo, dâng lên bằng hai tay, nghiêm mặt nói, cung chủ Ngọc, đại hội võ đạo 11 năm mới có một lần sắp mở ra, tôi đại diện đạo môn tới đưa thiệp, đồng thời cũng cố ý đến gặp thánh nữ Tố Y. Bạch Tố Y đang đeo khăn che mặt nên người khác không thấy được vẻ mặt của cô, thế nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra. Cô chẳng có thiện cảm gì với Trương Bách Khâm. Thiệp mời đã đưa tới rồi. Nếu thiếu hiệp Trương không còn chuyện gì khác có thể đi về. Lý Trạch Vũ đột nhiên mở miệng. Sao cơ? Tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều ngẩn ra. Vẻ mặt Trương Bách Khâm lại càng ngơ ngác. Theo lý thuyết, anh ta ngàn dặm xa xôi tới đây gửi thiệp mời, nói thế nào thì Tiêu Giao Cung cũng phải giữ anh ta lại ăn một bữa cơm chứ. Vừa mới đến đã đuổi khách rồi. Lý Trạch Vũ đứng dậy tiến lên lấy thiệp mời, sau đó lại làm động tác mời với Trương Bách Khâm. Ha! Khóe miệng Trương Bách Khâm có rút mấy cái. Anh đói à? Ôi! Lý Trạch Vũ thở dài một tiếng, nhìn một nữ đệ tử, lên tiếng dặn dò, vào bếp lấy cho thiếu hiệp Trương mấy cái bánh cao, để anh ấy có thể ăn trên đường. Nói xong, lại nhìn về phía Trương Bách Khâm. Gần đây tiền chi tiêu của Tiêu Giao Cung hơi eo hẹp, không có tiền dư để chiêu đãi khách, mấy cái bánh bao xem như tôi tài trợ riêng, thiếu hiệp Trương không cần cảm ơn. Kinh phí của Tiêu Giao Cung không đủ. Chỉ có thể dùng bánh bao để chiêu đãi khách sao? Lừa quỷ đấy à, có không ít nữ đệ tử sợ hãi lên tiếng. Bọn họ cũng đều là những người chuyên nghiệp, thế nhưng thật sự không nhịn được. Trong đó người biểu hiện rõ ràng nhất chính là thánh nữ hiện giờ, Bạch Tố Y. Mấy tiếng cười này khi rơi vào tai Trương Bách Khâm lại biến thành nụ cười châm chọc, thân là con của trưởng giáo đạo môn, nào có từng bị người khác đùa giỡn như thế chứ? Anh là ai? Tuy rằng bình thường tính kiềm chế của anh ta cực cao, thế nhưng giờ phút này trên mặt lại không nén nổi vẻ tức giận. Câu hỏi này rất hay đó, còn bổ ích nữa. Lý Trạch Vũ chắp hai tay, nói,
tại hạ chính là đại thiếu gia nhà họ Lý, Lý Trạch Vũ ở Hoàng Thành. Nhà họ Lý ở Hoàng Thành, đương nhiên Trương Bách Khâm cũng từng nói tới gia đình giàu có nhất ở nước hạ này, thế nhưng với thân phận của anh ta cũng không cần sợ hãi đối phương. Bỏ qua thân phận này, tôi còn là sư đệ của cung chủ Tiêu Giao Cung. Lý Trạch Vũ dùng giọng điệu trưởng bối khuyên bảo, xét về thân phận, tên nhóc con cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy. Chú, khóe miệng Trương Bách Khâm có rút mấy cái. Anh nhìn anh còn nhỏ hơn của tôi, thế mà còn không biết xấu hổ bảo tôi gọi một tiếng chú sao. Rất khó sao. Lý Trạch Vũ cố tình bày ra vẻ kinh ngạc, đưa tay chỉ về phía Tiểu Thủy, tới đây, nói cho Trương Thiếu Hiệp biết các cô phải gọi tôi là gì. Sư thúc tổ. Tiểu Thủy che miệng, cố gắng không để bản thân cười thành tiếng. Nghe rồi chứ. Lý Trạch Vũ sụ mặt nói, bọn họ gọi tôi một tiếng sư thúc tổ, anh gọi tôi một tiếng chú thì có là gì đâu chứ. Còn không mau gọi đi. Câu cuối cùng hắn còn nghiêm túc hô lên, Trần Bách Khâm sợ hết hồn, gần như theo bản năng gọi một tiếng, chú. Ngoan, Lý Trạch Vũ cười ha ha. Lúc này một đệ tử cầm một túi bánh bao trắng tinh tới, hắn thuận tay đặt bánh bao vào tay Trần Bách Khâm, thành khẩn nói, nhớ lấy, không được lãng phí lương thực, nếu cậu dám bỏ dù chỉ một cái bánh bao trong đây, tôi sẽ bẻ một cái răng của cậu, có nghe rõ chưa? Cậu Trương đã giận không thể kìm nổi. Thế nhưng vì phải giữ vững phong độ trước mặt người phụ nữ mình yêu, thế nên chỉ có thể nén giận, nhìn về phía Ngọc Phượng Hoàng, Ngọc Cung Chủ, chẳng lẽ đây chính là kiểu đãi khách của Tiêu Giao Cũng các người sao? Vô liêm sỉ! Ngọc Phượng Hoàng giận dữ quát lên, cha của cậu gặp tôi còn phải nể mặt, cậu là cái thá gì mà lại muốn chất vấn bổn tọa? Trương Bách Khâm ngẩn ra, hồn nhiên không nghĩ người một giây trước còn vui vẻ hiền lành bây giờ lại đột nhiên trở mặt. Anh ta không nhịn được bắt đầu nhớ lại có phải mình đã làm sai điều gì không? Nếu thật sự đã làm sai điều gì đó, đến lúc đó Ngọc Phượng Hoàng lại đến nói với cha anh ta mấy câu, trở về người bị đòn lại là anh ta. Suy nghĩ một chút, một giọt mồ hôi lại túa ra trên trán anh một a. Ngọc Cung Chủ, lúc nãy thái độ của vãn bối không đúng, mong ngài rộng lượng tha thứ. Trương Bách Khâm suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ mình đã làm sai điều gì, thế nhưng cho dù làm sai chuyện gì, chỉ cần xin lỗi trước là xong chuyện. Cậu hẳn là không cần phải xin lỗi tôi mà xin lỗi sư đệ của bổn tọa ồ. Ngọc Phượng Hoàng cũng không biết Trương Bách Khâm làm gì sai để bị Lý Trạch Vũ nhắm vào, không nhịn được đẩy quả bóng này sang cho sư đệ của mình. Chuyện này, Trương Bách Khâm ghét Lý Trạch Vũ, thế nhưng Ngọc Phượng Hoàng đã nói như thế, anh ta cũng chỉ có thể làm theo, thế là trịnh trọng hành lễ trước mặt Lý Trạch Vũ. Ối! Anh ta đột nhiên không biết nên xưng hô với đối phương thế nào. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã gọi một tiếng chút, cũng không phải thiếu mỗi lần này. Chú, vừa rồi là vãn bối không đúng, ngài rộng lượng, đừng tính toán với tôi như thế. Trương Bách Khâm cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng anh ta chẳng làm gì cả, vô duyên vô cớ bị giáo huấn một trận, cuối cùng lại còn phải xin lỗi. Bách Khâm đúng không? Lý Trạch Vũ võ vai anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Ai cũng biết trong mỗi bữa ăn, từng hạt cơm đều khó kiếm, lương thực cũng như thế, chú bảo cậu không thể lãng phí lương thực cũng. Vì muốn tốt cho cậu thôi. Điều chú dạy dỗ là phải, vấn bối bảo đảm sẽ không lãng phí dù là một cái bánh bao. Trương Bách Khâm vô cùng thành khẩn, bảo đảm nói. Thế nhưng trong lòng anh ta lại âm thầm nhớ rõ mặt Lý Trạch Vũ, nghĩ sẽ có một ngày tìm cơ hội để tính toán món nợ này với đối phương. Nếu cậu đã thành tâm nhận sai. Người chú như tôi cũng không thể không tha thứ cho cậu được, thế nhưng... Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, ai biết cậu có lừa chú hay không chứ? Chú yên tâm, vãn bối chắc chắn không dám. Trương Bách Khâm lại lên tiếng bảo đảm. Ừ, nếu đã như thế cậu hãy chứng minh cho tôi xem một chút đi. Sao cơ, chứng minh điều gì, bây giờ lập tức ăn những chiếc bánh bao này đi. Lý Trạch Vũ nhắc lại, hãy nhớ, nếu lãng phí một cái, tôi sẽ bẻ mật cái răng của cậu đấy. Trương Bách Khâm cầm bánh bao trong tay, nuốt nước bọt một cái. Cái bánh bao này to hơn quả đấm của anh ta, lại còn có khoảng mười mấy cái, mặc dù anh ta là kẻ ăn thùng uống vại cũng chẳng ăn hết nổi. Khinh người quá đáng, Tiểu Giao Cung mấy người đúng là khinh người quá đáng. Trương Bách Khâm không nhịn nổi nữa, hoàn toàn bùng nổ. Sự đệ, Ngọc Phượng Hoàng cau mày, quát một tiếng, suy cho cùng thì Trương Bách Khâm cũng là con của trưởng giáo đạo môn. Đến đây làm khách của Tiểu Giao Cung, làm như thế thực sự có chút quá đáng. Sư tỷ yên tâm, ta tự biết chừng mực. Lý Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Bách Khâm, chất vấn,
bọn tôi ức hiếp cậu như thế nào? Tôi mới cho cậu đi mà, chính cậu không chịu đi, đúng chứ? Sau đó cậu kêu đói, ông đây đã có lòng móc tiền túi ra mua bánh bao cho cậu. Thằng danh nhà cậu không cảm kích thì thôi, còn nói Tiêu Dao Cung bọn tôi khinh người quá đáng. Nói hết câu, Lý Trạch Vũ còn tỏ vẻ vô cùng đắng lòng, nói, con của trưởng giáo đạo môn có thể vô lý như vậy sao? Con của trưởng giáo đạo môn là được coi trời bằng vung hả? Trương Bách Khâm bị nói mát đến mức mặt mũi đỏ bừng. Xong, dù không thể phản pháo nhưng anh ta nhất định không chịu anh chỗ bánh bao kia. Dù sao cũng chẳng ăn hết được. Bây giờ tôi có thể đi không? Trương Bách Khâm ngượng ngùng hỏi. Được chứ, chân mọc trên người cậu mà, con mẹ nó, cậu muốn đi thì ai cản nổi. Lý Trạch Vũ làm như mình đang nhìn một thằng đần. Trương Bách Khâm tức đến mức toàn thân run rẩy, lập tức quay người bỏ đi. Anh ta sợ nếu còn ở lại đây thì mình sẽ tức đến mức chết trẻ. Bạch Tố Y nhìn theo bóng dáng đi xa của Trương Bách Khâm, thở phào một hơi thật mạnh. Sư đệ, tại sao vừa nấy đệ lại làm khó tên nhóc kia? Ngọc Phượng Hoàng không khỏi hỏi ra sự hoài nghi trong lòng. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Bạch Tố Y bằng ánh mắt ẩn chứa thâm ý, thản nhiên đáp, thứ nhất là tên nhãi kia nhìn Tố Y bằng ánh mắt thèm muốn bị ổi. Nếu ta không dạy cho đối phương một bài học thì lần sau cậu ta sẽ tới Tiêu Dao Cung, trực tiếp cướp người đi. Ngọc Phượng Hoàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu được nguyên nhân. Lúc này, Bạch Tố Y mới biết bày ra tất cả chuyện này vì cô không khỏi nhìn đối phương bằng ánh mắt cảm kích. Được rồi, Tố Y ở lại đây, những người khác lui ra ngoài cả đi. Vâng, chúng đệ tử tuân lệnh Ngọc Phượng Hoàng, lục tục rời khỏi Phượng Đường. Sư tỷ, đại hội võ đạo là gì? Đấu võ à? Nếu thắng thì có thưởng không? Lý Trạch Vũ cầm thiệp mời lên, hỏi liên tiếp mấy vấn đề liền. Tố Y, con giải thích cho sư thúc đi. Vâng, Bạch Tố Y khom người hành lễ, chuẩn bị lên tiếng. Điện thoại trong túi Lý Trạch Vũ đột nhiên reo chuông, hắn phẩy tay ra hiệu cho Bạch Tố Y chờ, sau đó lấy điện thoại ra bấm. Lý Trạch Vũ, cậu có thể tới cứu tôi không? Tiếng cầu cứu của Diệp Khinh Nhu vang lên từ đầu dây bên kia. Nước thần tam tập trung 600.000 đại quân tiến về Tây Cương, thế nhưng quân Thiên Long chỉ có 150 binh lực, thế nên Tô Cẩn Hoa đã phái thêm 100.000 quân Huyền Vũ tới tiếp viện. Mặc dù binh lực hai bên khác xa nhau, thế nhưng vũ khí do nước Hạ sử dụng khá tân tiên, thế nên nước thần tam cũng sẽ kiêng dè. Hai bên giằng co suốt một đêm. Ngay khi nước Hạ phái người đi giao thiệp trước, vốn tưởng rằng nước thần tam sẽ chọn lui binh, thế nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên phát động tiến công mạnh mẽ, đánh tới khiến quân Thiên Long và quân Huyền Vũ trở tay không kịp. Chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi, bên phía nước Hạ đã có hơn 60.000 tướng sĩ tử trận. Còn có hơn 30.000 người trúng bẫy, bị 200.000 đại quân của nước thần tam vây chặt ở sông Thương Lan. Đây là trận chiến đầu tiên quân Huyền Vũ từ một thế quân mạnh mẽ trở nên đẫm máu, lúc trước mỗi một trận đánh đội quan có thể tay không chém chết hơn 60 tên binh sĩ của nước thần tam, trong đó bao gồm hai danh tướng cùng với một tên chiến thần của nước thần tam. Hơn 60 năm trước, kiếp trước chúng ta có thể đánh đám dân lang thang này bỏ chạy mất dạng, hôm nay chúng ta sẽ đánh đến khi bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dáng người cao ngất của Diệp Cường đứng trong gió rét, trông vô cùng ngang ngược. Lời nói của anh ta khiến hơn 60.000 binh lính nước Hạ nghe thấy bỗng sôi trào nhiệt huyết. Đảo mắt nhìn mấy tướng sĩ một cái, Lý Cường cao giọng hỏi một chút, các người có sợ chết không? Không sợ. Không sợ. Hơn 60.000 người cùng lên tiếng kêu gào, chỉ một thoáng đã làm rung chuyển cả trời đất. Các người đều là những người tốt. Hai mắt Diệp Cường đỏ ngầu. Quân Huyền Vũ nhận lệnh tới tiếp viện cho quân Thiên Long, bây giờ cả đội đã bị quân địch vây hãm, quân Thiên Long lại thấy chết mà không cứu, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Để tìm đường thoát thân. Tần Chấn, nếu tôi còn có thể sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ lấy đầu của ông đầu tiên. Trong lòng Diệp Cường âm thầm thề. Một khắc sau, Diệp Cường không dám phụ vinh dự của một chiếc thần của quân Huyền Vũ, dẫn đầu tiến lên tiêu diệt kẻ thù. Giờ phút này bọn họ cũng không sợ sinh tử. Chỉ vì để giữ gìn phần đất sau lưng được bình an ồ. Anh hai, Diệp Khinh Nhu đã bị thương nặng, lúc này đang cố đứng dậy, thế nhưng còn chưa đi được hai bước đã ngã nhào xuống đất. Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng cô ấy. Ngay khi cô ấy nhắm hai mắt lại, Diệp Khinh Nhu nhớ lại cuộc đời mình 30 năm qua, từng người từng bóng dáng mà cô ấy đã gặp hiện lên trong đầu. Trong phút chốc, một người bóng người không nên xuất hiện,
nhưng sâu trong lòng cô luôn khao khát được gặp xuất hiện trong đầu cô ấy. Lý Trạch Vũ, sao mình lại nhớ tới anh ấy? Cảm xúc trong lòng Diệp Khinh Nhu lẫn lộn. Vẻ ngoài của cô ấy quá rõ ràng, và thứ cùng tồn tại với vẻ ngoài đó chính là thực lực mạnh mẽ của cô ấy. Có rất nhiều đàn ông yêu mến cô ấy, nhưng cũng không có mấy người đủ can đảm theo đuổi cô ấy. Bởi vì cô ấy từng độc ác tuyên bố rằng, muốn làm người đàn ông của Diệp Khinh Nhu ít nhất phải dùng thực lực chinh phục cô ấy. Nhiều năm trôi qua như thế, nhưng cũng không có một người đàn ông nào có thể trở thành đối thủ của cô. Cho đến một ngày, Lý Trạch Vũ xuất hiện, Diệp Khinh Nhu tỉnh táo mở mắt, sử dụng khí lực toàn thân lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số mà cô ấy đã nhớ kỹ từ lâu. Lý Trạch Vũ, cậu có thể đến cứu tôi được không? Tại tiểu tu Di Sơn, Lý Trạch Vũ đang gọi điện thoại cho Jenny, ở bên ngoài vừa xảy ra chuyện được 2 phút đã bị hắn biết được. Ngay sau đó hắn cũng không để ý đến phản ứng của mấy người Ngọc Phượng Hoàng nữa, lái trực thăng rời khỏi đó. 200 cây số, 300 cây số. Cuối cùng hắn đẩy tốc độ đồng hồ lên đến giới hạn 400 cây số. Mới đang ở tiểu tu Di Sơn thoáng một cái đã đến biên giới Tây Cương, chỉ mất hơn 20 phút chiếc trực thăng của hắn đã xuất hiện trong chiến khu Tây Cương. Tiếng đại bác, tiếng chém giết, tiếng kêu vang khắp một mảnh. Lúc Lý Trạch Vũ lái phi cơ trực thăng xuất hiện, máy bay chiến đấu của nước thần Tam cũng lập tức bay tới chặn lại. Rừm rừm. Sau khi thành công né được mấy luồng đại bác, đủ để thấy được độ thuần thục của Lý Trạch Vũ trong việc lái máy bay. Thế nhưng hắn cũng biết việc lái trực thăng thông thường cũng không thể nào chống lại máy bay chiến đấu của quân địch. Có lẽ trời cao đã định trước, máy bay trực thăng trùng hợp dừng lại ở ngay bờ sông Thương Lan. Lý Trạch Vũ mở cửa máy bay rồi nhảy xuống. Ở đây còn có người của nước đại hạ này. Ầm ầm ầm. Mấy chục tên binh lính của nước thần Tam nổ súng càn quét. Tự tìm đường chết. Lý Trạch Vũ tung người chạy như điên, tốc độ nhanh tới mức ngay cả đạn cũng không theo kịp nhịp bước của hắn. Trong phút chốc đã xông thẳng vào trận doanh của đối phương, như hổ lao vào bầy dê, tung ra 30 mấy quyền, hơn 20 binh tính của nước thần Tam đều ngã xuống, nằm im ở đó không một ai còn thở. Diệp Khinh Nhu, ông đây tới rồi, cô con mẹ nó đang ở đâu? Lý Trạch Vũ gắn giọng hỏi. Không nghe thấy Diệp Khinh Nhu đáp lời, ngược lại còn thu hút không ít đạn bắn tới. Cũng may Lý Trạch Vũ phản ứng nhanh nhẹn, tiện tay cầm lấy một cây súng trường tiêu diệt không ít người bên phía đối phương, sau đó lại núp sau một mảng nham thạch. Cũng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người đang núp đằng sau khối nham thạch cách đó không xa chính là Diệp Khinh Nhu, ở vị trí của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, có mười mấy tên địch đang tiến lại gần cô ấy. Em mờ ầm ầm. Lý Trạch Vũ biết địch nhiều ta ít, lúc này chỉ có thể dùng trí óc, không thể địch lại nổi. Ở một phía khác, Diệp Khinh Nhu đang tựa lưng vào một tảng đá, cả người chẳng còn sức lực để đứng dậy. Còn là một đại mỹ nhân cơ đấy, ha ha ha. Các anh em, tối nay chúng ta tận tình buông thả một phen đi. Trong mắt của một tên lính lang thang lóe lên. Khóe miệng Diệp Khinh Nhu hiện lên nụ cười lạnh, đồng thời cô ấy móc ra một con dao găm từ trong giày lính của mình. Chiến sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Kể từ khi trở thành quân nhân của nước Hạ, cô ấy đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Không có sợ hãi, dường như chỉ có chút tiếc nuối, bởi vì không thể gặp được người kia trước khi chết. Anh hai, các người nhất định phải sống sót trở về đó. Diệp Khinh Nhu nỉ non một tiếng, rồi đưa con dao trong tay tới gần cổ họng. Ngay khi cô ấy lấy hết dũng khí chuẩn bị chết. Ai dám động vào một cọng lông của cô ấy, tôi sẽ chôn cả quốc gia của tên đó theo. Một tiếng nói vô cùng ngang ngược truyền tới từ phía xa. Ngay sau đó, cơ thể mềm mại của Diệp Khinh Nhu run lên. Anh ấy tới. Khốn kiếp. Đúng là tự tìm đường chết. Mắt thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, mấy tên lính của nước thần Tam cũng đồng loạt chĩa họng súng về phía hắn, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò. Đoàng đoàng đoàng. Từng viên đạn Lý Trạch Vũ bắn ra đều như có gắn mắt bên trong, mỗi một viên đạn đều có thể nhắm chính xác mục tiêu, không một viên nào rơi ra ngoài. Tôi tới đây. Chỉ 3 chữ ngắn ngủi đã khiến Diệp Khinh Nhu bật khóc. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Lý Trạch Vũ lại đi tới bên cạnh cô ấy. Giết chết anh ta, bằng mọi giá phải giết chết tên đó. Tướng lĩnh của đám quân lang thang kia hạ lệnh. Một đám quân lính vây quanh lấy Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Nhu. Thật sự xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cậu. Trong giọng nói của Diệp Khinh Nhu toàn là tự trách, thâm trách bản thân vì đã kéo Lý Trạch Vũ đến đây.
với tình hình trước mắt, bọn họ không thể sống sót vượt qua. Lý Trạch Vũ cũng không nói gì, chỉ cõng Diệp Khinh Nhu sau lưng mình, sau đó xé ra một mảnh vải từ trên quần áo của mình buộc người đằng sau lại. Ôm chặt, ông đây đưa cô về nhà. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vô cùng kiên định. Ông đây mang em về nhà. 6 chữ ngắn ngủi, nước mắt Diệp Khinh Nhu tuôn rơi. Mà giờ phút này, sĩ binh của nước thần Tam tụ tập tới ngày càng nhiều. Bắt bọn họ lại cho tôi. Một tên tướng lĩnh nghiêm nghị quát. Dừng tay, ngay lúc Lý Trạch Vũ chuẩn bị đại khai sát giới, bỗng nhiên một giọng nói mạnh mẽ âm vang truyền tới. Đám người nghe thấy tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu chạy như bay đến. Là chiến thần Ma La. Chúng ta vậy mà có thể kề vai chiến đấu cùng chiến thần Ma La. Từng binh sĩ nước thần Tam phấn khích, Ma Lai. Chiến thần hàng đầu của nước thần Tam đã từng lấy sức mạnh một người đánh hòa với tứ đại thiên vương của nước Y, chống đỡ không cho đại hạ sụp đổ chính là đại anh hùng người người nước thần Tam kính ngưỡng. Chiến thần Ma La ngài đến rất đúng lúc, tên này không phải hạng người hời hợt, vừa nãy đã chém giết hơn 50 chiến sĩ của chúng ta. Đúng vậy, xin chiến thần Ma La ra tay xử lý kẻ này. Xin chiến thần Ma La ra tay, mấy tướng lĩnh lần lượt mở miệng. Bọn họ nhìn thấy rõ thực lực lớn mạnh của Lý Trạch Vũ, nếu không thể diệt trừ đối phương trước thì chắc chắn sẽ tăng thêm thương vong rất lớn cho bọn họ. Em mở miệng, các người đang dạy tôi làm việc, Ma La quát chói tai một tiếng, vẻ mặt hơi bất mãn. Mấy tướng lĩnh lập tức không dám nói tiếp. Ma La không để ý tới bọn họ nữa mà một mình tiến lên mấy bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Lần này hay rồi, có chiến thần Ma La ra tay thì tên kia chết chắc. Tên kia quả thực rất mạnh. Làm thịt mấy người chúng ta mà bản thân hắn không hề bị thương. Mạnh thì sao, một quyền của chiến thần Ma La chúng ta có thể khiến hắn chết đến mức không thể chết thêm. Tôi cũng cảm thấy như vậy, mẹ nó, chiến thần Ma La sao vậy, sao quỳ xuống trước mặt tên kia. Mọi người trừng mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông giống như thần ở nước thần Tam kia phịch một tiếng quỳ xuống. Tất cả binh sĩ nước thần Tam đều dụi mắt, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tiếp nhận sự thật này. Mọi người đừng hoảng hốt, có lẽ đây là chiêu thức chiến thần Ma La mới sáng tạo ra. Đúng, chiến thần Ma La. Đậu xanh rau muống con mẹ nó, chiến thần Ma La vậy mà dập đầu với tên kia. Giống như có một cái tát vô hình nặng nề tát vào mặt mỗi người lính nước thần Tam, khiến cho đầu óc ăn dưa của bọn họ vang ong ong. Ma La ngẩng đầu lên, kích động không thôi, đại đương gia, thật sự không ngờ lại gặp ngài ở đây. Mới hơn một năm không gặp thôi. Thằng nhóc cậu hình như còn lăn lộn rất tốt mà. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ tiếp nhận đối phương quỳ lạy thần phục. Đại đương gia ngài đừng giễu cợt tôi, lúc trước nếu không phải ngài rửa sạch nỗi oan cho tôi, sao tôi có thể có ngày hôm nay? Ân tình của đại đương gia Ma La trọn kiếp khắc ghi trong lòng. Vẻ mặt Ma La chân thành nói. Chiến thần hàng đầu nước thần Tam này giống như học sinh và giáo viên trước mặt Lý Trạch Vũ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xem như thằng nhóc cậu còn tí lương tâm, Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu nói, bây giờ tôi phải rời khỏi đây, cậu biết nên làm như thế nào chứ? Đại đương gia yên tâm, ngài cứ việc rời đi là được. Trong lúc nói chuyện Ma La đã đứng dậy, quay người nhìn về phía sau, lập tức tránh ra cho tôi. Đám người cũng nhìn ra được, Ma La đây là đang tính để Lý Trạch Vũ rời đi. Lập tức có một tướng lĩnh tự mình đứng ra, chiến thần Ma La, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên này. Nếu không hắn chắc chắn sẽ trở thành kiếp nạn của chúng ta. Cậu im miệng, Ma La quát một tiếng nói, lập tức tránh ra, mọi hậu quả do một mình tôi gánh chịu. Ma La, ngài biết mình đang làm gì không? Một tên tướng lĩnh cao cấp dâu cá chê đứng ra, nghiêm nghị chất vấn, hai quân giao chiến anh lại muốn để quân địch rời đi, anh muốn phản bội quốc gia của chúng ta à? Harry, anh đừng chụp mũ lung tung lên đầu ông. Ma La cau mày nói, tôi đã nói mọi hậu quả do tôi gánh chịu. Lập tức tránh ra. Không được, giọng điện Harry kiên định, hôm nay chỉ cần còn có tôi thì sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên người nước hạ nào. Sau đó gã ta lại chỉ vào Ma La, chuyển đề tài nói, còn có Ma La anh, đợi đánh xong trận chiến này tôi nhất định sẽ tới văn phòng tư pháp quân sự tố cáo anh. Ma La, Harry nghiêm nghị quát, bây giờ tôi lập tức lệnh cho anh lui ra, nếu không tôi sẽ xem anh như nhóm phản quân mà lập tức xử tử. Ma La, cậu lui ra đi. Lý Trạch Vũ cũng nhàn nhạt mở miệng khuyên nhủ. Đại đương gia, trên nét mặt khó xử của Ma La xuất hiện vẻ lo lắng. Nhưng mà không ai biết,
thứ cậu ta lo lắng cũng không phải là Lý Trạch Vũ mà là hơn ngàn binh lính sau lưng cơ. Lui ra đi, cậu đã xứng đáng với sứ mệnh của mình rồi, cái chết của bọn họ không trách cậu. Lý Trạch Vũ mở miệng lần nữa. Ma La không dám chần chờ, thở dài một tiếng bước nhanh rời đi. Chiến thần hàng đầu, tên vô dụng này. Harry đưa mắt nhìn bóng lưng Ma La, khinh thường nói, trở về tôi sẽ gỡ bỏ. Hết tất cả vinh quang trên người anh xuống. Ngay sau đó gã ta vung tay lên nói, bắt lấy hai người kia cho tôi, mặc kệ sống chết. Xông lên. Giết, Harry ra lệnh một tiếng, binh sĩ nước thần tam lần lượt tới gần. Diệp Khinh Nhu ôm Lý Trạch Vũ, lo lắng hỏi, anh có hối hận không? Hả, Lý Trạch Vũ khẽ giật mình, hỏi ngược lại, hối hận cái gì? Hối hận tới cứu em, trong lòng Diệp Khinh Nhu đầy mong đợi hỏi. Ồ, ông đây làm việc xưa nay không hối hận. Lý Trạch Vũ khẽ cười một tiếng nói, ôm chặt, hôm nay để cho em mở mang kiến thức thử cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vừa nói xong, dưới chân hắn khẽ nhúc nhích dẫn đầu nghênh đón binh sĩ nước thần tam. Diệp Khinh Nhu chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng mà chỉ trong nửa hơi thở Lý Trạch Vũ đã dẫn cô ấy xông vào trận địa của quân địch. Ầm ầm, mấy binh sĩ nước thần tam liên tiếp bay ngược ra ngoài ngã xuống đất. Trên người Lý Trạch Vũ lập tức dính không ít máu tươi, khiến trên người hắn tăng thêm một phần khí thế hào hùng. Bên hông em có một con dao quân dụng, Diệp Khinh Nhu nhắc nhở một tiếng. Lý Trạch Vũ ngầm hiểu, chuẩn xác rút con dao quân dụng bên hông cô ấy ra. Một tia ánh sáng lạnh lóe lên, xoẹt xoẹt xoẹt, AI. Thêm 10 tên binh sĩ nước thần tam chết dưới đao của Lý Trạch Vũ. Kẻ này chưa diệt trừ, ngày nào đó thành họa lớn của nước thần tam chúng ta. Harry nhìn thấy một màn này, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, trong lòng càng quyết định phải diệt trừ sự tồn tại khủng bố Lý Trạch Vũ này. Võ công trong thiên hạ chỉ cần nhanh thì không gì không phá được. Điểm này cũng có thể vận dụng trên chiến trường. Dao quân dụng trong tay Lý Trạch Vũ nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ, nhưng chỉ cần xẹt qua một lần ít nhất có thể cắt được mấy mạng quân ma cả bông. Trong nháy mắt lại có hơn 30 người chết dưới đao của hắn. Diệp Khinh Nhu nhìn mà tê cả da đầu. Trong lúc cõng cô ấy, Lý Trạch Vũ còn có thể ung dung không vội giết địch, cái này không chỉ cần thực lực lớn mạnh, còn phải có kinh nghiệm tác chiến phong phú không gì sánh nổi. Chỉ bằng điểm này, cô ấy thừa nhận Lý Trạch Vũ không nói khoác. Người này thật sự có thực lực một người giữ ải vạn người không thể qua. Quân phủ Tây Cương, Tần Chấn và mấy lão tướng quân vây quanh Sa Bàn, người trước bình tĩnh tự nhiên, những người khác thì gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tần Soái, quân Huyền Vũ thương vọng nặng nề, nếu chúng ta lại không tới giúp đỡ, e rằng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Quân Huyền Vũ đã chết trận hơn phân nửa tướng sĩ, bây giờ còn sót lại chưa tới 50.000 người bị vây khốn ở sông Thương Lan, cầu xin Tần Soái lập tức hạ lệnh xuất binh giúp đỡ. Mấy tướng lĩnh lần lượt mở miệng. Tần Chấn thì giống như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào Sa Bàn dưới đất. Hành động lần này khiến mấy lão tướng quân giận mà không nói gì. Chư vị Lý Chí Tý, La Đại Long thân là phó soái Thiên Long quân, đồng thời cũng tâm phúc của Tần Chấn an ủi nói, thương vong Thiên Long quân cũng không nhỏ, hơn nữa chúng ta còn là phòng tuyến cuối cùng, nếu như đại quân nước thần tam tấn công, một khi chúng ta thất thủ trận địa, hậu quả chắc chắn không tưởng nổi. Mấy lão tướng quân yên lặng gật đầu, thừa nhận lời này có lý. Khóe miệng Tần Chấn nhếch lên một tia cười lạnh. Đợi sau khi toàn bộ quân Huyền Vũ bỏ mình, ông ta cũng không tin Long chủ sẽ không phái quân Hổ Khiếu đến đây giúp đỡ. Mà một khi quân Hổ Khiếu chia binh đến đây giúp đỡ, nước Hùng bên kia. Hừ hừ, Bắc Cương thất thủ, hơn nữa quân Hổ Khiếu thương vong nặng nề, đến lúc đó Lý Định Quốc không thể ăn nói với Long chủ. Dựa vào mấy điểm này, ông ta sẽ có thể vạch tội Lý Định Quốc với văn phòng tư pháp quân sự. Cuộc chiến giữa hai nhà Tần Lý, ông ta tin tưởng người thắng sau cùng sẽ là nhà họ Tần. Báo. Một binh lính vội vọt vào, nguyên soái Lý, chiến thần hàng đầu quân Huyền Vũ Diệp Cường đã chết trận, quân Huyền Vũ còn sống chưa tới 10.000 người. Diệp Cường chết trận, tin tức này lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Chỉ có Tần Chấn ung dung không vội, dường như ông ta đã sớm đoán được kết quả này, nhàn nhạt dặn dò, thăm dò thêm rồi báo lại. Vâng. Binh sĩ lui ra ngoài. Một lão tướng nắm chặt hai nắm đấm, lần nữa thỉnh cầu, Tần Soái, thuộc hạ thỉnh cầu xuất binh nghĩ cách cứu viện. Quân Huyền Vũ, lão Trương, vừa nấy tôi không phải. La Soái. Trương binh lễ ngắt lời,
chỉ cần tôi mang 10.000 tướng sĩ từ bên ngoài quấy nhiễu quân địch, quân Huyền Vũ sẽ có chút hy vọng sống trốn ra từ sông Thương Lan. Anh dám bảo đảm 10.000 quân Huyền Vũ kia chắc chắn có thể trốn ra chứ? La Đại Long bất mãn chất vấn. Trương Binh Lễ âm vang mạnh mẽ nói, quân Huyền Vũ có thể trốn ra bao nhiêu người thuộc hạ không dám hứa chắc, nhưng thuộc hạ biết nếu chúng ta không làm gì mà trơ mắt nhìn những tướng sĩ kia chết trước mặt, đời này trong lòng thuộc hạ khó có thể yên ổn. Một phen nói đến mức La Đại Long á khẩu không trả lời được. Mấy lão tướng còn lại đều gật đầu, vô cùng đồng ý với lời của Trương Binh Lễ. Tần Soái, tôi đồng ý với ý kiến của lão Trương. Tôi cũng đồng ý. Mấy lão tướng lần lượt mở miệng khuyên bảo. Chân mày Tần Chấn hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía Trương Binh Lễ, anh tổng quân 20 năm, có biết quy tắc trong quân lớn hơn trời không? Thuộc hạ biết. Nếu biết sao anh còn phải chống lại quyết định của bản soái? Tôi, Trương Binh Lễ chưa nói xong thì nhìn thấy Tần Chấn tiện tay lấy ra súng lục bên hông trực tiếp bóp cò. Bằng, tiếng súng đột ngột vang lên, Trương Binh Lễ ngã xuống trong vũng máu. Trương Binh Lễ công khai chống lại mệnh lệnh, đã bị bản soái xử quyết tại chỗ. Tần Chấn nhìn đám người xung quanh một chút, nghiêm nghị hỏi, còn ai muốn chống lại mệnh lệnh của bản soái? Không, mọi người ở đây đều cúi đầu xuống, cứ thế không dám lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, sông Thương Lan. Vô số tướng sĩ quân Huyền Vũ ngã xuống, nhưng tướng sĩ còn đứng được không có người nào khiếp sợ. Giết một người đủ vốn, giết hai người kiếm lời. Diệp Cường chết khiến bọn họ biến đau thương thành sức mạnh. Nhưng chiến tranh là vô tình, dưới tình huống quân số tuyệt đối nghiền ép, tướng sĩ quân Huyền Vũ liên tiếp ngã xuống. Cách đó không xa, một bóng người khá dễ thấy. Áo Tôn Trung Sơn trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, sau lưng hắn còn cống một người. Hai người như hình với bóng. Thấy binh sĩ nước thần tam trước mặt hắn giống như cải trắng, từng người bị chém ngã xuống đất. Lý Trạch Vũ, để em xuống, tự anh đi trước đi. Vẻ mặt Diệp Khinh Nhu đầy lo lắng. Anh hai đã chết trận, cô ấy không muốn lại nhìn thấy Lý Trạch Vũ cũng chết vì mình. Ông đây cũng đến rồi, sao có thể đi? Một câu ngắn ngủi đã chứng minh quyết tâm của Lý Trạch Vũ. Cảm ơn, Diệp Khinh Nhu cảm động đến rơi nước mắt. Ngàn lời vạn chữ chỉ có thể hóa thành hai chữ cảm ơn. Cảm ơn thì không cần, nhớ kỹ thứ bản thân em nợ anh là được. Lý Trạch Vũ cười ha ha. Diệp Khinh Nhu suy nghĩ thật nhiều, cười khổ nói, được, nếu chúng ta có thể bình an trở về, em sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Đây chính là em nói. Lý Đại Đương ra hưng phấn đồng thời không quên thu phúc lợi trước, khẽ sờ một phát lên bờ mông của Diệp Khinh Nhu. Lúc này người phía sau ngượng ngùng không thôi. Ai có thể giết hắn, chức quan sẽ thăng 3 cấp, tiền thưởng chục triệu. Harry mắt thấy thuộc hạ bị Lý Trạch Vũ hù dọa, lập tức ném ra ngoài một sự hấp dẫn to lớn. Ha ha, mạng của ông chỉ đáng giá chục triệu à? Lý Trạch Vũ vừa giết địch vừa khinh thường cười to. Harry hừ một tiếng nói, nếu không mày cảm thấy mình có thể đáng giá bao nhiêu? Làm gì cũng phải tăng gấp đôi chứ, chức quan thăng 6 cấp, tiền thưởng 20 triệu. Trong lúc nói chuyện, một đao của Lý Trạch Vũ chém tới 6-7 kẻ địch, hắn lập tức tung người nhảy thẳng tới trước mặt Harry. Người đâu, hộ giá. AI một tia sáng lạnh lóe lên, Harry còn chưa kịp hoảng sợ đã đầu lìa khỏi cổ rơi xuống đất. Lý Trạch Vũ giơ đầu người lên thật cao, lúc này binh sĩ nước thần tam sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Lý Trạch Vũ nhanh chóng bắt đầu phá vòng vây, giết ra một con đường màu xông về phía máy bay trực thăng của mình. Hắn đã giết tướng quân Harry, không thể để cho hắn chạy trốn. Mau đuổi theo. Những binh lính kia phản ứng không chậm, nhưng tốc độ nào theo kịp Lý Trạch Vũ. Vù vù vù, máy bay trực thăng thoáng cái đã bay về phía bầu trời. Nhìn một màn này, Ma La cách đó không xa thở dài một hơi. Rồng bị bao vây đã bay về trời. Cậu ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, tiếp theo binh sĩ nước thần tam sẽ cảm nhận được sự sợ hãi chân chính. Vì sao quân Thiên Long chưa xuất binh cứu chúng ta? Chúng ta đến giúp đỡ bọn họ mà. Nếu như bọn họ xuất binh tới đây nghĩ cách cứu viện, anh hai em sẽ không phải chết. Nhìn từng binh sĩ quân Huyền Vũ liên tiếp ngã xuống bên dưới, Diệp Khinh Nhu khóc không thành tiếng. Lý Trạch Vũ tăng tốc độ tới cực hạn, lập tức lấy điện thoại ra bấm dãy số đầu tiên. Đại đương gia, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói cung kính. Lập tức bảo 9 vị vua lính đánh thuê và 12 chiến thần Tu La đến nước hạ gặp tôi. Hơn nữa lại liên lạc với Zorok, bảo cậu ta cung cấp 10.000 vũ khí tinh nhuệ,
tiền không thành vấn đề. Lý Trạch Vũ thẳng thắn dặn dò. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Người đàn ông cung kính đáp. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ cũng không quay đầu lại mà mở miệng an ủi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không hy sinh vô ích, có người sẽ tính sổ vì cái chết của bọn họ. Tội thành, tử ngục. Ngay lúc tất cả phạm nhân chuẩn bị ngủ, tiếng cảnh báo bỗng vang vọng cả ngục giam. Tất cả mọi người lập tức đến thao trường tập hợp. Lập tức tập hợp, giọng nói của giám ngục trưởng Adara vang lên từ trong radio. Mẹ nó, lúc này tại sao phải tập hợp? Có lẽ có chuyện lớn xảy ra. Có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Đợi lát nữa sẽ biết, các phạm nhân vừa châu đầu ghé tai vừa cực kỳ không tình nguyện tiến về thao trường phía trước. Mà giờ phút này, giám ngục trưởng Adara đứng trên bục. Cao đã chờ đợi rất lâu. Một lát sau, hơn 1.000 phạm nhân xếp hàng xong. Adara cầm micro alo vài tiếng, cất cao giọng nói, tất cả có mặt, nghiêm. Nghỉ, nghiêm. Có rằm mau thả, ông đây còn phải trở về ngủ. Một tên đau đầu bất mãn hét lên. Sắc mặt giám ngục trưởng lập tức thay đổi. Có phải muốn tặng cho chúng tôi phụ nữ không? Thêm một tên khác lại nói đùa, lập tức khiến mọi người cười hùa theo. Thấy một màn này, Adara giận mà không dám nói gì. Mặc dù anh ta là người phụ trách cao nhất của ngục giam này, nhưng đối mặt một đám đàn ông thủ đoạn chồng chất lại kiêu ngạo bất tuân như thế, anh ta vốn không hề có uy tín. Toàn thể yên lặng, Adara hẳng giọng một cái nói, đại đương gia có lời muốn tôi chuyển cho các người. Vừa nói ra ba chữ đại đương gia thì hiện trường ồn ào nháy mắt im lặng. Tất cả mọi người lập tức duỗi thẳng sống lưng, đứng nghiêm, không dám thở mạnh. Nhìn một màn này, Adara không biết hoài niệm khoảng thời gian có đại đương gia canh giữ tử ngục thế nào. Lúc đó gió êm sóng lặng, tất cả mọi người quy củ. Đáng tiếc ngày tháng tốt lành này một đi không trở lại. 9 vị vua lính đánh thuê và 12 chiến thần Tu La, ra khỏi hàng cho tôi. Adara ra lệnh một tiếng, 21 người đàn ông màu da khác nhau đứng ra phía trước, anh nhìn tôi nhìn anh, trên mặt đều tràn ngập vẻ tò mò và khó hiểu. Biết sao tôi gọi các anh ra khỏi hàng không? Bớt nhói nhảm, đừng có khơi dậy sự hứng thú của chúng tôi nữa. Adara còn muốn thừa nước đục thả câu thì đã bị Manbu, nhỏ tuổi nhất và tàn nhãn nhất trong 12 Tu La ngắt lời. Có phải đại đương gia có mệnh lệnh truyền cho chúng tôi không? Oni một trong những vua lính đánh thuê hỏi. Adara trịnh trọng gật đầu nói, đại đương gia bảo các anh lập tức tới nước hạ, tôi đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng cho các anh rồi, hơn nữa. Nói đến đây, anh ta chuyển đề tài, nghiêm nghị nói, đại đương gia bảo tôi nhắc nhở các anh. Lần này tới nước hạ có thể sẽ cửu tử nhất sinh, nếu sợ chết thì ở lại, hẳn sẽ không trách bất cứ ai. Sợ chết, ha ha ha, Mabu cất tiếng cười to nói, người có thể tới đây người nào sẽ sợ chết. Chúng tôi chỉ sợ chết có giá trị hay không thôi. Oni cười lạnh nói, nếu là mệnh lệnh của Adara anh, ông đây nước đổ đầu vịt, người duy nhất trên thế giới có thể khiến ông đây đầu rơi máu chảy chỉ có đại đương gia thôi. Lập tức đưa chúng tôi tới nước hạ. Nếu làm trễ nãi chuyện quan trọng của đại đương gia, vậy trưởng ngục như anh đây cũng khỏi làm luôn đi. Thêm một vua lính đánh thuê nữa là Melus thúc giục. Lúc này Adara cũng không nói nhảm nữa, bởi vì anh ta cũng sợ chậm trễ chuyện quan trọng của người đàn ông kia, thế nên anh ta nhanh chóng gọi một chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn tới. Nhưng đúng lúc này, vù vù vù, ba bóng người liên tiếp xuất hiện trên bục cao giống như quỷ mị. Chính là ba người hòa thượng Nhất Trinh, đạo nhân Vô Trần và Ngọc Linh Lung. Là ba vị đại gia. Gặp qua ba vị đại gia. Hơn 1.000 người cùng hò hét, vô cùng cung kính. Đại nhân Vô Trần không quan tâm lắm, ánh mắt sắc bén bản thẳng lên người Adara, người kia lập tức có cảm giác không rén mà run. Ba vị đại gia, sao các ngài lại tới đây? Adara cả gan hỏi. Hòa thượng Nhất Trinh xoa đầu chọc của mình, hung tợn hỏi, nghe nói đầu nhi ngoan của chúng ta có tin truyền về. Có ạ. Adara nơm nớp lo sợ đáp lại, lúc này kể lại chi tiết lời dặn dò của Lý Trạch Vũ một lần nữa. Sau khi nghe xong, ba người hòa thượng Nhất Trinh cùng nhíu mày. Lý Trạch Vũ rời khỏi tử ngục chưa tới một tháng, vậy mà còn muốn điều binh khiển tướng ở đây, 8/9 phần 10 là. Gặp chuyện khó giải quyết. Mau liên lạc với đầu nhi bần đạo. Đạo nhân Vô Trần chém đỉnh chặt sắt dặn dò. Adara không dám chống lại. Lập tức sai người lấy điện thoại ra bấm dãy số đã nhớ kỹ. Alo, giọng nói Lý Trạch Vũ truyền đến.
đạo nhân Vô Trần muốn đoạt điện thoại lại bị hòa thượng Nhất Trinh nhanh hơn một bước. Lão hòa thượng cầm điện thoại lên hỏi, danh con, có phải con gặp phiền phức không? Ách, sư phụ Nhất Trinh, sao ngài cũng ở đây? Một chút chuyện nhỏ thôi. Lý Trạch Vũ cười ngượng ngùng nói. Một chút chuyện nhỏ con cần điều binh khiển tướng à, còn không mau thành thật khai báo. Hòa thượng Nhất Trinh nghiêm nghị nói. Được, Lý Trạch Vũ không lay chuyển được nên đã nói ra việc mình chuẩn bị dẫn người đi làm gỏi nước thần tam. Hay hay hay, Hòa thượng Nhất Trinh khen ngợi, vì nước vì dân, đàn ông tốt nên như vậy, vì sự ủng hộ con. Đạo nhân Vô Trần bên cạnh cưỡng ép đoạt lấy điện thoại, hùa theo nói, nước nhà còn hay mất, mọi người dân đều có trách nhiệm, chuyện này đồ nhi ngoan con làm tốt lắm, cần bao nhiêu người con cứ việc nói. Cùng lắm thì gọi tất cả mọi người tới cũng không sao. Adara một bên nghe nói như thế thì trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tử ngục do nhiều quốc gia cùng nhau xây dựng, anh ta có thể lặng lẽ thả vài phạm nhân ra ngoài, nhưng nếu toàn bộ ngục giam đều trống rỗng, vậy cái đầu trên cổ anh ta sẽ khó giữ được. Cũng may Lý Trạch Vũ không có suy nghĩ như thế mà rất bình tĩnh nói, chỉ là một nước thần tam không cần dùng đến nhiều người như vậy, để Adara làm theo sự dặn dò của con là được. Được, đạo nhân Vô Trần cũng không chơi liều nói. Ta lập tức bảo cậu ta làm theo, nếu cậu ta không làm theo thì cứ để cậu ta nếm thử thiên niên sát của vi sư. Đại gia Vô Trần yên tâm, tôi đã đi làm theo theo lời của đại đương gia rồi. Adara sợ đến mức toàn thân run rẩy. Ba chữ thiên niên sát này ngẫm lại cũng khiến người ta sợ hãi, huống chỉ còn là thiên niên sát của đạo nhân Vô Trần. Dáng vẻ đạo nhân Vô Trần xem như cậu thức thời, đang muốn cúp điện thoại. Đợi đã, Lý Trạch Vũ đột nhiên ngăn cản. Đạo nhân Vô Trần nghi ngờ hỏi, thay đổi ý kiến. Muốn gọi thêm người qua hả? Không phải, Lý Trạch Vũ chuyển đề tài, còn muốn hỏi ba vị sư phụ một chút, các ngài từng nghe nói tới Vu giáo chưa? Vu giáo, đạo nhân Vô Trần nhíu mày, hỏi ngược lại, sao con lại hỏi cái này? Lúc này Lý Trạch Vũ cũng không giấu giếm, ni chuyện Vu giáo cho tàn lại cháy, đồng thời cũng không giấu giếm chuyện cái chết của cha mẹ ruột mình có thể liên quan tới Vu giáo. Thì ra là thế, đạo nhân Vô Trần vừa nói xong thì điện thoại lại bị hòa thượng Nhất Trinh giành mất. Đồ nhi ngoan, con đừng lo lắng, đại hộ pháp chó má gì kia tên Nam Cung Thạc, 30 năm trước bị vi sư đánh cho hô cứu mạng đó, lấy thân thủ con có thể hành hạ lại gã ta. Một tay Lý Trạch Vũ điều khiển máy bay trực thăng, tay kia cầm điện thoại để bên tai. Vốn dĩ hẳn còn lo lắng mình sẽ không đánh lại đại hộ pháp Vu giáo kia. Nhưng bây giờ nghe Hòa Thượng Nhất Trinh nói thực lực của hẳn có thể hoàn toàn tra tấn đối phương lại thì lập tức cảm thấy mình có thể đứng lên được. Hạ ẩn hận không thể lập tức bắt lấy Nam Cung Thạc, sau đó hung hăng đánh gã ta 3 ngày 3 đêm. Sau mấy tiếng, máy bay trực thăng của Lý Trạch Vũ tiến vào Hoàng Thành, cuối cùng dừng bên ngoài Phủ Long Chủ. Lập tức có hơn 10 binh sĩ súng ống đầy đủ vây quanh. Người không có phận sự lập tức rời đi, binh sĩ cầm đầu nghiêm nghị xua đuổi. Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Nhu lần lượt nhảy xuống từ máy bay trực thăng. Mọi người đừng căng thẳng, tôi là Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ, không biết. Binh sĩ cầm đầu lần nữa xua đuổi, ngay lập tức lái máy bay đi, nếu không đừng trách chúng tôi chấp pháp công bằng. Lý Trạch Vũ có hơi xấu hổ. Vốn cho rằng dựa vào tên tuổi của mình có thể tiến thẳng vào Phủ Long Chủ, không ngờ người ta vốn mặc xác hắn. Vẫn là Diệp Khinh Nhu tiến lên lấy ra giấy chứng nhận. Tôi chính là Phó Đô Thống Quân Huyền Vũ Diệp Khinh Nhu, có chuyện quan trọng báo cáo cho Long Chủ, xin đồng chí giúp tôi bẩm báo một tiếng. Binh sĩ cầm đầu cẩn thận tra xét giấy chứng nhận một lần, sau khi xác nhận không sai thì hành lễ, xin Diệp Đô Thống chờ tí. Thấy một màn này, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ như có điều suy nghĩ. Danh tiếng đại thiếu gia nhà họ Lý quả thực đủ lớn, đủ để làm kinh sợ phần lớn giới quyền quý. Nhưng trước mặt ông lớn có thực quyền chân chính. Danh hiệu này chính là trò cười. Hắn đã quyết định, tìm một cơ hội dành cho mình một thân phận càng có sức uy hiếp, dùng cái này để bảo đảm mình có thể hoành hành không gặp trở ngại trên khắp nước Hạ. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, binh sĩ thông báo lúc trước đi rồi quay lại, lần nữa hành lễ cung kính, Long Chủ mời Diệp Đô Thống đi vào. Đa tạ, Diệp Khinh Nhu đáp lễ rồi cất bước đi vào Phủ Long Chủ. Lý Trạch Vũ muốn theo sát phía sau nhưng lại lần nữa bị tên lính kia ngăn cản, đồng chí. Long chỉ để cho một mình Diệp Đô Thống đi vào, anh không thể đi vào. Mẹ nó! Nghe xong lời này thì Lý Trạch Vũ nổi trận lôi đình, giơ tay chỉ Diệp Khinh Nhu rồi quát, ông đây đi cùng cô ấy đấy, vì sao không thể đi vào chung? Đồng chí,
chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp Long chủ, anh để ấy cùng tôi đi vào chung đi. Diệp Khinh Nhu mở miệng khuyên nhủ. Xin lỗi, đây là chức trách của chúng tôi, xin Diệp Đô Thống đừng để chúng tôi khó xử. Tên lính kia trông có vẻ là một chủ nhân công chính nghiêm minh. Anh nghe cho ông, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ kéo căng cuống họng, tôi đã báo lại chuyện liên quan đến an nguy của nước Hạ với Long chủ rồi, nếu anh còn ngu xuẩn mất khôn như vậy, mọi hậu quả do anh phụ trách. Xin lỗi, tôi có trách nhiệm, binh sĩ vẫn bình tĩnh đáp lại, có điều nhìn ra được gã ta vốn không có để lời nói của Lý Trạch Vũ trong lòng. Dù sao một người không có chức quan không có quyền lực như anh, nói khoác không biết ngượng chuyện lớn liên quan đến an nguy quốc gia, hễ là người bình thường đều sẽ không tin. Nếu không anh đợi em đi vào nói một chút với Long chủ, đến lúc đó lại sai người bảo anh đi vào. Diệp Khinh Nhu đề nghị. Lý Trạch Vũ lắc đầu từ chối, vẻ mặt khó chịu nhìn tên lính kia, phục tùng mệnh lệnh là đúng, nhưng đôi lúc cũng không thể quá cổ hủ, dù sao quy tắc là chết, người là sống, hôm nay ông đây cho anh một lúc trước. Vẻ mặt binh sĩ vẫn bình thản, có vẻ như vốn không để lời này trong lòng. Lý Đại Đương ra cất bước tiến lên, anh chờ đó. Nói xong, hẳn lấy điện thoại ra bấm dãy số. Alo, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói mạnh mẽ. Chú Tăng, cháu là Trạch Vũ, làm phiền chú đưa điện thoại cho ông cụ cháu cái. À, cháu chờ lát. Ông ơi, điện thoại của Trạch Vũ. Alo, giọng nói của Lý Viễn Sơn vang lên. Lý Trạch Vũ cũng không làm phiền nói, ông cố Lý, cháu có một chuyện liên quan đến an nguy quốc gia muốn báo cáo. Với Long chủ, nhưng có người ngăn cản không cho cháu vào, ông nói xử lý thế nào đây? Thằng nhóc cháu có chuyện gì có thể liên quan tới an nguy quốc gia chứ? Lý Viễn Sơn có vẻ như cũng cho rằng hắn đang nói đùa. Lý Trạch Vũ thở dài, do dự nói, quân Huyền Vũ đã bỏ. Mình toàn bộ ở Tây Cương, quân Thiên Long thấy chết không cứu, ông nói xem đây có phải là chuyện lớn liên quan tới quốc gia không? Cái gì, nghe nói như thế, giọng điệu Lý Viễn Sơn bỗng thay đổi. Tút tút tút, ngay sau đó điện thoại đã bị cúp. Lý Trạch Vũ liếc nhìn tên lính kia, vẻ mặt giống như đang nói ba chữ anh chờ đó. 2 phút sau, một sĩ quan từ phủ Long chủ bước nhanh ra, ai là Lý Trạch Vũ? Nơi này, Lý Trạch Vũ giơ tay thật cao. Sĩ quan kia phất tay nói, Tiểu Bành, để cậu ta tiến vào. Vâng, tên lính lúc trước lập tức sai người nhường ra một lối đi. Nhớ kỹ lời tôi vừa mới nói, có lúc phải học được cách linh hoạt. Để lại một câu, Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Nhu bước. Nhanh vào phủ Long chủ. Trong lúc này, Tô Cẩn Hoa ngồi trên ghế salon, trong tay bưng ly trà nhưng không uống, cả người đang chìm trong suy nghĩ. Long chủ, Diệp Đô Thống và Lý Trạch Vũ tới rồi. Cảnh vệ viên nhắc nhở. Lúc này Tô Cẩn Hoa mới phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hai người bước nhanh tới. Long chủ, việc lớn không tốt, nhà họ Tần tạo phản rồi. Lý Trạch Vũ vừa nói đã bất chấp tất cả, trực tiếp chụp cái bộ ỉa lên đầu nhà họ Tần. Ít ra sắc mặt của Tô Cẩn Hoa đã thay đổi, thằng nhóc cậu nói hưu nói vượn gì đó. Tôi thật sự không nói bậy, đám con rùa nhà họ Tần kia cấu kết với kẻ địch bên ngoài, 100% muốn tạo phản. Lý Trạch Vũ không hề khách khí mà trực tiếp ngồi đối diện Tô Cẩn Hoa. Ngược lại Diệp Khinh Nhu khá cẩn thận, cô ấy hành lễ cung kính với Tô Cẩn Hoa rồi lập tức phịch một tiếng quỳ thẳng xuống, xin Long chủ làm chủ cho anh hai tôi, làm chủ cho 100.000 tướng sĩ quân Huyền Vũ. Cô đứng lên trước rồi nói. Vẻ mặt Tô Cẩn Hoa đầy nghiêm túc, bởi vì lão vừa mới nhận được tin tức Tây Cương truyền đến, biết được toàn bộ người của quân Huyền Vũ đều đã bỏ mình. Sau khi Diệp Khinh Nhu đứng lên thì trong mắt tràn đầy nước mắt, nức nở nói, Long chủ, 100.000 tướng sĩ quân Huyền Vũ tôi nhận được mệnh lệnh tiến tới Tây Cương giúp đỡ quân Thiên Long, nhưng quân Thiên Long lại giấu giếm tin tức tình báo, hại quân tôi lâm vào bẫy của địch, cuối cùng dẫn đến 100.000 tướng sĩ quân Huyền Vũ tôi đều bỏ mình. Cô nói cái gì? Tô Cẩn Hoa trừng lớn hai mắt. Lão chỉ biết tin tức toàn thể quân Huyền Vũ chết trận, nhưng cũng không biết nguyên do trong đó. Giờ phút này nghe được báo cáo của Diệp Khinh Nhu thì lập tức bị chấn động không nhẹ. Long chủ, Lý Trạch Vũ ngắt lời nói, vừa nãy tôi đã nói với ngài là đám con rùa nhà họ Tần cấu kết với kẻ địch bên ngoài, 89/10 là muốn tạo phản. Nói mà không có bằng chứng, các người có bằng chứng ư? Tô Cẩn Hoa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt lập tức căng thẳng. Quân Thiên Long giấu giếm tin tức tình báo với quân Huyền Vũ, chuyện này rất dễ dàng tra rõ. Từng hình ảnh tướng sĩ quân Huyền Vũ ngã xuống hiện lên trong đầu Lý Trạch Vũ,
hắn không khỏi thầm nắm chặt nắm đấm. Lúc hơn 60.000 quân Huyền Vũ bị nhốt ở sông Thương Lan, nếu quân Thiên Long xuất binh Dương Đông kích Tây tạo cơ hội cho quân Huyền Vũ cũng không thể bỏ mình toàn bộ được. Tô Cẩn Hoa có thể ngồi trên vị trí Long chủ này đủ để chứng minh trí tuệ của lão không giống người thường. Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Nhu chỉ nói vài lời, trong đầu của lão đã có nhiều loại phỏng đoán. Nước thần Tam tiến quân tới Tây Cương, nếu quân Huyền Vũ phái đi trợ giúp đều bỏ mình, vậy lão không thể không điều động quân Hổ Khiếu từ Bắc Cương tới giúp đỡ. Như vậy binh lực Bách Cương sẽ trống rỗng, đến lúc đó nước Hùng rất có thể sẽ nhân lúc văng nhà mà vào. Cho dù đến lúc đó bình định chuyện này lại, tổn thất quốc gia tuyệt đối không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, Tô Cẩn Hoa khế nheo hai mắt lại. Long chủ, chuyện nhà họ Tân có phản bội không sau này? Hẳn điều tra, việc cấp bách là phải giải quyết chuyện Tây Cương. Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ chuyển đề tài nói, xin hỏi Long chủ có kế hay để giải quyết không? Tô Cẩn Hoa khẽ lắc đầu. Cho dù trí tuệ lão siêu quần nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra thượng sách, chỉ có thể phái người tới thương lượng với nước thần Tam, nhưng cứ như vậy nước Hạ chẳng những nhục nhã thanh danh, thậm chí còn có thể phải cắt nhường ra không ít lợi ích cho nước thần Tam. Tôi có cách. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Hả? Tô Cẩn Hoa và Diệp Khinh Nhu cùng nhìn về phía Hàn. Quân Hổ Khiếu Bắc Cương tuyệt đối không thể điều binh qua, nhưng phía Đông Cương là quân chủ lực trong nước, càng không thể phái đi trợ giúp. Nếu điều binh lực từ trong ba quân, ít ra cần 3 ngày, mà 3 ngày này đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Anh còn có thể có cách nào? Tô Cẩn Hoa thở dài một cái. Ánh mắt Diệp Khinh Nhu nhìn về phía Lý Trạch Vũ tràn đầy chờ mong. Bởi vì người kia mới nãy đã nói một câu 100.000 quân Huyền Vũ sẽ không hy sinh vô ích, có người sẽ tính sổ vì cái chết của bọn họ. Cô ấy tin tưởng đối phương sẽ không lừa cô ấy. Nếu như tôi nói tôi có người, có vũ khí, còn có cách khiến nước thần Tam trả giá đau đớn thê thảm, Long chủ có tin không? Đang lúc nói chuyện, trên mặt Lý Trạch Vũ hiện lên vẻ thâm sâu khó dò. Tô Cẩn Hoa không khỏi phấn chấn, nửa tin nửa ngờ nói, Trạch Vũ, cậu thật sự không nói đùa à? Năm ấy 20 mấy tuổi đã đánh bại cường giả Long Thanh Phong cảnh giới võ thánh. Lý Trạch Vũ đã cho lão một niềm vui vô cùng to lớn, lão thật sự rất mong người kia có thể cho lão thêm một niềm vui bất ngờ. Được, tôi cũng che giấu nữa. Lý Trạch Vũ đứng lên nhún vai nói, vừa nãy tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của quân Huyền Vũ, nếu như Long chủ tin tôi thì cứ hạ lệnh để quân phủ Bắc Cương không tham chiến, giao toàn quyền cho tôi xử lý, hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Diệp Khinh Nhu một cái, trịnh trọng nói, tôi từng hứa với cô ấy tướng sĩ quân Huyền Vũ sẽ không hy sinh vô ích, đợi xử lý xong chuyện này, tôi đề nghị điều tra toàn bộ việc này. Trong lòng Diệp Khinh Nhũ khẽ run lên, thật sự bị cảm động. Không cần cậu nói chuyện này thì tôi cũng sẽ điều tra tới cùng, tôi cũng có thể hạ lệnh để quân phủ Bắc Cương không? Tham chiến, chỉ là... Tô Cẩn Hoa nhíu mày nói, cậu lấy gì để cho tôi tin tưởng cậu? Dùng mọi thứ của nhà họ Lý tôi để đảm bảo được không? Lý Trạch Vũ cười nói. Trong chốc lát, mí mắt Diệp Khinh Nhu bỗng giật một cái. Cô ấy thật sự không ngờ Lý Trạch Vũ sẽ không tiếc đánh cược tương lai cả nhà vì chiến sĩ quân Huyền Vũ. Tô Cẩn Hoa cũng không nghĩ tới mà sửng sốt tại chỗ. Nếu tôi không thể đánh đuổi quân địch ra khỏi nước, Long chủ cứ bãi miễn chức quan của tất cả mọi người nhà họ Lý tôi, ngoài ra tất cả mọi người nhà họ Lý tôi đều sẽ rời khỏi Hoàng Thanh, chọn đời không trở về nữa. Lý Trạch Vũ chém đỉnh chặt sắt bày tỏ thái độ. Tô Cẩn Hoa hút một điếu thuốc, nặng nề hít vài hơi. Phù, kha. Lão đã không biết bao nhiêu năm mình chưa từng thất lễ như vậy. Ông nội cậu có biết chuyện này không? Tô Cẩn Hoa nặng nề hỏi, ông ấy có thể đồng ý à? Tôi đồng ý là được. Bỗng nhiên một giọng nói mạnh mẽ lại già nua truyền tới. Ba người nghe thấy tiếng cùng nhìn lại, chỉ thấy Lý Viễn Sơn đi đến tựa như rồng như hổ. Mà sau lưng ông ấy là ông cụ Diệp Trung Đường nhà họ Diệp chống gậy. Ông cố, ông nội, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Khinh Nhu bước nhanh về phía trước đỡ Diệp Trung Đường, nước mắt uất ức phút chốc tuôn rơi. Bé con trở về là tốt rồi. Diệp Trung Đường xoa đầu cháu gái, trong mắt đều là vẻ tự ái. Ông nội, anh hai anh ấy không về được. Diệp Khinh Nhu nghẹn ngào nói. Diệp Trung Đường đỏ mắt nói, không sao. Nó chết vì quốc gia chúng ta và dân chúng, cái chết của nó nặng như Thái Sơn, nhà họ Diệp chúng ta mãi mãi vẻ vang vì nó. Ông Lý, ông Diệp, sao hai người lại tới đây?
Tô Cẩn Hoa không dám khinh thường, vội tự mình đứng chạy nghênh đón hai người ngồi xuống. Lý Viễn Sơn khoát tay áo nói, vừa nãy tôi nghe thấy hết lời thằng nhóc thối nhà tôi nói rồi, Long chủ có thể tin tưởng nó, bởi vì nó có thể thay mặt toàn bộ người nhà họ Lý tôi. Ông cố Lý, trong lòng Lý Trạch Vũ ấm áp, rõ ràng cảm nhận được tình yêu thương của ông cụ với hắn. Lý Viễn Sơn vỗ vai hắn nói, ông từng nói với ông nội con, làm người hay làm việc đều không thẹn với lương tâm thì mới là người nhà họ Lý ta, cho dù cuối cùng nhà họ Lý ta vạn kiếp bất phục thì nào sợ chỉ. Lý Trạch Vũ nặng nề gật đầu. Lý Viễn Sơn nói tiếp, ông cố biết cháu sẽ không lấy chuyện này ra đùa, cho nên ông cố tin tưởng cháu, cứ việc dũng cảm đi làm, trời sập xuống ông cố chống lưng cho cháu. Được, cái mũi Lý Trạch Vũ cay xè, bỗng nhiên cảm thấy có cát bay vào mắt. Long chủ, nhà họ Diệp tôi cũng bằng lòng bảo đảm thay thằng nhóc này. Diệp Trung Đường cao giọng mở miệng. Ông Diệp, Tô Cẩn Hoa cau chặt mày. Lý Viễn Sơn bằng lòng tin tưởng Lý Trạch Vũ thì lão hiểu, dù sao máu mủ tình thâm. Nhưng cách làm của Diệp Trung Đường lại khiến lão hơi khó nhìn thấu. Tô Cẩn Hoa bị lời nói của hai vị tiền bối làm cảm động, nghiêm túc cúi lại bày tỏ sự kính trọng với hai người. Lý Viễn Sơn cười nhạt nói, Long chủ, xin ông hạ lệnh đi. Hạ lệnh đi, Long chủ, Diệp Trung Đường cùng hùa theo nói. Tô Cẩn Hoa nặng nề gật đầu, cao giọng hô Tô, Lý Trạch Vũ nghe lệnh. Đến ngay đây, Lý Trạch Vũ cũng cao giọng đáp. Bây giờ tôi bổ nhiệm cậu làm chủ soái viện trợ phía Tây, mong cậu có thể trục xuất quân địch ra khỏi nước, dương cao danh tiếng nước Hạ. Tuyệt không hổ thẹn. Cứ như vậy, Lý Trạch Vũ lách mình đã trở thành chủ soái trẻ tuổi nhất nước Hạ. Mặc dù là một chủ soái độc nhất, khi mặt trời xuống núi, hơn 20 máy bay chở khách lần lượt đậu tại sân bay Hoàng Thành và hàng chục nghìn người xuống máy bay một cách có trật tự. Không ai biết bọn họ đều là lính đánh thuê ưu tú nhất thế giới. Gần như trong cùng một lúc, một chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn đậu trước cổng nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ đã sớm đợi ở đây. Đại đương gia, Man Bu dẫn đầu xuống máy bay, vẻ mặt hưng phấn. Sở dĩ hưng phấn cũng không phải bởi vì đã nhận được tự do ngắn ngủi, mà bởi vì có thể lần nữa kề vai chiến đấu với người đàn ông giống như thần trước mắt này. Oni, Melus, Manner, 9 vị vua lính đánh thuê này đều là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê hàng đầu thế giới hiện nay. Lính đánh thuê dưới trướng mấy người kia ai cũng dũng mãnh thiện chiến, võ dũng hơn người. Man Bu, Zaragoa, Chỉ X, 12 chiến thần ở thế giới ngầm phương Tây ai nấy đều là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ tinh thông tất cả vũ khí lạnh hay nóng, cho dù là đơn đấu chiến đấu hay bài binh bố trận đều có trình độ vượt xa người thường. Những người này chính là thẻ đánh bạc của Lý Trạch Vũ. Phía đông ngoài thành thao trường, hơn 10.000 lính đánh thuê xếp hàng chỉnh tề. Lý Trạch Vũ chắp hai tay sau lưng, giống như người lãnh đạo, trông oai phong lẫm liệt. Thằng Lý, thằng nhóc thối nhà cháu đúng là không khoác lác, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể triệu tập được hơn 10.000 người. Diệp Trung Đường có hơi hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía. Lý Viễn Sơn tràn đầy hâm mộ. Thật hâm mộ người kia có thể có một đứa chất trai như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.